Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 124. Huyết ma xé trời móng. Lâm Ngữ ra tay một cái, lại là thanh thế cực kỳ kinh người, đậm đà mùi máu tanh, thậm chí liền tại chỗ người xem, cũng ngửi thấy. Thú thiên kiếm. Triệu Thắng quát to, hướng về phía trên không mà đến máu móng, một kiếm hoành ra, trường kiếm kia ông minh một tiếng, lại là cùng Triệu Thắng hét lớn tương hô ứng. Phát ra một tiếng kinh thiên thú hống, vậy đạo minh in ở trên thân kiếm thú văn, cũng giống như sống lại vậy, ở trên trường kiếm, không ngừng di động. Một đạo lăng liệt kiếm quang, nghênh hướng vậy kinh khủng dữ tợn máu móng. Ầm một tiếng, hai người đôi đôi mất đi, lại là liều mạng cái lực lượng tương đương. Bất quá, nhìn kỹ lại, Lâm Ngữ bất ngờ so với Triệu Thắng hơn lui gần nửa bước. Hai người thân hình di động, người tới ta đi. Một nén nhang công phu bên trong, đã giao thủ hơn trăm lần. Đột nhiên bây giờ, Lâm Ngữ quanh thân huyết khí một suy, khóe miệng tràn ra chút máu tươi, không ngừng giao thủ dưới, hắn thân thể rốt cuộc có chút không chịu nổi. Triệu Thắng ánh mắt sáng choang, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội, cả người linh lực vượt qua cực hạn vận chuyển, chém ra chí cường một kiếm, kiếm quang ngay tức thì đem Lâm Ngữ vội vàng gian đánh ra màu máu ma chảo biến dạng, một khắc sau. Một dấu máu, hiện lên ở Lâm Ngữ mi tim, Triệu Thắng kiếm phong khoảng cách hắn mi tim, chỉ có nửa tấc khoảng cách. Lâm Ngữ toát ra mồ hôi lạnh, nuốt ngụm nước miếng nói ta. Thua. Triệu Thắng khẽ hồ một hơi, hai người đi xuống sân đấu võ bên trong truyền ra nhiệt liệt ủng hộ. Xuất sắc. Coi là thật xuất sắc. Mặc dù hai người ở khảo sát bên trong thành tích, không hề coi là quá tốt, có thể dẫu sao. Vậy là thông qua thể thử yêu nghiệt, thực lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Nhìn rồi Lâm Ngữ cùng Triệu Thắng chiến đấu, một đám người xem, đối với Diệp Thần cùng Linh Cửu Tiêu cuộc chiến, hơn nữa mong đợi. Bọn họ biết, Linh Cửu Tiêu cùng Diệp Thần có thù oán, hơn nữa, không phải giống vậy thù, hai người bây giờ tất nhiên sẽ có đánh một trận. Quả nhiên, Linh Cửu Tiêu sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Thần, cười lạnh nói, Diệp Thần. Ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Hôm nay Linh Cửu Tiêu, đột phá thái hư cảnh giới, thực lực đã đủ để nghiền ép vậy thái hư 6 tầng thiên tồn tại. Hơn nữa, hắn cấm linh pháp thể, đang trong chiến đấu, có thể nói là chiếm hết ưu thế, tự nhiên, sẽ không có thua đạo lý. Chỉ cần giết Diệp Thần, hắn liền vẫn là cái đó ở trong thần quốc cũng vô cùng chói mắt Linh Cửu Tiêu. Vừa nói, Linh Cửu Tiêu nhìn về phía Văn Thiên Lễ nói, Văn Lão. Tỉ thí bên trong, nếu như một bên chết mất làm thế nào? Linh Cửu Tiêu lời vừa nói ra, sân đấu võ bên trong, lại là một hồi yên tĩnh. Linh Cửu Tiêu, đây là sát ý lộ liễu à? Hoàn toàn cũng không che giấu. Bọn họ mặc dù đã sớm biết, Linh Cửu Tiêu và Diệp Thần có thù oán, hơn nữa cửu hận còn không nhỏ dáng vẻ, nhưng không nghĩ tới thật phải đến ngươi chết ta mất mạng bước à? Vốn là... Diệp Thần chỉ là mọi người trong lòng thằng hề vậy tồn tại, chết thì chết. Có thể hiện tại, mọi người đối với Diệp Thần cái nhìn, đã hoàn toàn thay đổi à. Diệp Thần, tuyệt đối là một tư chất nghịch thiên yêu nghiệt, chết, không khỏi sẽ cho người cảm thấy đáng tiếc, không ít người cũng là hắn lo lắng. Nhưng mà, Diệp Thần tư chất mặc dù nghịch thiên, hắn bây giờ là không phải Linh Cửu Tiêu đối thủ đâu. Cái này, không nhất định. Đầu tiên, Linh Cửu Tiêu tư chất, hiển nhiên cũng vô cùng nghịch thiên, coi như so Diệp Thần kém, cũng chỉ kém từng tia mà thôi. Có thể Linh Cửu Tiêu, dòng dã so Diệp Thần, cao hơn một cái cảnh giới lớn à. Thứ nhì, tại chỗ tù võ người, cũng không phải không có chút nào ánh mắt hạng người, thông qua mới vừa rồi khảo sát, đã có rất nhiều người hoài nghi, Linh Cửu Tiêu có trong truyền thuyết thần thể một trong cấm linh pháp thể, chỉ là còn không dám khẳng định thôi. Mà cấm linh pháp thể ở thần thể bên trong, cũng giống như ăn gian giống vậy tồn tại. Đặc biệt, là ở tu cảnh giới võ giả không cao thời điểm, cấm linh pháp thể lại là nghịch thiên khủng bố, thậm chí cũng có thể áp chế rất nhiều huyết mạch à. Nếu như Linh Cửu Tiêu có thật sự là cấm linh pháp thể mà nói, như vậy, không nói tương lai, bây giờ Diệp Thần thất bại không thể nghi ngờ à. Ở thần quốc trên lịch sử, cấm linh pháp thể người có. Tựa hồ cũng chưa có thua ở thấp với mình cảnh giới đối thủ trên tay qua. Cho nên, rất nhiều người cũng cảm thấy Diệp Thần không nên tiếp Linh Cửu Tiêu khiêu chiến. Bởi vì, Linh Cửu Tiêu rõ ràng không phải muốn tỉ thí,
mà là muốn giết người à? Bây giờ Diệp Thần đã hiện ra tư chất nghịch thiên, mặc dù đắc tội vậy ba bốn nhóm thế lực cường giả, nhưng mà vậy thì thế nào đâu? Lấy Diệp Thần tư chất, sợ rằng cho dù hắn muốn gia nhập thế lực cao cấp, cũng làm được đi. Cho nên, hiện tại Diệp Thần sáng suốt nhất cách làm, chính là cự tuyệt Linh Cửu Tiêu khiêu chiến, tất cả mọi người đều sẽ hiểu hắn, không hề sẽ cảm thấy Diệp Thần mềm yếu loại. Đồng dạng là vạn cổ yêu nghiệt, ngươi nhưng mà thân trong lòng cấm linh pháp thể, muốn đánh, vậy phải chờ tới cùng cảnh giới chứ. Hiện tại, Diệp Thần nếu như ứng chiến, ngạo là kiêu ngạo, nhưng là lại lỗ mãng. Người thần quốc, mặc dù ngạo, xem thường tên yếu nhưng cũng không phải mãng phu. Ngạo, cũng phân là tình huống, lý trí ngạo. Linh Cửu Tiêu nhưng là mặt lộ cười nhạt, lấy hắn đối với Diệp Thần biết rõ, Diệp Thần tuyệt đối là sẽ ứng chiến. Coi như bất luận Diệp Thần đối với hắn bất kính, cùng hắn ăn Tết, liền từ lợi ích lên mà nói, Linh Cửu Tiêu cũng là nhất định phải Diệp Thần chết. Hắn thân trong lòng thần thể, là tất nhiên có thể tiến vào thế lực cao cấp, có thể, ngày hôm nay đến sân tên kia đến từ thế lực cao cấp cường giả thần bí, hiển nhiên đã có chút vừa ý Diệp Thần. Cứ như vậy, hắn cũng rất có thể và Diệp Thần cùng nhau tiến vào thế lực cao cấp. Đây là Linh Cửu Tiêu nhất không muốn nhìn thấy tình huống. Thành thật mà nói, Diệp Thần tư chất, đã để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi, nếu như cùng nhau tiến vào thế lực cao cấp, ở ngang hàng điều kiện dưới nói, liền Linh Cửu Tiêu cũng không có lòng tin, có thể nghiền ép Diệp Thần. Mà hắn biết, nếu như Diệp Thần cường đại, cái đầu tiên muốn giết chính là hắn Linh Cửu Tiêu à. Cho nên, ngày hôm nay ở chỗ này hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Không để lại hậu hoạn là hắn cho tới nay tín điều. Càng mấu chốt chính là, Linh Cửu Tiêu vì hôm nay tuyển chọn thi đấu, đã làm đủ chuẩn bị. Trừ đột phá thái hư ra, còn có mấy đạo hậu thủ. Hắn cùng Diệp Thần chiến đấu qua, sâu sắc cảm nhận được Diệp Thần khủng bố, nếu như đổi thành thời điểm khác, hắn còn thật không có lòng tin, nhất định có thể tru diệt Diệp Thần. Nhưng ngày hôm nay, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Văn Thiên Lễ nghe vậy, khẽ cau mày. Hắn mặc dù cùng Diệp Thần có đánh cuộc, có thể hắn cũng là một yêu tài người. Lúc này, coi như là đã công nhận Diệp Thần, lấy hắn tầm mắt, tự nhiên rõ ràng đối mặt cấp thấp tồn tại, cấm linh pháp thể kinh khủng kia thống trị lực, mà Diệp Thần cái này loại vạn cổ yêu nghiệt, chết một người đối với thần quốc mà nói đều là tổn thất không nhỏ, không khỏi hỏi một câu. Ngươi yếu quyết sống chết. Linh Cửu Tiêu gật đầu nói, không sai. Không chỉ là Văn Thiên Lễ. Vậy khách quý các bên trong lạnh như băng cô gái, cũng đã nga mi hơi nhăn, giống như Linh Cửu Tiêu dự liệu như vậy, nàng quả thật dự định đem hai người cũng thu làm môn hạ, bất quá mắt đẹp một hồi lóe lên sau đó, Đồ Lan Tâm nhưng cũng không có ý ngăn cản. Bởi vì, ở Đồ Lan Tâm trong lòng cho rằng, võ giả trưởng thành, cần theo đuổi cổ đạo. Vì sao là cổ đạo? Đem đủ loại tư chất tương đương độc vật, bỏ vào cổ bên trong, tùy ý họ chém giết. Vật đổi sao rời. Cuối cùng, sống sót cái đó, thường thường sẽ có được thăng hoa, lột xác, đem tiềm lực phát huy đến trình độ cao nhất, đạt được chân chính trưởng thành. Mà Diệp Thần cùng Linh Cửu Tiêu, chính là tư chất tương đối yêu nghiệt tồn tại. Hai người sống chết tranh nhau, cuộc chiến đấu này sau đó, sống sót cái đó, tất lấy được thăng hoa. Nàng thần cực tông thà muốn một cái cực kỳ tồn tại, cũng không muốn hai cái vạn cổ yêu nghiệt. Văn Thiên Lễ nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt chớp động nói, Diệp Thần, thần quốc tàn khốc, cho dù là tỉ thí, xảy ra nhân mạng, cũng là chuyện rất bình thường, thành tựu chủ trì, ta cũng không thể ra tay can dự. Bất quá, dựa theo đấu thử quy tắc, ngươi có quyền cự tuyệt, còn như vậy Long Tâm Quả, ngươi đối thủ thứ nhất, coi như lão phu bại bởi ngươi, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi muốn đánh sao? Các khán giả hơi sững sờ, văn lão cái này rõ ràng ở khuyên nhủ. Nhắc nhở Diệp Thần à. Phải biết, thần minh giống như là không biết chủ động can dự tỉ thí à. Có thể văn lão đâu, thậm chí vì Diệp Thần, liền mình đánh cuộc cũng nhận thua. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, liền thần minh đều có mời chào Diệp Thần ý à. Thần minh, cho dù ở thế lực cao cấp bên trong, cũng là địa vị khá là siêu nhiên tồn tại à, dẫu sao thần minh chủ quản phần lớn thần quốc công việc. Gia nhập thần minh, bản thân chính là một loại cao nhất vinh dự, trừ bản thân tông môn tài nguyên ra,
ở trong thần quốc cũng sẽ có nhiều vô cùng đặc quyền. Hơn nữa, thần minh giống như là không thu trảm ách cảnh dưới võ giả nhập môn, văn lão, đây đều là muốn là Diệp Thần mở cửa sau liền à. Tất cả mọi người không khỏi hướng về phía Diệp Thần, ném ánh mắt hâm mộ. Đạt được một cái chí cường giả xem trọng, không biết có thể tiết kiệm đi bao nhiêu năm phấn đấu, cố gắng cơ hồ thì chẳng khác nào là một bước lên trời à. Như vậy trời ban cơ hội, Diệp Thần nếu như còn không hiểu quý trọng, còn muốn cự tuyệt, vậy thật là không biết sống chết ở giữa không biết sống chết. Văn Thiên Lễ trong mắt sạch bóng liền tránh, vốn là, Đồ Lan Tâm thân phận đặc thù, hắn là sẽ không ra tay tranh đoạt nàng nhìn chúng thiên tài, có thể Diệp Thần chân thực quá kinh diễm à. Liền Văn Thiên Lễ, cũng động tâm. Bất quá, Diệp Thần ở hắn trong lòng, cái gì cũng tốt, chính là tâm tính quá kiêu ngạo, thật ngông cuồng, không đủ trầm ổn. Một điểm này, là võ giả đại kỵ. Nếu như Diệp Thần lúc này có thể nghe theo hắn khuyên nhủ, lui một bước, nói như vậy minh Diệp Thần là một có thể tạo chi tài, nhưng nếu là Diệp Thần cố ý muốn chiến. Ha ha, như vậy cho dù Diệp Thần tư chất như thế nào đi nữa nghịch thiên, hắn Văn Thiên Lễ đối với loại người như vậy cũng nhìn hờ hững. Như vậy, hắn sẽ không lại ngăn cản, mà sẽ để mặc cho hắn chết ở Linh Cửu Tiêu trong tay. Trong chốc lát, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn Diệp Thần, sân đấu võ bên trong, yên tĩnh được kim rơi có thể nghe. Tất cả mọi người, đều ở đây toàn bộ tinh thần chăm chú chờ đợi Diệp Thần trả lời. Trong này, khẩn trương nhất chính là Duẫn Mính và Cốt Lão, hai người tim cũng củ xít chặt. Ở muôn người ngắm nhìn dưới, Diệp Thần nhưng là sắc mặt rửng rưng, một bước tiến lên trước, mở miệng nói, đa tạ Văn Lão y tốt, bất quá, ta, muốn đánh. Tất cả mọi người trong lòng, tựa như đều có một cây đại chùy trùng trùng nện xuống. Từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn Diệp Thần. Bọn họ, bị Diệp Thần trả lời hù dọa. Cái này Diệp Thần, là thật muốn lần lượt, đổi mới bọn họ nhận biết, đột phá bọn họ suy nghĩ cực hạn à. Cũng quá mẹ hắn tìm chỗ chết liền đi. Một cái thật tốt tiền đồ đặt ở ngươi trước mặt, ngươi không chấp nhận, hết lần này tới lần khác muốn đi biển lửa bên trong nhảy. Cái này mẹ hắn đầu óc nước vào chứ. Gắn, cũng không thể như thế gắn à. Văn Thiên Lễ sắc mặt trầm xuống, lắc đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vô cùng được mất vọng, xem Diệp Thần người như vậy, vạn năm tới, hắn thấy qua quá nhiều quá nhiều. Hắn tốt đánh cuộc, vì vậy cũng biết trầm ổn tầm quan trọng, hắn ở sòng bạc lên, thấy qua vô số hăm hở, ánh sáng vạn trượng trẻ tuổi yêu nghiệt, bọn họ mặc dù có thể náo nhiệt tạm thời, nhưng, cuối cùng, cũng sẽ từ chỗ cao té xuống. Trèo càng cao, té được càng thảm. Bởi vì ngạo, bởi vì mình không chịu thua, bởi vì tự phụ, không thiếu ngang dọc một đời yêu nghiệt, cuối cùng, không chỉ là gia tài, liền tay mình, chân, thậm chí mệnh, cũng thua mất. Loại người này, định trước chính là người thất bại. Linh Cửu Tiêu cùng Diệp Thần đứng đối diện nhau, nếu Diệp Thần đã đón nhận khiêu chiến của hắn, hiện tại hắn ngược lại cũng không vội vã ra tay. Mà là cân nhắc nhìn Diệp Thần nói, ha ha, Diệp Thần, ta còn lo lắng. Người biết sợ hãi, lùi bước chứ. Khá tốt, người không để cho ta thất vọng, vẫn là cùng ở Linh Võ Đại Lục chi như nhau, ngu xuẩn như vậy không mưu. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn hắn, nhàn nhạt nói, người còn nhớ, ta đã nói cái gì không? Đã nói gì? Ta nói qua, ta hôm nay phải giết ngươi, nếu ta nói, sẽ làm được. Linh Cửu Tiêu nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó. Lại là hết sức thất thố vui vẻ cười to đứng lên, cười đến cơ hồ đều phải cúi người xuống, chảy ra nước mắt. Tựa như nghe được cái gì trên đời nhất chuyện tức cười tình. Hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ trào phúng nhìn về phía Diệp Thần nói cuồng, Diệp công tử, người thật tốt cuồng à, cuồng đến linh nào đó, cũng không dám nhìn thẳng liền à. Đột nhiên, Linh Cửu Tiêu thanh âm ngay tức thì lạnh như băng 100.000 chia đường, người lấy cái gì giết ta. Hắn ánh mắt. Hoàn toàn rét lạnh xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, ngươi có biết, ta có thể chất, chính là thần quốc, thần thể một trong cấm linh pháp thể. Sân đấu võ bên trong, vang lên một hồi tiếng thán phục. Trước, bọn họ chỉ là hoài nghi, có thể hiện tại Linh Cửu Tiêu đã thừa nhận. Thật sự là cấm linh pháp thể à? Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng mang theo một loại thương hại thần sắc. Nếu như Linh Cửu Tiêu không có cấm linh pháp thể,
Diệp Thần có thể còn có từng tia hy vọng, lần này là triệt để chết chắc. Nhưng, Linh Cửu Tiêu vẫn chưa nói hết. Ngươi lại biết, cấm linh pháp thể ở chém ách dưới trong chiến đấu, thậm chí, có thể áp chế hoàn toàn cái khác huyết mạch người nghịch thiên, có thể nói vô địch. Nhìn tổng quát thần quốc lịch sử, cấm linh pháp thể người có, chưa bao giờ thua ở thấp với mình cảnh giới võ giả trong tay. Ngươi lại biết, ta đột phá thái hư sau đó, pháp thể trưởng thành, tới một cái kinh khủng dường nào trình độ. Tiếng nói vừa dứt, Linh Cửu Tiêu đột nhiên trong tay nhiều hơn một chuôi toàn thân xanh lơ ánh sáng màu tím, vô số huyền ảo phù văn ở chói lọi bên trong lưu truyền, tản ra cổ xưa, khí tức kinh khủng trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, một đạo vô cùng bén hàn mang, vô căn cứ thoáng hiện. Linh Cửu Tiêu thậm chí không có vận chuyển linh lực, chỉ là đơn giản nắm chuôi này màu tím bầm trường kiếm, bản thân tản ra nhuệ khí, liền để cho tại chỗ rất nhiều võ giả, đều là trong lòng run lên. Thậm chí, con người đều bị kiếm quang nơi đau nhói, căn bản không cách nào nhìn thẳng cầm kiếm Linh Cửu Tiêu. Mọi người mặt hiện chấn động tủng vẻ, chuôi này tím bầm trường kiếm, bất ngờ là một chuôi chân chân chính chính cổ khí à. Hơn nữa, cái này cổ khí chế tạo, vẫn là phẩm cấp cực cao, chí ít cũng là trung thượng phẩm như vậy à. Linh Cửu Tiêu cầm kiếm cười lạnh nói, người có biết kiếm này tên là Linh Phong Kiếm, chính là ta Linh gia chấn tộc chi bảo. Là một chuôi thứ thiệt thượng phẩm cổ khí. Có chém ách dưới có thể nói vô địch cấm linh pháp thể, tu vi nghiền ép, còn muốn vận dụng như vậy nghịch thiên cổ khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây quả thực đều không phải là giết gà dùng đao mổ trâu, là giết gà dùng bom nguyên tử à. Chưa từng có tuyệt hậu thực lực sai biệt, Diệp Thần là liền vậy ngàn một phần trăm triệu lật bàn cơ hội cũng không có. Mọi người lấy là Linh Cửu Tiêu đã chuẩn bị được đủ đầy đủ, quá kinh khủng, có thể Linh Cửu Tiêu, lúc này vừa cười. Người lấy là, cái này thì kết thúc, ha ha. Đây hết thảy, so với ta chân chính lá bài tẩy, căn bản không coi vào đâu. Đột nhiên, một đạo thanh huy từ Linh Cửu Tiêu sau ót bốc lên, thanh quang kiểu kiểu, ngay tức thì bao phủ toàn bộ sân đấu võ. Trong chốc lát, tại chỗ dù sao cũng người xem. Lại là đồng thời cảm thấy, mình linh lực trong cơ thể đông lại một cái, cơ hồ không cách nào vận chuyển. Một mực không hề bận tâm Văn Thiên Lễ thấy Linh Cửu Tiêu sau ót, một viên tản ra thanh huy bảo châu, lại là con người điên cuồng co rúm lại cũng không cách nào giữ ổn định, kinh hô cái này. Đây chẳng lẽ là thanh linh bảo châu? Linh Cửu Tiêu cười nói, không sai, chính là thanh linh bảo châu. Rất nhiều người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thanh Linh Bảo Châu là cái gì? Linh Cửu Tiêu cân nhắc nhìn Diệp Thần nói, ngươi có biết, cái này Thanh Linh Bảo Châu là cái gì? Ha ha, không biết, không quan hệ, ta, có thể nói cho ngươi. Thanh Linh Bảo Châu, chính là ta Linh gia lão tổ lưu lại chí bảo. Ở Thanh Linh Bảo Châu gia chỉ dưới, vận dụng cấm linh pháp thể uy lực, thậm chí có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Lấy ta bây giờ tu vi, nếu như thi triển cấm linh pháp thể, cho dù là chân tránh chém ách tồn tại, cũng sẽ ở cấm linh pháp vực bên trong, linh lực mất hết, lâm vào là một người bình thường. Yên lặng. Ngày tận thế giống vậy yên lặng. Nói cách khác, trên lôi đài, Linh Cửu Tiêu lúc này thực lực, đã bao trùm hết thảy. Cái này lấy cái gì đánh? Xuân Minh lúc này đã là sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, nàng cũng không khắc chế nổi nữa, không để ý hết thảy hướng về phía Diệp Thần hô lớn. Diệp Thần, không nên cùng hắn chiến. Không muốn à. Nàng rõ ràng Diệp Thần ngạo, cũng vô cùng tin tưởng Diệp Thần, nếu như chỉ có trong 1%, 0,1% chiến thắng đối thủ có thể, nàng cũng sẽ không chút do dự giúp đỡ Diệp Thần. Có thể hiện tại, không được. Bởi vì, liền vậy từng tia thủ thắng cơ hội, cũng không có. Trong đám người Kỳ Tư Thanh, cái khăn che mặt hạ, thoáng qua một chút cực hạn tức giận. Trong tay của nàng nắm một tấm phù văn. Phù văn này là nàng luyện chế. Thậm chí, nàng tùy thời chuẩn bị ngưng tụ ngưng huyết. Hủy đi hết thảy. Chỉ vì là, chàng này đánh nhau đối với Diệp Thần quá bất lợi. Nàng Kỳ Tư Thanh người đàn ông, không cho phép người khác như vậy hèn hạ đối đãi. Liền liền khách quý các bên trong Đồ Lan Tâm, cũng là mắt đẹp liền tránh khẽ lắc đầu một cái. Vốn là... Nàng lấy làm cho này sẽ là một tràng thế quân lực địch chiến đấu, sẽ để cho một khối hoàn toàn thăng hoa. Có thể hiện tại,
nàng phát hiện, mình thật giống như sai rồi. Cuộc chiến đấu này, căn bản là một trường giết chóc, thậm chí đều không thể gọi chi là chiến đấu. Không phải nói, Diệp Thần thì thật so Linh Cửu Tiêu kém như vậy nhiều, có thể thu võ người chiến đấu, cũng không trống trơn là xem cá nhân người võ lực. Linh Cửu Tiêu lấy ra một kiện kiện chí bảo, cái này ở đấu thử bên trong, có thể nói, tương đương với ăn gian một loại. Ở nơi này loại điều kiện dưới, ai có thể giành được hắn? Cho dù lấy nàng ánh mắt, thậm chí cũng không thấy được bất kỳ, Diệp Thần có thể lật bàn có thể. Mà nàng, cho tới bây giờ cũng chưa có phán đoán sai lầm qua. Linh Cửu Tiêu không che giấu chút nào trên mặt châm chọc, hướng về phía Diệp Thần lộ ra một cái nhìn như văn nhã mỉm cười nói, hiện tại, Diệp công tử, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi, bằng, thập, sao, giết, ta. Sáu chữ một cái, ở trong sân đấu võ các khán giả trong lòng, không ngừng vọng về. Dựa vào cái gì, Diệp Thần cũng cười, nhưng là cổ tay lộn một cái, Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn giơ lên trong tay Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, nhàn nhạt nói, chỉ bằng cái này. Mọi người toàn bộ hướng Diệp Thần trong tay chuôi này giống như chất lượng kém thanh ngọc đúc thành trường kiếm nhìn, rối rít sững sốt một chút. Cái này, đây không phải là Diệp Thần ở thể thử lúc đó, lấy ra thanh trường kiếm kia sao? Vốn là, mọi người lấy làm cho này trường kiếm có thể có đặc thù gì năng lực, ví dụ như ổn định tâm thần, tăng tốc độ linh lực xa chuyển vân. Vân, có thể không nghĩ tới, cái này trường kiếm lại là Diệp Thần vũ khí. Bọn họ thậm chí, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này mẹ hắn, đừng nói là cái gì chân thần khí, thánh binh. Căn bản, liền cấp thấp nhất vũ khí, cũng dính không tới à. Chỉ có thể coi như là mang theo điểm linh khí vật phàm thôi. Loại vật này, ở thần quốc, người ném ở trên đường chính, cũng không người nào nguyện ý nhặt. Có thể Diệp Thần, nhưng cầm tới làm vũ khí. Nghèo, cũng phải có cái hạn độ đi. Chuôi này trường kiếm màu máu, phỏng đoán bị vậy thượng phẩm cổ khí trường kiếm Linh Phong kiếm vừa đụng, thì phải hóa là nghiền chứ. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần thần sắc, thậm chí cũng bị ai dậy rồi, thật là giống như thấy ăn mày như nhau. Quá thảm. Và Linh Cửu Tiêu so sánh, vậy quá mạnh mẽ. Ha 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 ha. Linh Cửu Tiêu, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cái này Diệp Thần đơn giản là một kẻ dở hơi à. Cũng sắp chết. Còn muốn biểu diễn, còn muốn làm thằng hề. Diệp Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn Linh Cửu Tiêu, mở miệng nói, cười đủ rồi không? Không cười đủ, hơn cười cười, lập tức, ngươi liền không cười được. Linh Cửu Tiêu lúc này, hoàn toàn thanh tĩnh lại, không có bất kỳ áp lực, nghe vậy cũng là cười một tiếng nói, ha ha, ngươi yên tâm, sau này cười không cười được, ta không biết, bất quá ngươi thời điểm chết, ta khẳng định sẽ cười. Xem ra, người yêu gọi tật xấu, vẫn là cùng đi qua như nhau à? Nếu như người cười được như vậy vui vẻ nói, ban đầu tại sao xem con chó như nhau, từ Linh Võ Đại Lục chạy trốn tới thần quốc? Hiện tại, người là cái gì, Linh gia người chứ? Linh gia, chỉ sợ cũng là thế lực không nhỏ, ban đầu vì sao không có đi trả thù ta? Linh Cửu Tiêu sắc mặt chợt biến đổi nói, người nói gì sao? Cho ta im miệng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, người bây giờ là Linh gia hy vọng, Linh gia vạn cổ yêu nghiệt, tự nhiên không thể để cho Linh gia biết, người cái này thần thể thiên tài, sẽ bị một cái Linh Võ Phong môn tồn tại, hù được chạy mất dạng, không dám đối mặt với chứ. Linh Cửu Tiêu sắc mặt chợt âm trầm xuống, chuyện này hắn một mực giấu ở đáy lòng, lại bị Diệp Thần, ngay trước mọi người vạch trần. Cho, ta, chết. Linh Cửu Tiêu khẽ quát một tiếng, cấm linh pháp vực. Mở. Treo ở hắn sau ót vậy cái Thanh Linh Bảo Châu, chợt ánh sáng lớn thả, trong nháy mắt, thậm chí liền đứng ở một bên Văn Thiên Lễ, đều là trong con ngươi vẻ kinh dị chớp mắt, ở khoảng cách như vậy dưới, liền liền hắn, đều bị một chút áp chế, cái này cấm linh pháp thể, cùng Thanh Linh Bảo Châu phối hợp, quả thật cực kỳ kinh khủng. Linh Cửu Tiêu ra tay một cái, liền phối hợp Thanh Linh Bảo Châu, thi triển cấm linh pháp vực. Duẫn Minh thấy vậy, không khỏi được kinh hô, Diệp Thần, ngăn cản hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng, nếu như nói Diệp Thần có cái gì nghịch chuyển cơ hội, chính là ở Linh Cửu Tiêu pháp vực hoàn toàn mở ra trước, lấy sấm sét nhất kích, ngăn cản đối phương.
Nhưng mà, bọn họ thấy Diệp Thần, nhưng là sắc mặt rửng rưng đứng tại chỗ, thậm chí liền ý xuất thủ cũng không có. Khinh thường. Quá khinh thường. Kết quả là tự tin đến hạng bước, mới có thể vào lúc này vẫn đứng không nhúc nhích. Duẫn Minh trong phút chốc sắc mặt như cho tàn, hoàn toàn tuyệt vọng, Văn Thiên Lễ mặc dù không nói gì, nhưng nhìn Diệp Thần, trong mắt vẻ thất vọng, hơn nữa nồng đậm. Diệp Thần đã không phải là điên, là liền cơ bản ý thức chiến đấu, thiên phú chiến đấu cũng không có. Chỉ cần hơi có chút thiên phú chiến đấu người, đều biết lúc này, nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản đối phương mở ra pháp vực. Mà một đám nguyên bản đối với Diệp Thần có chút mong đợi người xem, cũng là hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần thái độ làm cho người chán ghét. Lúc này Diệp Thần đã bị pháp vực hoàn toàn bao phủ, trong cơ thể nguyên bản vô cùng sống động linh lực, lúc này, thật là giống như dưới mấy trăm độ trong hoàn cảnh, hoàn toàn đông băng hà như nhau, bất luận như vì sao vận chuyển, đều là không nhúc nhích tí nào. Bất quá, Diệp Thần thần sắc, nhưng không có biến hóa chút nào. Ha ha, cần trước thời hạn ra tay, ngăn cản pháp vực mở ra sao? Hắn linh lực bị cấm ở, bất quá, huyết mạch nhưng không tránh khỏi, mà huyết mạch bên trong phá thiên lực, vẫn có thể vận chuyển. Cái này, liền đủ rồi. Một lực, vượt 10.000 pháp, không phải sao? Huống chi, lấy cấm linh pháp vực triển khai tốc độ, hắn muốn trước thời hạn phá giải, vậy rất khó, miễn cưỡng làm, ngược lại có thể lộ ra sơ hở. Bất quá, tất cả mọi người tại chỗ, nhưng căn bản không biết Diệp Thần đang suy nghĩ gì, bọn họ mặc dù rõ ràng, cấm linh pháp thể, có thể dựa vào lực lượng kích phá, nhưng mà trong tiềm thức, nhưng tự động đem bỏ quên. Bởi vì, từ cổ chí kim, như vậy nhiều vô cùng tươi đẹp thể tu, tại sao cho tới bây giờ không có ai dựa vào lực lượng chiến thắng qua cấm linh pháp thể người có? Đó chính là bởi vì, nếu như muốn dựa vào lực lượng, kích phá cấm linh pháp thể, lực lượng phải vô cùng được vượt qua cảnh giới mới được. Linh Cửu Tiêu mặt lộ cười gằn, nắm chắc phần thắng, vậy lười được nói thêm gì nữa, trong tay Linh Phong kiếm run một cái, tím bầm ánh sáng hàng loạt, vô biên kiếm ý nhộn nhạo lên. Vậy cực kỳ kinh khủng kiếm ý, cùng Linh Phong kiếm kiếm quang lần lượt thay nhau ngưng tụ, Linh Cửu Tiêu quanh thân, lại là trào động khởi một đạo mất đi hơi thở. Thật là mạnh kiếm. Triệu Thắng nhìn Linh Cửu Tiêu thi triển kiếm pháp, lại là sắc mặt cuồng biến, cặp mắt bên trong, toát ra vẻ si mê. Mà sân đấu võ bên trong, không thiếu kiếm tu, cũng cùng Triệu Thắng vậy hình dáng. Linh Cửu Tiêu kiếm, vượt qua hắn cảnh giới, quá nhiều quá nhiều. Đã mơ hồ, muốn nhô lên phá kiếm trình độ cao nhất, lấy kiếm, khám phá đại đạo, cuối cùng võ đạo căn nguyên. Hắn kiếm quang bên trên, mang trình độ cao nhất kiếm đạo hơi thở, hội Linh Cửu Tiêu xuất kiếm, đối với kiếm tu mà nói, thật là, chính là một loại hưởng thụ. Thậm chí, để cho bọn họ đang đối với kiếm đạo, đối với kiếm pháp, đối với kiếm chi bản nguyên lĩnh ngộ bên trên, đều có tăng lên không nhỏ. Văn Thiên Lễ ánh mắt sáng choang. Linh Cửu Tiêu kiếm, ở ý cảnh tầng thứ lên, thậm chí để cho hắn, đều có tai mắt đổi mới hoàn toàn cảm giác. Có thể, Linh Cửu Tiêu một kiếm này, vẫn chưa kết thúc. Một đạo quỷ dị chập chờn ở Linh Phong kiếm lưỡi kiếm bên trên lưu chuyển, vậy tinh thuần vô cùng kiếm ý cùng kiếm quang, lại là dần dần ngưng tụ, co rút lại, hội tụ ở Linh Phong kiếm trên mũi kiếm. Vậy vô số kiếm tu, rối rít tỉnh hồn lại, bởi vì... bọn họ không cảm giác được vậy kiếm chi bản nguyên hơi thở. Tại sao không cảm ứng được? Bởi vì, kinh khủng kia kiếm ý, toàn bộ, ngưng tụ lại ngưng tụ, hoàn toàn tập trung, thu thúc ở trên mũi kiếm. Trở thành một cái lóe lên trình độ cao nhất xanh lơ ánh sáng màu tím, khiến cho chung quanh hư không không ngừng mất đi điểm. Linh Cửu Tiêu thi triển ra một kiếm này, sắc mặt vậy khá là miễn cưỡng, một kiếm này, là hắn trình độ cao nhất. Hắn hướng về phía Diệp Thần cười gằn nói, thằng nhóc, chết ở ta dưới một kiếm này, là ngươi đời này, vĩ đại nhất thành tựu, kiêu ngạo đi. Linh Cửu Tiêu, lại lấy cấm linh pháp thể uy năng, cưỡng ép đem kinh khủng kia một kiếm lực lượng, tập trung đến một chút bên trên. Một kiếm này ra, kết quả có bao nhiêu nghịch thiên, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Vẫn thần kiếm, Linh Cửu Tiêu khẽ quát một tiếng, cổ tay cực nhanh run run. Một khắc sau. Kiếm mang chớp mắt, Linh Phong kiếm trên mũi kiếm, bắn ra một đạo cực nhỏ kiếm quang, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Kiếm quang chỗ đi qua,
để lại một đạo đen nhánh vết rách bên trong tản ra không gian chảy loạn chập chờn. Một kiếm này, đem hư không hoàn toàn mất đi, cơ hồ phải đem thần quốc vậy so với linh võ đại lục vững chắc trăm lần không gian, cũng chém một cái mở ra. Một kiếm, có thể vẫn chưa thần. Mà ở kiếm quang bắn ra đồng thời, Diệp Thần, vậy động. Để cho người lộ vẻ xúc động chính là, Diệp Thần cũng không có bất kỳ né tránh, ngăn cản ý kiến, lại chỉ như vậy gắng gượng, nghênh hướng Linh Cửu Tiêu. Nghênh hướng Linh Cửu Tiêu vậy cực kỳ kinh khủng kiếm quang. Linh Cửu Tiêu một kiếm này, quả thật rất mạnh, tránh là không tránh khỏi. Một phần vạn ngay tức thì, Diệp Thần cả người trong cơ thể, dâng lên một đạo chói mắt cực kỳ kim quang, nhìn như Diệp Thần thân thể, giống như mạ kim vậy, đồng thời, tuyệt mạnh thần niệm điên cuồng xông ra, bắt vậy ở trong hư không du di vẫn thần kiếm quang. Cấm linh pháp thể có thể cấm chỉ hồn kỹ công kích, nhưng không tránh khỏi có niệm ma thân thể Diệp Thần tiến hành thần niệm bắt. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần cả người bắp thịt nhô lên, vặn eo, thu gánh, đem lực lượng toàn thân, bơm vào đến tay phải bên trong, trong cổ phát ra một tiếng giống như cự thú điên cuồng hét lên. Vô tận lực, điên cuồng gào thét. Mà trong tay, chuôi này nặng đến thông thiên thanh liên diệt thiên kiếm, lại là bị Diệp Thần hung hăng ném ra, hướng Linh Cửu Tiêu đầu đi. Linh Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng, ha ha, lại tới chiêu này. Một đạo cổ khí hơi thở, từ ngực xông ra, áo quần hắn dưới, ăn mặc một kiện lóe lên nhàn nhạt thanh quang nội giáp. Cổ khí nội giáp thả ra một đạo quang hoa, đem Linh Cửu Tiêu hoàn toàn bảo vệ. Nếu như Diệp Thần ném ra, là một chuôi nửa bước cổ khí, hoặc là cổ khí mà nói, Linh Cửu Tiêu có thể còn sẽ có vẻ khẩn trương, thận trọng, nhưng, một cái liền linh khí cũng không gọi được rác dưới. Ở chạm được hắn hộ thân cổ khí tia sáng ngay tức thì, liền sẽ nghiền chứ. Mà lúc này, vậy đạo vẫn thần kiếm quang, lại là muốn cùng vẫn thần kiếm quang, đụng nhau. Linh Cửu Tiêu cười nhạt, càng đậm. Rất tốt, lần này liền hắn hộ thân cổ khí phòng ngự, cũng không đụng tới, trực tiếp mất đi đi. Âm một tiếng, kiếm quang cùng thanh liên diệt thiên kiếm, đụng vào nhau, nháy mắt tức thì, thời gian tựa như ngừng, không gian cũng có một cái chớp mắt đỉnh cách. Một giây kế tiếp, một đạo như có như không ông minh, đang lúc mọi người bên tai nổ vang, vô hình năng lượng, hướng bốn phía phóng xạ đi, vậy lấy cực phẩm chất liệu xây, đủ để chịu đựng thái hư đỉnh cấp võ giả giao thủ sân đấu võ sàn nhà, lại là ngay tức thì vỡ vụn vỡ dậy. Không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Thanh liên diệt thiên kiếm mũi đao chính xác không có lầm đụng vào vẫn thần kiếm quang bên trên, chẳng những không có ngay tức thì khí hóa bốc hơi, ngược lại đón vẫn thần kiếm quang, hướng Linh Cửu Tiêu bắn tới. Sân đấu võ ở giữa tất cả mọi người, bao gồm Văn Thiên Lễ, thậm chí là khách quý các bên trong Đồ Lan Tâm, trong mắt bên trong, cũng thoáng qua rung động vẻ. Điều này sao có thể? Cho dù là cổ khí, cùng cái này vẫn thần kiếm mang va chạm, đều phải bị tổn thương chứ. Mà đây chuôi linh khí đều không phải là rác dưới trường kiếm, lại có thể đón kiếm mang phóng. Diệp Thần chỉ mỗi mình vô cùng quỷ dị, liền sử dụng vũ khí cũng quỷ dị đến vượt quá tưởng tượng tầng thứ. Diệp Thần khóe miệng hiện lên một nụ cười châm biếm, vượt qua hết thảy sức nặng thanh liên diệt thiên kiếm, ở một thân cự lực ra chỉ dưới, hắn vững chắc đã áp đảo cổ khí bên trên, há là như vậy tùy tiện hư hại. Bất quá, vậy vẫn thần kiếm quang, nhưng là không có bị lôi cuốn cự lực bay vụt thanh liên diệt thiên kiếm nơi mất đi, kiếm quang đang cùng thanh liên diệt thiên kiếm phát sinh đụng ngay tức thì, liền bạo phát ra một cổ vô cùng tràn đầy kiếm ý. Kiếm ý, tại sao sẽ bùng nổ? Bởi vì, cấm linh pháp vực ở trong đó gia trì, thu thúc, bị Diệp Thần kích phá. Ngưng tụ một chút kiếm mang lần nữa bạo tán ra, hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, ở cấm linh pháp vực bên trong, hắn không cách nào thi triển xương mù hóa thần thông, chỉ có thể lấy thân xác chống cự một kiếm này. Hắn lấy thanh liên diệt thiên kiếm đánh chúng vẫn thần kiếm quang, vì chính là suy yếu, nếu để cho hắn thu thúc một chút, cho dù là Diệp Thần. Chỉ sợ cũng sẽ phải chịu hủy diệt đả kích, nhưng, lần nữa tản ra nói, áp lực chợt giảm. Một khắc sau, Diệp Thần trường bào dưới tinh lam khải, tản mát ra một hồi ánh sáng yếu ớt, che ở Diệp Thần. Mà lúc này Linh Cửu Tiêu, nguyên bản trên gương mặt giễu cợt, khinh thường, đã hoàn toàn đọng lại. Vậy thanh liên diệt thiên kiếm, đã đạt tới trước mặt hắn.
Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự cảm nhận được, chuôi này nhìn như rác dưới vật phàm trường kiếm, lại hàm chứa khủng bố đến cực hạn nghịch thiên cự lực. Một loại để cho nó cấm linh pháp thể, thậm chí đều phải phát ra rên rỉ cự lực. Chuôi này bay vụt đến trường kiếm, thật là giống như là mình trúng mục tiêu khắc tinh vậy à. Nhưng, bây giờ muốn tránh, cũng đã quá muộn. Một tiếng long trời lở đất vang lớn. Vẫn thần kiếm mang cùng thanh liên diệt thiên kiếm, đồng thời đánh trúng mục tiêu. Mãnh liệt sóng địa chấn bạo tán ra, sân đấu võ mặt đất ngay tức thì hóa là đất khô cằn, bụi khói tràn đầy cuốn, phòng vệ màn sáng không ngừng lóe lên, run rẩy, rắc rắc một tiếng, lại là nổi lên đạo đạo liệt ngân. Sợ ngây người. Hoàn toàn sợ ngây người. Vượt quá toàn trường người xem, một đám người dự thi, bao gồm Văn Thiên Lễ, đều đã sợ ngây người. Cái này, vẫn là chém ách dưới võ giả chiến đấu sao? Nguyên Lô nuốt ngụm nước miếng, cặp mắt đăm đăm, vốn là hắn còn tự cho rằng là đủ để ngạo thị thần quốc thiên tài siêu cấp, có thể thấy hai người chiến đấu, hắn chỉ cảm thấy, mình liền rắm đều không phải là à. Văn Thiên Lễ vung tay lên, gió lớn một quyển, liền đem màn sáng dưới bụi bẩm, quét một cái sạch. Lúc này Diệp Thần, cả người máu tươi đầm đìa, trên thân hình, mình đầy thương tích. Liền hắn đầu lâu bên trên, cũng rỉ ra máu tươi. Hắn mặc vậy kiện tinh lam khải, cũng đã hoàn toàn nổ bể. Mọi người thấy vậy, thiếu chút nữa không cầm con ngươi trừng ra hốc mắt. Diệp Thần trên mình, tùy ý một nơi vết thương, đổi thành người bình thường, đều đã chết được không thể chết lại đi. Có thể Diệp Thần đâu? Không chỉ có sống thật tốt, hơn nữa hắn vết thương bên trên, máu thịt điên cuồng ngọa nguậy, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khép lại. Cái này mẹ hắn, vẫn là người, gần như bất tử bất diệt liền chứ. Coi như là thần quốc cao cấp yêu nghiệt, cũng không có như vậy sinh mệnh lực chứ. Miễn cưỡng ngạnh kháng vậy cực kỳ kinh khủng một kiếm. Văn Thiên Lễ, lúc này nơi nào còn có cái gì thần minh cường giả, kinh nghiệm lão luyện tay cờ bạc phong độ. Hắn nhìn Diệp Thần vậy không đoạn sinh trưởng, phục hồi như cũ thân xác, máu bên trong, mơ hồ còn chớp động kim quang, không khỏi được lẩm bẩm nói, đây là cái thịt gì thân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn kiếp thể. Văn Thiên Lễ cũng không có tận lực hạ thấp giọng, tại chỗ không ít người, đều nghe được hắn lẩm bẩm. Lúc này, cả đám, đều là mặt hiện sợ hãi vẻ. Vạn kiếp thể, hoàn toàn không kém gì thần thể tồn tại à. Vì sao là vạn kiếp thể? Danh như ý nghĩa, chính là vạn kiếp bất diệt phương pháp thể. Vạn kiếp thể, có lẽ đang chiến đấu, tu võ phương diện, không hề coi là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng lại cơ hồ là tất cả tu võ người, nhất hy vọng có thể có được thể chất. Tại sao? Bởi vì, muốn hoàn toàn giết chết vạn kiếp thể người có, cho dù ngươi thực lực, xa mạnh hơn đối phương, thậm chí, cao đối phương một cái cảnh giới lớn, vậy rất khó. Cái khác thần thể mạnh hơn nữa, cũng phải có mạng sống đến có thể hoàn toàn lớn lên thời khắc à. Chiến lực lại nghịch thiên, cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Thậm chí, từng có truyền thuyết, một người có vạn kiếp thể tới người cực mạnh, bị người hình thần câu diệt sau đó, lại là dựa vào còn sót lại xuống một ngón tay, cùng với ngón tay bên trong phong ấn một món tàn hồn, mà sống lại. Mà Diệp Thần kinh khủng như vậy sinh mệnh lực, trừ vạn kiếp thể. Tựa hồ không có những thứ khác giải thích. Tất cả mọi người lấy là, Diệp Thần tất nhiên sẽ bị linh cửu tiêu cấm linh pháp thể hoàn toàn chấn giết, có thể không nghĩ tới, Diệp Thần lại cũng là có yêu nghiệt thần thể thiên tài. Lúc này, mọi người lại hướng linh cửu tiêu nhìn. Trong nháy mắt, mặt của mọi người lỗ bên trên, cũng nổi lên sợ hãi đến không thể lại sợ hãi thần sắc. Ở linh cửu tiêu nguyên bản đứng chỗ, cũng không gặp người, trên mặt đất. Lưu lại vậy kiện cổ khí nội giáp mảnh vỡ. Nhưng, không khí bên trong, nhưng lưu lại một đạo vô cùng quỷ dị màu máu bóng người. Huyết sắc kia bóng người bên trên, mơ hồ còn có thể nhìn ra linh cửu tiêu khuôn mặt bên trên hỗn hợp kinh hoàng, không rõ ràng, oán hận, tức giận, điên cuồng, cầu khẩn vân. Vân tâm trạng, vô cùng là phức tạp thần sắc. Huyết sắc này bóng người, không thể nghi ngờ chính là linh cửu tiêu bóng người. Khá vậy chỉ là một đạo thân ảnh mà thôi. Một đạo bị cao nhất cự lực, miễn cưỡng đánh in vào trong hư không màu máu bóng người. Còn như linh cửu tiêu tự mình. Tự nhiên, hình thần câu diệt. Hắn, cũng không có vạn kiếp thể.
chàng này sanh tử quyết chiến, ra tất cả mọi người dự liệu. Cuối cùng, thắng lợi lại là Diệp Thần. Yên lặng, bất quá, chỉ là ngắn ngủi yên lặng. Một khắc sau, hiện trường, liền bạo phát ra thẳng sông lên cửu tiêu tiếng hoan hô. Vô số người, đều ở đây hô to Diệp Thần tên chữ. Khuất phục. Những thứ này thần quốc võ giả, hoàn toàn bị Diệp Thần thuyết phục. Tại sao, rất nhiều người sẽ không coi chủng tộc, quốc tịch ngăn cách, sùng bái một ít thể dục minh tinh? Chính là bởi vì bị hắn thiên phú, kỹ xảo, nơi khuất phục à? Đối với võ giả, lại là như vậy. Diệp Thần, nào chỉ là chém giết linh cửu tiêu, vẫn là một kiếm chém chết à? Thậm chí, làm được cái này loại đem huyết ảnh đóng dấu nhập trong hư không thần tích à? Cho dù người thân cái thần thể, tay cầm cổ khí, sử dụng vô thượng chí bảo, một kiếm kinh thiên. Ta từ một kiếm diệt hết. Đây là như thế nào một loại phong thái, như thế nào một loại huy hoàng à? Thần quốc lấy thực lực phi tôn, chỉ cần ngươi là cường giả, bất luận xuất thân của ngươi, đi qua như thế nào, cũng có thể được người khác tôn trọng. Diệp Thần thương thế đã khôi phục xong hết rồi, hơn nữa hắn phát hiện mình đã đột phá phong môn 4 tầng thiên, khoảng cách tầng 5 trời, bất quá một bước xa. Hắn có chút khấp khỉnh đi tới linh cửu tiêu lưu lại huyết ảnh trước, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá linh cửu tiêu gương mặt bên trên phức tạp thần sắc, mở miệng nói, ta nói qua, ta hôm nay phải giết ngươi, như vậy, ngươi tuyệt không có bất kỳ có thể sống qua ngày hôm nay. Vừa nói, hắn hết tầm mắt trông về phía xa, nhìn về chân trời tụ tán mây khói. Nếu như Huyền Nguyệt Tông các anh chị em ở trên trời có linh, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ yên tâm chứ. Ta Diệp Thần cuối cùng vì các ngươi báo thù. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, quét mắt trong hư không, linh cửu tiêu huyết ảnh, gương mặt bên trên, hiện ra một cổ vẻ cổ quái. Hắn ở trong lòng, đối với Thương Cổ Y Thần hỏi, Thương Cổ Y Thần, trong cơ thể ta thật giống như nhiều chút vật gì. Ta thật giống như, hấp thu cái này vô danh bộ phận căn nguyên. Thương Cổ Y Thần trầm mặc chốc lát, mới mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi thể chất thật sự là quá nghịch thiên, đơn giản là biến thái ở giữa biến thái. Ta hiện tại, có thể cùng ngươi bảo đảm, thân thế của ngươi tuyệt đối rất khủng bố. Ngươi quả thật hấp thu vô danh căn nguyên, mặc dù không có thể có hoàn chỉnh cấm linh pháp thể, nhưng bộ phận này căn nguyên, đủ để cho ngươi không chịu cấm linh lực ảnh hưởng. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Nói cách khác cái này nghịch thiên cấm linh pháp thể, coi như là thuộc về mình. Đây cũng quá nghịch thiên. Chẳng lẽ là luân hồi huyết mạch? Hắn bất quá là kích hoạt luân hồi trong huyết mạch Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch à? Thành thật mà nói, mặc dù lần này, hắn thành công một kiếm chém giết vô danh, nhưng rất lớn một phần chia nguyên nhân, là vô danh đánh giá thấp Thanh Liên Diệt Thiên kiếm uy lực. Hơn nữa mình lấy được phá thiên lực, trùng hợp gắt gao khắc chế vô danh cấm linh pháp thể. Tổng thể mà nói, cấm linh pháp thể vẫn là vô cùng kinh khủng, đừng xem hắn hiện tại thân thể đã khôi phục, nếu như hắn không có một kiếm đem vẫn thần kiếm mang lên thu thúc lực kích phá, như vậy cho dù là Diệp Thần, vậy tuyệt đối sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng, hiện tại hắn có thể không chịu cấm linh lực ảnh hưởng, tình huống liền không giống nhau lắm. Vẫn thần kiếm mang mạnh hơn nữa. Lấy hắn thân thể tố chất, khủng bố sinh mệnh lực, hơn nữa xương mù hóa thần thông, liền căn bản không coi vào đâu. Diệp Thần vung tay lên, đem rớt xuống đất chuôi này linh phong kiếm, thanh linh bảo châu, cùng với linh cửu tiêu túi đựng đồ thu. Hắn tự nhiên sẽ không có cái gì vẫn còn cho linh ra ý tưởng. Linh cửu tiêu muốn giết hắn, bị hắn giết ngược, linh cửu tiêu đồ, dĩ nhiên chính là hắn. Nếu như chết là mình. Chẳng lẽ linh cửu tiêu sẽ đem từ trên người mình lấy được bảo vật vẫn còn cho Huyền Nguyệt Tông? Mà lúc này, linh gia gia chủ Linh Vô Cực, nhìn Diệp Thần, cặp mắt đã hiện đầy tia máu, cả người hơi thở điên cuồng phun trào, cơ hồ đều muốn tẩu hỏa nhập ma. Linh gia quật khởi hy vọng, bị Diệp Thần phá hủy, linh gia chí bảo, bị Diệp Thần cướp đi, hắn cháu ruột, bị Diệp Thần tiêu diệt. Hắn, có thể không căm hận sao? Căm hận đến thần hồn đều phải nổ tung. Có thể, hắn dám đối với Diệp Thần xuất thủ không? Có thể đối với Diệp Thần xuất thủ không? Linh cửu tiêu chết, như vậy gia nhập thần cực tông, tất lại chính là Diệp Thần à? Như vậy thế lực đệ tử, cho dù là một người bình thường đệ tử,
vậy căn bản không phải bọn họ Linh gia chọc nổi à. Linh Vô Cực chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Đột nhiên bây giờ, một đạo quang hoa bay ra sân đấu võ khách quý các, rơi vào Diệp Thần trước người. Ánh sáng rực rỡ thu liếm, hiện ra một cô gái bóng người. Mặc màu đen quần lụa mỏng, thần sắc lạnh như băng cực kỳ, nhưng lại vô cùng hấp dẫn người cô gái. Đồ Lan Tâm bóng người. Nhưng lúc này, tại chỗ không có bất kỳ một người nào dám nhìn thẳng Đồ Lan Tâm. Nàng không có tận lực phát ra bất kỳ khí tức gì, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho người phát ra từ thần hồn run rẩy. Đó là một loại hạ vị sinh mạng, đối mặt lên trước sinh mạng lúc đó, xuất xứ từ bản năng sợ hãi. Đồ Lan Tâm thực lực, thật đáng sợ. Liền liền Diệp Thần, đều là ở trong lòng thán phục. Lúc này, đứng ở trước mặt hắn cô gái, tựa như không phải là loài người. Mà là chân chính từ đất thần bí phủ xuống thiên thần vậy. Đè được Diệp Thần, cơ hồ có chút không thở nổi. Đồ Lan Tâm nhìn về phía Diệp Thần, lạnh như băng nói, bổn tọa đến từ thần cực tông, người có thể nguyện nhập môn hạ ta. Diệp Thần thần sắc động một cái, thần cực tông. Đó không phải là cốt lão đã từng chỗ ở tông môn sao? Cái này lại tiết kiệm hắn không ít phiền toái. Lúc này, Diệp Thần gật đầu nói, vãn bối nguyện ý. Đồ Lan Tâm gật đầu một cái, tay trắng một chút, một đạo ô mang, rơi vào Diệp Thần trên mình. Đồ Lan Tâm nhàn nhạt nói, ta ở trên mình ngươi, để lại một đạo hơi thở, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một tháng sau, ta sẽ đến đón ngươi. Dứt lời, thân hình chớp mắt, liền biến mất. Diệp Thần lúc này mới chợt thở ra một cái, nữ nhân này, cho hắn áp lực, quá lớn. Đây là, thương cổ y thần thanh âm, ở Diệp Thần trong lòng vang lên nói, thằng nhóc, ngươi vận khí không tệ, nữ nhân này thực lực cực mạnh, vẻn vẹn chỉ là ở lại trên mình ngươi cái này hơi thở, liền đủ để trấn nhiếp chảm ách cảnh dưới tồn tại. Diệp Thần thần sắc động một cái, đây cũng là thuận lợi hắn làm một ít chuyện. Lần này tới thần quốc, còn có mấy chuyện không có làm. Bất quá, lập tức còn không cấp, hiện tại hắn muốn làm gì? Đương nhiên là đạt được long tâm quả. Diệp Thần mặt mỉm cười, hướng Văn Thiên Lễ nhìn. Lúc này Văn Thiên Lễ, chính là đầy mặt vẻ lúng túng. Tại sao lúng túng? Ở Diệp Thần cùng Linh Cửu Tiêu giao thủ trước, hắn định thế nào Diệp Thần? Cho rằng Diệp Thần, là đã định trước người thất bại. Đã sớm gặp qua vô số xem Diệp Thần như vậy cuồng ngạo, cuối cùng nhưng cái gì cũng không có người. Một bộ ta đã đem ngươi nhìn thấu dáng vẻ. Có thể kết quả thế nào? Sống sót, nhưng là Diệp Thần. Hắn hiện tại chỉ vui mừng, mình đương thời cũng không nói gì. Nếu không, hắn nét mặt già nua là thật mất hết à. Diệp Thần, căn bản là rồng thần trên trời à. Há là hắn có thể cân nhắc, đo lường được tồn tại. Diệp Thần hướng về phía Văn Thiên Lễ cười nói, Văn Lão, có thể nói cho ta, chàng này tuyển chọn thi đấu, đầu tiên là người nào không? Văn Thiên Lễ cười mỉa nói, ách, tự nhiên, là Diệp công tử ngươi. Hắn hiện tại, chỉ muốn nhanh lên một chút rời sân, thấy Diệp Thần cũng cảm giác không tốt ý kiến. Lúc này vung tay lên, đem một cái hộp ngọc phứt cho Diệp Thần nói, cái này, chính là ngươi muốn long tâm quả, tốt lắm, không có chuyện gì nói, lão phu, cáo từ. Dứt lời, cũng là thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong hư không. Diệp Thần nhận lấy hộp ngọc. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, vuốt ve hộp ngọc bề ngoài, lẩm bẩm, Sở Doanh, ngươi bởi vì ta mà chết, rốt cuộc có thể sống lại ngươi, xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc có được long tâm quả, có thể làm cho Sở Doanh từ chết giả bên trong khôi phục. Nghĩ đến Sở Doanh vì cứu hắn, bị mục dã nhất kích mà sắp chết, Diệp Thần không khỏi lại cảm thấy xấu hổ. Để cho Sở Doanh ở quan tài băng bên trong, nằm lâu như vậy. Vẫn luôn để cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng áy náy. Bất quá hiện tại, hết thảy đều phải kết thúc. Cùng lúc đó, gác lửng ra, hai đạo thân ảnh san sát. Một vị chính là thực lực kia dung chuyển hết thảy Đồ Lan Tâm. Còn như một vị khác chính là vẫn ẩn núp tu vi Kỳ Tư Thanh. Cái khăn che mặt xuống Kỳ Tư Thanh thần sắc rừng rưng. Tựa như đối với trước mặt cao quý cường giả, không có một chút lộ vẻ xúc động. Đồ Lan Tâm cười, nếu như bổn tọa không đoán sai,
đó không phải là ngươi tên thật đi. Ngươi tên thật là gì? Kỷ Tư Thanh hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, tên chữ rất trọng yếu sao? Bất quá, thiên phú ta hẳn còn không đáng ngươi tự mình tới gặp ta đi. Đồ Lan Tâm lắc đầu một cái, bước ra một bước, nghiêm túc nói, bỏ mặc ngươi tên gọi là gì? Bổn tọa xin hỏi ngươi, Kỷ tiểu thư, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thần Cực Tông? Đây chính là thiên đại vinh dự. Nàng không nhận là Kỷ Tư Thanh sẽ cự tuyệt. Nhưng mà, liền một giây thời gian cũng chưa tới. Cái đó mang cái khăn che mặt thiếu nữ lên tiếng. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Nếu ngươi đón nhận, vậy chỉ một tháng. Đồ Lan Tâm thanh âm đột nhiên dừng lại. Nàng vậy giếng cổ không dao động trên mặt viết đầy khiếp sợ. Nàng vốn dự định đối với nữ nhân này chọn lựa và Diệp Thần vậy lựa chọn. Nhưng mà, người phụ nữ này cự tuyệt. Nàng cự tuyệt nhưng mà thần quốc thực lực cực kỳ cường hãn Thần Cực Tông à. Thiếu nữ này điên rồi phải không? Đồ Lan Tâm cưỡng ép để cho mình chấn định lại, lạnh lùng nói, người có biết cự tuyệt Thần Cực Tông ý vị như thế nào? Kỷ Tư Thanh thần sắc bình thản, biết. Ta hiện tại lại cho ngươi một lần đổi ý cơ hội. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thần Cực Tông? Đồ Lan Tâm diễn cảm đã có chút dữ tợn. Nàng tức giận ở áp chế. Quanh thân của nàng lại là vén lên trận trận gió lớn. Nàng đây là đang uy hiếp Kỷ Tư Thanh. Nhưng mà, Kỷ Tư Thanh tròng mắt đóng chặt. Rồi sau đó đột nhiên mở ra. Cặp mắt kia tựa như trải qua thế giới tang thương. Nháy mắt bây giờ, Đồ Lan Tâm uy áp lại toàn bộ biến mất. Giờ khắc này, nàng không phải Kỷ Tư Thanh. Mà là vạn thời xưa dung chuyển trời đất khúc nặng khói. Ta nói, ta sẽ không gia nhập Thần Cực Tông. Các ngươi tông môn có tên kia là đủ rồi. Mà ta, gia nhập tông môn khác là được, cho dù là một cái bốn cùng tông môn. Đừng nữa tới quấy rầy ta. Ta thích thanh tĩnh. Đồ Lan Tâm diễn cảm cực kỳ cổ quái, nàng nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói, ngươi không gia nhập Thần Cực Tông là bởi vì là Diệp Thần. Cái khăn che mặt xuống Kỷ Tư Thanh có chút bối rối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu coi là vậy đi. Đồ Lan Tâm cũng không nghĩ nhiều. Ở nàng nhìn lại, cô gái này cự tuyệt không phải là quan tâm Diệp Thần thiên phú. Dẫu sao một cái tông môn, chỉ có thể có một người nghịch thiên thiên tài. Mà thiếu nữ lựa chọn, thà gà đầu, không muốn phượng đuôi. Hiển nhiên là sợ Diệp Thần. Nàng tự nhiên sẽ không quá nhiều miễn cưỡng. Đồ Lan Tâm trong tay đột nhiên sử dụng một quả ngọc bài, quăng cho Kỷ Tư Thanh, nói, ngươi tư chất, gia nhập những tông môn kia, không quá thích hợp. Ngọc bài này chỗ ở tông môn có lẽ thích hợp ngươi. Cầm ngọc bài này đi đưa tin đi, hy vọng trong vòng 10 năm, ta có thể ở Thần Cực Tông trên đỉnh núi nghe được ngươi truyền thuyết. Thậm chí, ta mơ hồ cảm giác, không cần 10 năm. Giao phó xong, Đồ Lan Tâm liền biến mất. Kỷ Tư Thanh nhìn ngọc trong tay bài, rơi vào trầm tư. Hồi lâu, nàng lộ ra một đạo nụ cười, 1 năm, đủ rồi. Cùng lúc đó, Linh gia. Chủ điện bên trên, tất cả đồ gỗ nội thất hóa là bột. Đây là Linh vô cực tức giận. Linh cửu tiêu chết, để cho hắn ngút trời cơn giận. Linh gia quật khởi hy vọng, chỉ như vậy hóa là bột. Hắn làm sao có thể không giận? Trong đầu hắn đều là một màn kia hình ảnh. Diệp Thần cường thế, Linh cửu tiêu sợ hãi. Tại sao, tại sao, tại sao? Không ngừng gầm thét vang lên. Hắn nghĩ tới báo thù. Nhưng là hiện tại Diệp Thần trên người có Đồ Lan Tâm một chút lực lượng, lại là Thần Cực Tông chính xác đệ tử. Hắn không thể động à. Một khi động, chính là dính líu toàn bộ Linh gia. Như muốn Diệp Thần chết, vậy phải để cho người khác ra tay. Hắn cái này phương diện, tuyệt đối không thể nào vọng tự động thủ. Ngay tại lúc này, một cái Linh gia người làm gõ chủ điện cửa. Lão gia. Bên ngoài có người cầu gặp. Linh vô cực sát ý phóng thích, tức giận nói, người bất kỳ đều không gặp. Cút. Vậy người làm do dự mấy giây, vẫn là ở phía ngoài nói, lão gia, người này nói là Linh thiếu gia bằng hữu. Là thiếu gia báo thù tới. Còn nữa, người này nói là kêu Lâm Tuyệt Long. Hắn biết liên quan tới Diệp Thần hết thảy. Một giây kế tiếp, Linh vô cực diễn cảm thay đổi, do dự mấy giây. Liền là để phân phó nói, để cho hắn đi vào. Liên quan tới Lâm Tuyệt Long,
Linh Vô Cực không phải chưa có nghe nói qua. Ở Linh Cửu Tiêu trong miệng, cái này đến từ Linh Võ Đại Lục Lâm Tuyệt Long là một cái yêu nghiệt tài. Thậm chí tiềm lực hoàn toàn không thua gì Linh Cửu Tiêu. Chỉ vì là, người đàn ông này, có thể chiếm đoạt người khác huyết mạch trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, một cái áo bào đen người đàn ông xuất hiện ở chủ điện bên trên. Hắn mặt mũi che đậy, cả người mang một chút lạnh như băng và âm tà. Cực kỳ khủng bố. Che đậy mặt mũi, là một gương mặt cực độ dữ tợn. Linh Vô Cực thấy Lâm Tuyệt Long xuất hiện, nhướng mày một cái, hắn thành tựu chí cường người, có thể cảm nhận được Lâm Tuyệt Long trên người hỗn loạn hơi thở. Cái này hỗn loạn để cho hắn rất không thoải mái. Bất quá cố nhiên như vậy, hắn vẫn hỏi nói, người có thể là Cửu Tiêu báo thù. Dưới hắc bào Lâm Tuyệt Long ngẩng đầu lên, không sai. Ta không chỉ có thể báo thù, ta còn có thể để cho ngươi Linh gia thành là thần quốc gia tộc cao cấp. Linh Vô Cực ngẩn ra. Khẩu khí thật là lớn. Hắn thậm chí có chút tức giận. Chỉ bởi vì đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng là hắn vẫn là tỉnh táo lại, bởi vì trực giác nói cho hắn, cái này Lâm Tuyệt Long trên người có thiên đại bí mật. Nếu như ta không đoán sai, ngươi có điều kiện. Lâm Tuyệt Long đột nhiên cười, bước ra một bước, ta muốn 10 vị thần nước chí cường thiên tài huyết mạch và tu vi. Ngươi trước cho ta 5 vị. Ta giúp ngươi giết Diệp Thần. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ngươi lại cho ta còn dư lại 5 vị, ta giúp ngươi Linh gia trở thành gia tộc cao cấp. Trước mắt, ta đây là phát hiện mấy cái tốt mầm non, bọn họ đang chọn rút ra thi đấu lên khá vậy rất tươi đẹp đây. Mang Sơn Sơn Trang, Tĩnh Thất bên trong. Diệp Thần ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, hắn quanh thân cực sát chi khí cuồn cuộn, trong không khí thỉnh thoảng thoáng qua một đạo vàng rực. Ở trước người của hắn, để một cái quan tài băng bên trong là một người cô gái tuyệt mỹ. Cô gái mặc dù nằm ở quan tài băng bên trong, nhưng, sắc mặt nhưng bộc phát hồng nhuận. Đột nhiên, Diệp Thần đôi mắt mở một cái, trong con ngươi kim mang bạo tránh, phát ra một tiếng vui sướng thét dài. Hắn đứng dậy. Mặt hiện vẻ mừng rỡ, hiện tại, khoảng cách tuyển chọn thi đấu kết thúc, đã qua mấy ngày, mà mấy ngày nay thời gian, hắn rốt cuộc đem trong cơ thể cực sát chi khí, hoàn toàn luyện hóa. Thực lực, lần nữa tăng lên 30%, cảnh giới cũng đạt tới phong môn tầng 5 thiên. Sử dụng phá thiên lực dưới tình huống, cả người lực lượng, đã đạt đến con số kinh khủng. Bây giờ Diệp Thần, nếu như lại đụng phải vô danh, tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật. Hắn phỏng đoán, thủ đoạn dốc hết dưới, có thể chiến thắng thái hư 6 tầng thiên tồn tại, thậm chí có thể đối kháng một ít yếu thái hư 7 tầng thiên yêu nghiệt. Đồng thời, hắn vậy rõ ràng, càng về sau, muốn vượt cấp mà chiến thì càng khó. Thái hư giữa chênh lệch nhưng mà giống như rãnh trời à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm giác được cái gì? Từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một quả ngọc phù. Ngay vừa mới rồi. Ngọc phù lại sinh ra động tĩnh. Cực kỳ mãnh liệt động tĩnh. Hắn nhìn ngọc trong tay phù, thần sắc ngưng trọng. Cái này đúng là mình ban đầu bước vào biển vô tận, Lâm Nhã Cầm giao cho mình. Ngày đó, hắn thiếu Lâm Nhã Cầm một cái ân huệ. Lâm Nhã Cầm trước khi rời đi giao phó mình, nếu là có tình huống đặc biệt, tự nhiên sẽ thông qua ngọc phù liên lạc. Cũng được, ta cũng không muốn thiếu người này một cái ân huệ. Nếu đi tới thần quốc, liền đem phần ân tình này vẫn còn cho nàng đi. Từ nay về sau, ta và nàng lại không bất kỳ dây dưa dễ má. Đây là, ngoài cửa bóng đẹp chớp mắt, Duẫn Mính đi vào, mỉm cười nói, Diệp Thần, người thực lực, mạnh hơn chứ. Diệp Thần cũng cười nói, lần này bế quan có chút thu hoạch. Vừa nói, hắn hướng quan tài băng bên trong sở doanh nhìn, mặc dù hắn đã đem long tâm quả, hóa vào quan tài băng bên trong. Nhưng muốn cho sở doanh hoàn toàn khôi phục, tỉnh lại còn cần một ít thời gian. Đến đầu lan tâm cùng hắn ước định ngày lúc đó, hẳn liền xong hết rồi. Lúc này, Diệp Thần đối với Duẫn Mính nói, trà nhi, ta phải đi ra ngoài một chuyến, đoạn thời gian này, giúp ta hơn xem cố một chút doanh nhi. Long tâm quả dược lực đặc thù, thu ở không gian cất đồ bên trong, thì không cách nào phát huy, cho nên, Diệp Thần ra cửa làm việc, không thể xem trước kia như vậy. Mang quan tài băng cùng nhau. Duẫn Mính gật đầu một cái, nhưng đột nhiên gian, thần sắc có chút quái dị nhìn Diệp Thần.
ánh mắt kia, xem được Diệp Thần trong lòng thẳng phát mau, không khỏi hỏi, Trà Nhi, ngươi thế nào? Ánh mắt không thoải mái. Duẫn Mính hừ một tiếng nói, Diệp Thần, ngươi lần này ra cửa, sẽ không lại là vì chuyện của nữ nhân chứ? Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được sững sốt một chút, ngay sau đó, mặt lộ vẻ cười khổ. Cái này, người phụ nữ trực giác, có lúc, thật rất khủng bố. Quả nhiên là như vậy, Duẫn Mính chề lên liền cái miệng nhỏ nhắn, mắt đẹp bên trong, không khỏi thoáng qua một vẻ u oán. Diệp Thần cái gì cũng tốt, liền là phụ nữ duyên thái thái quá tốt. Hơn nữa, vây quanh ở Diệp Thần bên người, đều là như vậy người cực đẹp. Vẫn là phong cách khác nhau người cực đẹp. Muốn không ghen, vậy căn bản là không thể nào. Bất quá Duẫn Mính mặc dù ngoài miệng vừa nói, nhưng bên trong tim nhưng là đón nhận mấy phần. Lớn mạnh như vậy người đàn ông, không phải nên như vậy sao? Huống chi ở nàng trước, Diệp Thần đã sớm và Tôn Di, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh các người quen biết. Được rồi, chọc cười ngươi rồi, ta không quan tâm. Ta chỉ hy vọng ngươi bình an trở về. Không nên gây chuyện. Thần quốc không thể so với Linh Võ Đại Lục, trình độ hung hiểm dị thường. Ba ngày sau, thần quốc thành phố Hoa. Một người mặc áo bào đen, mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười thanh niên tuấn tú thẳng ngay một người lái buôn hỏi, xin hỏi lão bản có biết Thần Huyền Tông nơi ở nơi nào? Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Tuyển chọn thi đấu kết thúc sau đó, hắn liền nghe ngóng Thần Huyền Tông vị trí, đi tới thành phố Hoa bên trong. Dẫu sao, lần trước biển vô tận, Lâm Nhã Cầm giúp mình. Ở võ đạo một đường, bất kỳ tình cũng sẽ sinh ra nhân quả. Hắn không muốn cùng Lâm Nhã Cầm cái này tràn ngập sát ý cô gái sinh ra quá nhiều dây dưa dễ má. Hắn biết, Lâm Nhã Cầm như vậy tính nết cô gái, ngươi nếu không phải chủ động, cường thế, nàng và ngươi quan hệ cả đời cũng không khả năng có thay đổi gì, tiến triển. Dựa theo Diệp Thần suy đoán, Lâm Nhã Cầm hiện tại, hẳn vì Chu Diệt mình đang điên cuồng tăng lên thực lực chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi được mặt lộ mỉm cười. Hơn nữa, hắn hiện tại có tự tin, coi như Lâm Nhã Cầm đã đột phá đến thái hư bên trên, mình thực lực cũng hẳn ở trên. Có thể tên kia lái buôn nghe vậy, trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nhưng là mặt hiện vẻ cổ quái. Diệp Thần có chút không hiểu hỏi, lão bản, thế nào sao? Tên kia lái buôn mở miệng nói, tiểu huynh đệ, người phải đi Thần Huyền Tông. Hiện tại, Thần Huyền Tông có thể không đi vào à? Không vào được, Diệp Thần nhướng mày một cái, tại sao không vào được? Lái buôn ánh mắt chớp động nói, Thần Huyền Tông, hiện tại đang chuẩn bị cử hành trước hồn hỏa hình à? Trước hồn hỏa hình, Diệp Thần trong mơ hồ, tựa hồ nghe người nhắc qua, cái này trước hồn hỏa hình, là thượng cổ truyền lưu một loại vô cùng là tàn nhẫn cực hình. Danh như ý nghĩa, chính là lấy một loại quỷ dị trước hồn liệt diễm, đối với võ giả tiến hành thiêu hủy. Cái này trước hồn liệt diễm, ở trên cao cổ thường là hồn tu dùng để tu luyện hồn kỹ một loại phụ trợ linh diễm. Đồng thời, cũng bị tất cả cái thế lực, dùng để đối với bên trong tông môn, tội đại ác vô cùng người, thì lấy cực hình. Bị trước hồn liệt diễm nung người, không chỉ có thể xác, sẽ dần dần bị đốt thành than cốc, liền thần hồn cũng sẽ cùng nhau bị phỏng. Vô cùng thống khổ. Diệp Thần trong lòng, mơ hồ có một loại dự cảm xấu, không khỏi hỏi, lão bản, Thần Huyền Tông bên trong có người nào phạm vào sai lầm lớn sao? Tại sao phải thi lấy này cùng cực hình? Lái buôn nghe vậy, có chút đáng tiếc nói, à, bị xử là phạt thiêu sống người, chính là Thần Huyền Tông thánh nữ Lâm Nhã Cầm. Nhắc tới, cái này Lâm cô nương, nghe nói xanh thật đúng là vô cùng đẹp, nhưng lại rất ít ở thành phố Hoa lộ mặt, bất quá. Chỉ có thể nói từ xưa hồng nhan hơn bạc mệnh, Lâm cô nương mấy ngày nay, không biết thế nào, điên cuồng ra vào tất cả lớn sân đấu võ, cùng đời người tử đấu. Nàng danh tiếng, vậy càng truyền càng vang, không biết có phải hay không vì vậy, lại đưa tới Lôi gia công tử Lôi Vân Bằng. Lôi công tử, ở chúng ta thành phố Hoa, là nổi danh phóng đãng, hắn si mê với Lâm cô nương sắc đẹp, lại là gặp sắc nảy lòng tham, muốn dựa vào thân phận, khinh bạc tại nàng. Ai muốn, cái này Lâm cô nương tướng mạo mặc dù dung mạo như thiên tiên, có thể trong xương, nhưng là sát thần nhân vật tầm thường à. Căn bản không quản thân phận gì ra thế, trực tiếp ra tay, muốn chém Lôi công tử. Lôi công tử mặc dù ra thế vô cùng kinh khủng,
có thể thực lực bản thân nhưng cực kỳ rác rưởi, nơi nào là Lâm cô nương đối thủ. Mặc dù, Lôi công tử dựa vào thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, còn sống, nhưng vậy trọng thương đến căn cơ hủy hết. Diệp Thần nghe xong, thần sắc lập tức băng lạnh xuống, một cổ kinh khủng sát ý, từ trên người bùng nổ đi, đứng ở Diệp Thần trước mặt lái buôn sắc mặt cuồng biến, kinh hãi vô cùng nhìn trước mặt chỉ có phong môn cảnh giới thanh niên. Hắn lúc này, lại cảm giác hắn sinh mạng đã hoàn toàn thoát khỏi mình nắm trong tay, chỉ cần Diệp Thần một cái ánh mắt, liền có thể để cho hắn hình thần câu diệt. Diệp Thần hít sâu một hơi, đè xuống vậy cực kỳ sát ý, hướng về phía lái buôn hỏi, Lâm cô nương, nàng nhưng có chuyện. Lái buôn có chút run rẩy đáp Lâm. Lâm cô nương, hiện tại ngược lại là không có chuyện gì, nghe nói bị nhốt ở thần huyền tông bên trong, bất quá, nàng trọng thương Lôi công tử, chọc giận Lôi ra muốn thần huyền tông, lấy trước hồn hỏa hình, đem Lâm Nhã Cầm miễn cưỡng hành hạ chết, lấy này hướng Lôi ra tạ tội. Thành phố Hoa Ngoại Ô, có một phiến các loại hoa dãy núi, bốn mùa như xuân, hàng năm mở cửa trước mấy chục ngàn loại linh hoa, cảnh trí đẹp không thể tả, mà ở dãy núi này bên trong, một phiến cổ ý rồi rào tao nhã kiến trúc tọa lạc trong đó, giống như chiếm cứ ở các loại hoa bên trong cự long. Nơi này, chính là Thần Huyền Tông chỗ. Thần Huyền Tông ở thành phố Hoa, coi như là một cái rất có đầu mặt thế lực, tông môn quy mô không tính là quá nhỏ, có thể miễn cưỡng gọi là đại tông. Bất quá vậy chỉ là miễn cưỡng mà thôi, thực lực, nội tình, và thượng lưu thế lực, là khác xa lắc xa lơ. Nghe nói, Thần Huyền Tông truyền thừa rất xưa, là lên thời xưa, một người từ lúc đó siêu cấp bên trong tông môn đi ra đệ tử sáng lập, đã từng, cũng có huy hoàng thời khắc. Bất quá, trải qua cái này rất nhiều năm, Thần Huyền Tông đã sớm sa sút, hôm nay, ở thần quốc không tính là mạnh mẽ. Nhưng đối với linh võ đại lục, nhưng là trời cao độ. Thần Huyền Tông đệ tử trong tông 5.000 người, bên trong tông người mạnh nhất, chính là đương thời Thần Huyền Tông tông chủ, Tu Vi chém ách sơ kỳ. Lúc này, Thần Huyền Tông bên trong, một gian phổ thông xương phòng, ngoài cửa, nhưng sát mấy quả ánh sáng tím lưu chuyển, hơi thở không tầm thường phù văn, mơ hồ, còn có một cái pháp trận, đem đúng gian buồng bao trùm. Mà ở phòng bên ngoài, còn đứng 5-6 tên thái hư cảnh giới thanh niên trai gái. Cái này mấy người đều là Thần Huyền Tông bên trong đệ tử thân truyền. Mấy người tựa hồ là ở canh giữ nơi này, bọn họ trên mặt đều mang khinh thường cùng cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Một cô gái cười lạnh nói, ha ha, ta đã sớm xem nữ nhân này không vừa mắt, dựa vào tông chủ đối với nàng coi trọng, liền muốn làm gì thì làm. Ta đã sớm biết, nàng sớm muộn có gây họa vậy thiên. Khác một cô gái nói, không biết tốt xấu đồ. Lấy là tự thành bên trong tông thánh nữ, thì thật là cái gì trinh tiết liệt nữ. Ha ha, gắn đi, Lôi công tử vừa ý nàng, là nàng có phúc, vốn là, nàng nếu là có thể bắt cơ hội, liên quan chúng ta Thần Huyền Tông cùng nhau quật khởi, đều không phải là không thể nào. Có thể nàng đâu, chính là báo đáp như vậy tông môn, lấy là nàng thân thể biết bao kim quý, biết bao sạch sẽ đâu. Ta xem chính là một làm gái điếm còn muốn lập đền thờ đồ đê tiện thôi. Lại có một người nam tử lạnh lùng nói, đẹp quả thật rất đẹp, nhưng cả ngày, theo người chết như nhau lạnh như băng, cái này loại cô gái chính là tai tinh, sát tinh. Tông chủ năm đó, thì không nên tốt tim lưu lại cái này kẻ gây họa. Vậy Lôi công tử, mặc dù bản thân phế vật điểm, nhưng người ta giàu gì là Lôi gia đàng hoàng công tử à? Lôi gia, vậy nhưng là chân chính thế lực lớn, căn bản không phải ta Thần Huyền Tông có thể so sánh được. Hơn nữa, Lôi Vân Bằng tựa hồ còn sâu được gia chủ Lôi gia yêu thích, nơi nào không xứng với tiện nhân này. Nàng ngược lại tốt, không cảm kích cũng được đi, còn nghĩ Lôi công tử trọng thương. Không phải là muốn gắn băng thanh ngọc khiết sao? Loại người này, chết thì chết, còn muốn liên đới thượng tông cửa. Lâm Nhã Cầm ở bên trong tông là nổi danh băng sơn nữ thần, tướng mạo, tư chất, cũng để cho vô số nữ đệ tử, ghen tị được muốn nổi điên. Mặc dù có không thiếu nam đệ tử, đã từng tâm di tại nàng, có thể Lâm Nhã Cầm đối với người nào đều là lạnh như vậy băng băng, người sống chớ vào hình dáng, không cho người bất kỳ mặt mũi, thậm chí để cho không thiếu ỷ mình thiên phú, đối hắn nói với trắng nam đệ tử, mất hết mặt mũi. Cho nên, Lâm Nhã Cầm lần này xảy ra chuyện, những đệ tử này cơ hồ không có một người là Lâm Nhã Cầm lên tiếng. Thậm chí,
biết được nàng phải bị trước hồn hỏa hình sau đó, còn vô cùng được cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu như Diệp Thần nghe được những người này đối thoại, nhất định sẽ là Lâm Nhã Cầm cảm thấy bi ai. Ngày đó, Diệp Thần giết một người thần huyền tông đệ tử, Lâm Nhã Cầm có thể là vì đuổi giết hắn, liền nguy hiểm tánh mạng cũng xuất. Có thể những đệ tử này, chính là như thế đối đãi nàng. Đây là, một người sắc mặt trắng bệch dung mạo thanh tú bên trong hơi có vẻ âm u, cử chỉ cũng có chút âm nhu, ăn mặc thần huyền tông phục sức thanh niên, đi tới. Vậy mấy tên thần huyền tông đệ tử, gặp đến thanh niên sau đó, lập tức ngừng nghị luận, cung kính đối với thanh niên hành lễ nói, tại sư huynh. Người này, tên là Vu Thiếu Du, là thần huyền tông bên trong, đệ tử thân truyền bên trong thực lực đứng đầu tồn tại. Một thân tu là, vậy đã đạt đến thái hư tầng năm thiên. Thanh niên sắc mặt nhàn nhạt gật đầu một cái nói, ta muốn đi vào và Lâm Nhã Cầm truyền lời. Sương phòng bên trong. Lâm Nhã Cầm đang ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, xinh đẹp tuyệt trần trên trán, treo đầy mịn đổ mồ hôi, tựa hồ, đang ngưng thần tu luyện. Làm người ta kinh ngạc chính là Lâm Nhã Cầm bất ngờ đã đột phá thái hư cảnh giới, hơn nữa, còn đạt tới thái hư ba tầng thiên tu vi. Tu hành tốc độ, có thể nói khủng bố. Vậy có thể tưởng tượng, đoạn thời gian này, nàng vì tăng cường thực lực, là thật liều mạng. Bất quá, Lâm Nhã Cầm quanh thân. Nhưng không có chút nào linh lực chập chờn. Nàng cả người tu vi, đã bị phong ấn. Lúc này, bất quá là ở thử nghiệm phá cỡi phong ấn thôi. Nhưng, cái này phong ấn nhưng là thần huyền tông tông chủ Thẩm Dũng tự mình trồng, chém ách phong ấn, há là tốt như vậy phá giải. Ca kêu một tiếng, hiên nhà cửa, mở ra. Phu thiếu dù bước vào trong phòng, nhìn Lâm Nhã Cầm vậy đầu đầy đổ mồ hôi, phí công đánh thẳng vào phong ấn hình dáng. Không khỏi được tâm tình thật tốt, trên gương mặt lộ ra một chút nụ cười châm chọc. Lâm Nhã Cầm mắt đẹp mở ra, nhìn về phía Vu Thiếu Du, nhưng là mặt vô thần sắc, một như thường lệ lạnh như băng. Vu Thiếu Du nhàn nhã ngồi ở trước bàn, cân nhắc nói, Lâm sư muội, ngươi là muốn phá cỡi phong ấn. Ha ha, ta khuyên ngươi, đừng uổng phí khí lực, hơn nữa, coi như ngươi phá giải, thì có thể làm gì? Ngươi chạy thoát được sao? Lại qua nửa giờ, ngươi sẽ bị đưa lên hình trường chứ? Cuộc sống cuối cùng nửa giờ, ngược lại không như buông lỏng một chút, như thế nào? Lâm Nhã Cầm thần sắc không biến hóa chút nào, không mang theo cảm tình mở miệng nói xong. Đi ra ngoài, Vu Thiếu Du thần sắc, ngay tức thì dữ tợn. Hắn lần này tới, là muốn thấy được Lâm Nhã Cầm hèn mọn, Lâm Nhã Cầm thất thố, Lâm Nhã Cầm buông xuống nữ thần cái khung, cầu tự mình ra tay cứu nàng à? Nhưng mà đâu, Lâm Nhã Cầm vẫn là bộ kia trong mắt không người hình dáng. Lâm Nhã Cầm lạnh như băng, cao ngạo, liền tựa như một cái vô tình chân, đem hắn tự ái hung hãn đạp ở trên mặt đất. Hắn hận Lâm Nhã Cầm, vô cùng được hận. Hắn đến từ nhà, Vu gia ở thần quốc cũng là một cái coi như không tệ thế lực, chỉ so với thần huyền tông yếu một ít thôi, Vu Thiếu Du bối cảnh, ở thần huyền tông đệ tử bên trong, đã coi như là vô cùng mạnh mẽ. Càng mấu chốt chính là, hắn cũng không phải là Lôi Vân Bằng như vậy chỉ có thể dựa vào gia thế phế vật, Vu Thiếu Du bản thân tu võ thiên phú, cực kỳ mạnh mẽ. Mà hắn mới vừa tiến vào tông môn lúc đó, liền yêu giống như thiên nhân vậy, dung mạo tuyệt thế, lại tản ra băng tuyết nữ thần vậy, vô cùng cao lãnh hơi thở Lâm Nhã Cầm. Hắn liều mạng tăng lên thực lực, ở tông môn bên trong, thành công, trở thành đứng ở đệ tử chân truyền đỉnh cấp tồn tại, sau đó. Hắn ở thần huyền tông rất nhiều đệ tử trước mặt, và Lâm Nhã Cầm bày tỏ. Hắn chuẩn bị rất lâu, vận dụng rất nhiều gia tộc tài nguyên, thậm chí mời tới những cái kia gia thế không tầm thường các bạn bè, chỉ vì cho Lâm Nhã Cầm một cái hoa lệ nhất nói với trắng. Lúc ấy, không biết có nhiều ít nữ đệ tử, hâm mộ được cũng muốn nổi điên. Có thể, kết quả thế nào? Lâm Nhã Cầm, vượt quá cự tuyệt hắn, lại là ngay trước mặt của mọi người. Hung hãn đánh mặt hắn. Hắn đến nay, còn nhớ Lâm Nhã Cầm lúc ấy đối với hắn nói. Vậy trời, đối mặt hắn chuyên tâm chuẩn bị long trọng nói với trắng, Lâm Nhã Cầm nhưng là liền hơn liếc mắt nhìn dự định cũng không có, không nhìn thẳng. Mà làm hắn ngăn lại Lâm Nhã Cầm, đối hắn nói với trắng sau đó, Lâm Nhã Cầm nhưng chỉ là lạnh lùng khạc ra hai chữ. Tránh ra. Nhìn như, thật giống như không có gì.
nhưng trên thực tế, cái này đang thuyết minh, Lâm Nhã Cầm căn bản không có đem hắn làm hết thảy, thậm chí hắn người này coi vào đâu à. Ngày hôm đó, Phù Thiếu Du mất thể diện đến trình độ cao nhất. Thậm chí, thành trong vòng cười nhạo. Ngày hôm đó, Phù Thiếu Du liền âm thầm thề, một ngày nào đó, muốn trả thù con tiện nhân kia. Cái đó để cho hắn mất hết mặt mũi tiện nhân. Đến hiện tại, Lâm Nhã Cầm đối với hắn thái độ, và khi đó vẫn là giống nhau như đúc. Phù Thiếu Du hít sâu một hơi, đè nén xuống lòng tràn đầy lửa giận, hắn cần gì phải và một cái lập tức phải bị đưa lên giàn hỏa, chịu đựng khó có thể tưởng tượng cực hình tiện nhân, tức giận đâu. Phù Thiếu Du đột nhiên cười nói, ha ha, sư muội ta lần này tới, nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, lôi ra khoảng cách thành phố Hoa, cũng có chút khoảng cách, nhưng vì cái gì ngày đó Lôi Vân Bằng sẽ vừa vặn đến sân đấu võ bên trong, thấy được ngươi tỉ thí sao? Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong, hàn mang chớp mắt, ngưng mắt nhìn Phù Thiếu Du, trầm mặc hồi lâu sau đó, lạnh như băng mở miệng nói, tại sao? Nàng tự nhiên biết, Phù Thiếu Du như thế nói, Lôi Vân Bằng xuất hiện, khẳng định cùng hắn không thoát được quan hệ. Nói cách khác, Lâm Nhã Cầm rơi được hôm nay tình cảnh, là cái này Phù Thiếu Du, một tay an bài, đào tạo. Có thể không để cho nàng hiểu phải. Nàng tựa hồ và Phù Thiếu Du không có cái gì va chạm chứ. Mặc dù, Lâm Nhã Cầm ngày thường cơ hồ không cùng những đệ tử khác sinh ra cái gì đồng thời xuất hiện, có thể nói cho cùng, các nàng đều là thuộc về cùng một tông môn. Phù Thiếu Du, tại sao phải làm như vậy? Ha ha, Phù Thiếu Du cười lạnh một tiếng, hắn, rốt cuộc hấp dẫn đến Lâm Nhã Cầm chú ý. Rất tốt. Hắn oán độc nhìn Lâm Nhã Cầm, lạnh lùng nói, tại sao? Giỏi một cái tại sao? Lâm Nhã Cầm, người không nhớ ngày đó, ta đối với người nói với trắng lúc đó, người cùng ta nói gì không? Tránh ra, ở ta những cái kia bạn tốt, ở Thần Huyền Tông một đám đệ tử trước mặt, đối mặt ta nói với trắng, người nói hai chữ, tránh ra. Tốt, giỏi một cái Thần Huyền Tông thánh nữ, giỏi một cái băng sơn tiên tử, giỏi một cái băng thanh ngọc khiết Lâm Nhã Cầm à. Từ ngày đó trở đi, ta liền âm thầm thề. Nhất định phải trả thù ngươi, nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Đáng tiếc là, ngươi một mực ở bên trong tông môn tu luyện để cho ta không tìm được thích hợp cơ hội. Bất quá, trước đoạn thời gian, ngươi thi hành sư môn nhiệm vụ trở lại sau đó, thật giống như bị cái gì kích thích. Như nổi điên vậy ra vào tất cả lớn sân đấu võ, sống chết đấu, rèn luyện mình thực lực. Ta biết, cơ hội sẽ đến. Ngươi không phải băng thanh ngọc khiết thánh nữ sao? Ta đây muốn xem, người đối mặt Lôi Vân Bằng trêu đùa lúc đó, còn có thể hay không như vậy trinh tiết. Quả nhiên, người không để cho ta thất vọng, quả thật, đủ ngu xuẩn, tốt như vậy cơ hội, người không hiểu phải nắm lấy, leo lên lôi ra cũng được đi, còn bị thương nặng Lôi Vân Bằng. Hiện tại, gia chủ lôi ra bức bách ta Thần Huyền Tông, phải lấy trước hồn hỏa hình đem ngươi xử tử, lấy hướng lôi ra tạ tội. Tông chủ và sư phụ ngươi. Coi như lại coi trọng ngươi cũng không cứu được ngươi. Thậm chí, ngươi còn sẽ trở thành là ta Thần Huyền Tông tội nhân. Ngươi thật giống như đối với Thần Huyền Tông rất có quy trúc cảm. Ừ, lấy tông môn tội nhân thân phận chết đi, ngược lại là ngươi thật thích hợp, không phải sao? Lâm Nhã Cầm không nói gì, nhưng lập tức khiến cho lấy nàng vậy trong trẻo lạnh lùng tính cách, vẫn không khỏi trong lòng hơi rét. Nàng mặc dù thiên tính tới lạnh, lại cũng không chân chính bạc tình. Trong nội tâm đều là đem Thần Huyền Tông người làm người mình, nếu không, nàng cũng sẽ không vì liền một người Thần Huyền Tông đệ tử, coi như nhảy xuống thiên dẫn ven núi, cũng phải đuổi giết Diệp Thần. Mà hiện tại, Phù Thiếu Du liền bởi vì mình hai chữ, như thế thiết kế nàng. Làm sao có thể không lòng nguội lạnh? Phù Thiếu Du thấy Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong, lóe lên một chút thương cảm, không khỏi tâm tình vui mừng, mỉm cười nói, đúng rồi. Ta còn muốn lại nói cho ngươi một cái tin, chúng ta Thần Huyền Tông thánh tử, cũng chính là ta thân ca ca tại Diễm, đoạn thời gian này, đang đánh vào Thái Hư Bảy Tầng Thiên. Lập tức, thì phải xuất quan. Ha ha, hắn năm nay, không tới 100 tuổi, không tới 100 tuổi Thái Hư hậu kỳ tồn tại, ngươi, có thể tưởng tượng sao? Ca ca ta, vậy ái mộ tại ngươi, nhưng lập tức khiến cho xem ca ca ta như vậy vô cùng ưu tú, vô cùng tươi đẹp khoáng thế yêu nghiệt. Người tiện nhân kia, vẫn còn là coi thường. Cố làm thanh cao, cự tuyệt hắn. Ha ha, bất quá,
ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cự tuyệt ca ca ta, ta thì không cách nào đối với ngươi tiến hành trả thù. Hiện tại, ca ca ta sắp trở thành thiên chi kiêu tử, trở thành thần huyền tông nổi bật nhất ngôi sao mới, thậm chí dẫn toàn bộ thần huyền tông cường thế quật khởi, ở thần quốc lớn sáng lên thải. Mà ngươi đâu? Ngươi chỉ sẽ, vô cùng thống khổ, chết ở giàn hỏa lên thôi, Lâm Nhã Cầm, ngươi hối hận không? Tại Diễm, có thể nói là toàn bộ Vu gia kiêu ngạo. Vu Thiếu Du mặc dù mình tư chất, cũng không tệ, nhưng so với Tại Diễm tới, thì thật không coi vào đâu. Là hắn từ nhỏ liền ước mơ đối tượng, là hắn cho tới nay mục tiêu. Ở chỗ thiếu bơi trong suy nghĩ, ca ca chính là thần giống vậy tồn tại. Nói thật, nếu như Lâm Nhã Cầm cự tuyệt chỉ có chính hắn, hắn có thể còn chưa đến nỗi như thế hận Lâm Nhã Cầm. Có thể Lâm Nhã Cầm, cái này đáng chết tiện nhân. Nhưng liền hắn thần trong con mắt, cũng cự tuyệt. Cho quang huy của thần, dính vào bóng mờ. Đây tuyệt không thể tha thứ. Tiện nhân kia, phải chết. Chỉ có nàng chết, ca ca mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bị cự tuyệt bóng mờ, nhường đường tim không có chút nào sơ hở. Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong, vẻ kinh dị chớp mắt, Tại Diễm lại muốn lên cấp thái hư hậu kỳ. Đây quả thật là để cho nàng có chút bất ngờ, Tại Diễm tu võ thiên phú, quả thật đặc biệt xuất sắc, có lẽ thật có thể dẫn tông môn nghịch thế lên, cơ hồ có thể khẳng định Tại Diễm chính là tương lai thần huyền tông tông chủ. Bất quá, phải nói hối hận. Ha ha, nàng Lâm Nhã Cầm từ không hối hận. Cho dù, để cho nàng trở lại quá khứ, lần nữa làm lựa chọn. Nàng vẫn là sẽ cự tuyệt Tại Diễm. Nàng tu, chính là sát đạo, vì lên đỉnh võ hết sức gửi, chém hết tất cả chi đạo. Trong lòng nàng, căn bản không có dư thừa vị trí, để lại cho Tại Diễm. Có lẽ, sẽ có một người, một cái cho dù lấy nàng sát đạo, cũng không cách nào phai mờ người, ở lại sâu trong nội tâm của nàng, có thể, người kia không phải Tại Diễm. Bỗng nhiên, Lâm Nhã Cầm trong đầu, nổi lên một đạo chàng trai bóng người. Vậy mang lãnh đạm, nhưng lại tràn đầy một loại khó hiểu lực hấp dẫn thanh âm, lần nữa ở Lâm Nhã Cầm bên tai vang lên. Nhớ ta tên chữ, ta kêu Diệp Thần. Không khỏi được, Lâm Nhã Cầm vậy tuyệt đẹp khóe miệng, dương lên một chút khinh thường nụ cười. Tại Diễm tu võ thiên phú, quả thật không tệ, có thể và người kia so với lại coi là cái gì chứ. Con kiến hôi mạnh mẽ đi nữa, vậy vẫn là con kiến hôi. Không cách nào cùng cự long coi như nhau. Nàng đột nhiên, có chút hiếu kỳ Diệp Thần bây giờ thực lực. Ngươi cười cái gì, Lâm Nhã Cầm vậy một chút khinh thường mỉm cười, ở chỗ thiếu bơi nhìn, nhưng lộ vẻ được vô cùng là nhức mắt. Ngươi, đó là không tiếc. Phu Thiếu Du mặt đầy âm hàn nhìn Lâm Nhã Cầm, ngươi biết, thái hư hậu kỳ cường giả khủng bố sao. Còn khinh thường, ngươi có tư cách khinh thường. Đến hiện tại, ngươi còn muốn gắn, cao hơn ngạo. Lâm Nhã Cầm không có nói gì, vậy không có gì đáng nói, nếu như Vu Thiếu Du nguyên bản bởi vì là thần huyền tông đệ tử, ở nàng trong lòng còn có một chút điểm phân lượng nói, hiện tại, điểm này phân lượng đã sớm không còn gì vô tồn. Đối với Lâm Nhã Cầm mà nói, Vu Thiếu Du chính là không khí. Được, rất tốt, Vu Thiếu Du âm ngoan cười, ta xem ngươi, còn có thể chứa nhiều lâu. Ở bị trước hồn khổ thời điểm, ở ngươi vậy cái xinh đẹp thân thể. Bị ngọn lửa nướng khét, đổi được vô cùng xấu xí thời điểm, còn có thể cao ngạo như thế sao? Vừa nói Vu Thiếu Du xoay người rời đi, trong mắt là mong đợi. Mong đợi sau nửa giờ, cử hành phạt thiêu sống. Nửa giờ, đối với tu võ người mà nói, thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh, Lâm Nhã Cầm liền bị dẫn tới thần huyền tông trước đại điện trên quảng trường. Quảng trường bên trong, tạm thời dựng lên một tòa đài cao, cao chung quanh đài. Là từng cây một đen nhánh củi đốt, cái này củi đốt, là hắc hồn mộc cành khô, rất thích hợp thành tựu hồn lửa nhiên liệu. Mà Lâm Nhã Cầm, lúc này, đang đứng ở dưới đài cao, ở nàng bên người, còn có mấy tên thái hư cảnh đệ tử canh chừng. Lâm Nhã Cầm linh lực bị cấm, sắc mặt trắng bệch, nàng trước không ngừng thử nghiệm đánh vào phong ấn, ngược lại bị nội thương, khóe miệng còn mang một chút vết máu, đứng ở dưới đài cao, ta gặp Do Liên. Nhưng mà Thần huyền tông một đám đệ tử, lúc này lại cũng chỉ là lặng lẽ nhìn, thậm chí đại đa số người trên mặt, cũng không có quá nhiều thần sắc. Rất nhanh, đoàn người bóng người, hiện lên thần huyền tông cửa đại điện, hướng đài cao đi tới.
Thần Huyền Tông Tông chủ Thẩm Dũng, Đại trưởng lão Lâm Cửu, Nhị trưởng lão Quách Thái, Tam trưởng lão Hứa Mộng Thu, đi tới trên quảng trường. Mặt của bọn họ bàng, nhìn đều là vô cùng âm trầm, thậm chí đau buồn, căm hận. Lâm Nhã Cầm, là Thần Huyền Tông thánh nữ, có tiên thiên sát khí, tiềm lực vô cùng mạnh mẽ, là Thần Huyền Tông quật khởi hy vọng, bọn họ ở Lâm Nhã Cầm trên mình, vậy dốc vào vô số tài nguyên à. Có thể hiện tại, nhưng phải chết, bởi vì lôi ra một câu nói phải chết, còn muốn bọn họ tự tay, dùng cực hình xử tử. Làm sao có thể không đau buồn, căm hận? Nhưng mà, đau buồn, căm hận, thì có thể làm gì? Thần quốc có đôi lời, gọi là thế lớp 10 phẩm cao hơn thiên. Có ý gì? Chính là, chỉ cần một thế lực so một cái khác mạnh mẽ, dù là, vẻn vẹn chỉ là cao hơn nhất phẩm, vậy chênh lệch cũng là thiên địa giống vậy. Mà Thần Huyền Tông và Lôi Gia so sánh, ước chừng, kém hai cái phẩm cấp. Thần Huyền Tông, lấy cái gì đi căm hận? Đừng nói phẫn hận, Tông chủ Thẩm Dũng, thậm chí còn muốn ở Lôi Gia trước mặt người, nở nụ cười. Rất sợ đối phương, giận cá chém thất đến toàn bộ Thần Huyền Tông. Hắn, căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trông à. Thần Huyền Tông coi như đem hết toàn lực chống lại, vừa có thể như thế nào? Lôi ra một cái tay là có thể cầm Thần Huyền Tông bóp gắt gao. Làm như vậy, chỉ là trắng trắng tống táng toàn bộ tông môn mà thôi. Mà Tam trưởng lão Hứa Mộng Thu, là Lâm Nhã Cầm sư tôn, lúc này, nàng thần sắc, nhưng phảng phất là mọi người bên trong, nhất bình tĩnh. Nhưng, hai tròng mắt bên trong, cũng không gặp một tia một hào hào quang, hoàn toàn một phiến ảm đạm. Bi thương lớn, không ai bằng tim chết. Hứa Mộng Thu nước mắt đã chảy khô, lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng bên trong, cả người, đều đã hồ đồ. Lâm Nhã Cầm, là nàng một tay nuôi lớn, nàng dưới gối không con, Lâm Nhã Cầm giống như nàng con gái ruột thịt vậy. Tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão các người sở dĩ trên mặt nặng nề, phần lớn là từ tông môn tổn thất, từ Thần Huyền Tông mặt mũi tổn thất, có thể Hứa Mộng Thu nhưng không giống nhau. Nàng là từ tình cảm của nội tâm. Nếu như mình có thể cứu Lâm Nhã Cầm mà nói, cho dù phải bỏ ra sinh mạng, Hứa Mộng Thu vậy sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng mà, ở Lôi Gia trước mặt, nàng Hứa Mộng Thu lại coi là cái gì chứ? Nàng chẳng qua là một người thái hư đỉnh cấp võ giả, coi như đem hết toàn lực, cũng chỉ là ở tự sát, ở nộp mạng thôi. Vẫn là chết được không có chút ý nghĩa nào như vậy. Cho nên, nàng chỉ có thể tuyệt vọng. Đài cao bên cạnh. Thiết lập hiểu rõ cái chỗ ngồi, giống như là khán đài vậy, chỗ ngồi trước trên mặt bàn, còn bày linh trà, linh quả. Đây là Lôi Gia người, yêu cầu chuẩn bị. Bọn họ là dự định xem thưởng thức cái gì biểu diễn vậy, thưởng thức Lâm Nhã Cầm đang hành hạ bên trong chết đi. Đây là, mấy đạo khí tức cường đại, từ Thần Huyền Tông Đông Phương dâng lên. Một người Thần Huyền Tông đệ tử quát to, Lôi Gia các vị khách quý đến. Một khắc sau. Mười mấy đạo thân ảnh, rơi vào Thần Huyền Tông bên trong. Cầm đầu là một người mặc kim tiền đường vân cẩm bào, mang một quả to lớn nửa bước cổ khí ban chỉ, thân hình có chút gầy đét, xúc trước một món để dâu dê, xương gò má vượt trội, cằm bén nhọn, lấm lét người trung niên. Người này, chính là gia chủ Lôi Gia Lôi Hữu Vi. Đừng xem hắn một bộ tướng mạo xấu xí hình dáng, thực lực nhưng là thật chảm ách cảnh. Mà hắn bên người đi theo. Chính là Lôi Gia những người khác cùng với mấy tên người làm. Để cho người sợ hãi phải, liền liền tu vi thấp nhất, thực lực yếu nhất mấy người kia, bất ngờ đều là thái hư cảnh tồn tại à. Thái hư cảnh tồn tại, ở Thần Huyền Tông bên trong đã có trở thành đệ tử chân truyền tư cách. Có thể, ở Lôi Gia đâu? Về số lượng càng nhiều. Tất cả Thần Huyền Tông đệ tử, đều là hơi biến sắc mặt, phát ra từ nội tâm cảm thấy Lôi Gia mạnh mẽ. Bất quá, nổi bật nhất chính là, Lôi Gia cái này mấy người, lại mang tới một tấm đỏ thẫm hoa giường. Ở đỏ giường bên trên, nằm một người mặt không chút máu, hơi thở như có như không, hôn mê bất tỉnh chàng thanh niên. Người này, chính là Lôi Vân Bằng. Hơn nữa, Lôi Vân Bằng trên mình, bất ngờ ăn mặc một kiện cưới phục. Thẩm Dũng các người, vội vàng đem trong mắt căm hận, âm trầm cùng tâm trạng, thu liễm hầu như không còn. Không dám hiển lộ ra một phần một chút nào, mặt đầy tươi cười tiến ra đón nói, Lôi gia chủ, ngài tới rồi.
Đối mặt Thẩm Dũng đám người gọi, Lôi Hữu Vi lại là cũng không quan tâm, trực tiếp ngồi vào đài cao cạnh chỗ ngồi thủ tọa lên, bưng lên linh trà, yêu tai nếm một cái. Thẩm Dũng các người sắc mặt lúng túng, nhưng chỉ có thể nở nụ cười đứng ở một bên. Qua tốt một lát, Lôi Hữu Vi mới đặt ly trà xuống, nhìn lướt qua Thẩm Dũng cùng Thần Huyền Tông một đám đệ tử, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh nói, đây chính là cái đó Thần Huyền Tông. Ngươi chính là Thần Huyền Tông tông chủ Thẩm Dũng. Thẩm Dũng mồ hôi trên trán, lập tức tuôn ra ngoài, miễn cười gượng nói, chính là tại hạ. Lôi Hữu Vi đột nhiên nhàn nhạt nói, Thẩm Tông chủ, ngày hôm nay long trọng như vậy tình cảnh, ngươi làm sao không để cho ngươi Thần Huyền Tông đệ tử đi ra cùng nhau kiến thức một chút. À, Thẩm Dũng hơi sững sờ, nhìn về phía trên quảng trường các đệ tử, Thần Huyền Tông đệ tử, không phải ở nơi này sao? Lôi Hữu Vi, có ý gì? Nhưng, hắn vẫn là nhắm mắt đáp, Lôi gia chủ, trên quảng trường, chính là ta Thần Huyền Tông đệ tử. Lôi Hữu Vi cân nhắc nhìn một cái trên quảng trường mọi người, cao giọng cười một tiếng nói, à, phải không, ta làm sao không thấy? Ta chỉ có thấy được một đám rác dưới. Thẩm Dũng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thậm chí còn tất cả Thần Huyền Tông đệ tử, đều là sắc mặt cứng đờ. Cái này Lôi gia, lấn hiếp người quá đáng à. Lại là chút nào mặt mũi cũng không cho, đi lên, liền dứt khoát giễu cợt. Thậm chí, cũng không có chút nào vòng vo. Trong lòng của mọi người, cũng dấy lên lửa giận, nhưng mà có thể làm sao? Bọn họ chỉ là... cầm đầu thấp được thấp hơn, cơ hồ muốn chôn ở chân mình xuống. Liên liên Thẩm Dũng, đều là gạt bỏ vẻ tươi cười, phụ họa nói, Lôi gia chủ, dậy phải, trầm mỗ thụ giáo. Không chỉ có không dám có bất kỳ bất mãn, phản bác, bị người đánh mặt, thậm chí, còn muốn đem một nửa kia mặt, góp đi lên. Lôi Hữu Vi cười lạnh một tiếng nói, coi là ngươi thức thời, có mấy phần ánh mắt, nếu không, chỉ bằng ngươi Thẩm Dũng, như thế sẽ dạy dỗ đệ tử. Để cho các ngươi Thần Huyền Tông ra cái đó trọng thương con ta đồng hồ tử, ta Lôi gia đã tắm máu ngươi Thần Huyền Tông. Thẩm Dũng lúc này, cả người đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ gật đầu, nói xin lỗi. Đột nhiên, Lôi Hữu Vi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía đài cao dưới Lâm Nhã Cầm, tam giác trong mắt lóe lên một chút vẻ oán độc nói, cái này, chính là con tiện nhân kia. Đồ quả thật có mấy phần sắc đẹp, khó trách ta mà sẽ bị nàng mê muội. Lúc này Lâm Nhã Cầm nhìn qua nhưng là như cũ vô cùng lãnh đạm, cho dù biết mình sắp đối mặt cực kỳ kinh khủng cực hình, nàng thần sắc, vậy không có chút nào chập chờn, biến hóa. Lôi Hữu Vi quay đầu liếc mắt một cái Thẩm Dũng nói, chiếc hồn liệt diễm, chuẩn bị được thế nào? Thẩm Dũng vội vàng nói, chuẩn bị xong. Hắn đi tới dưới đài cao, ánh mắt có chút nặng nề, áy náy nhìn Lâm Nhã Cầm, yên lặng một lát sau, mở miệng nói, lên đài. Lâm Nhã Cầm không chút do dự nào, trần chờ, từng bước một leo lên đài cao. Trên quảng trường, Vu Thiếu Du thấy một màn này, trong lòng đều phải vui nở hoa, thoải mái ngất trời. Lập tức phải chính mắt làm chứng, tiện nhân kia thống khổ kêu rên dáng vẻ. Thẩm Dũng ngón tay động một cái, một đạo màu xám cho ngọn lửa, liền trôi lơ lửng ở trước người của nó, đó là chiếc hồn liệt diễm mồi lửa. Hắn hướng Lâm Nhã Cầm đứng đài cao chỉ một cái, mồi lửa liền hướng trên đài cao hắc hồn mộc, chậm rãi bay đi. Mắt xem, mồi lửa liền rơi vào hắc hồn mộc lên. Ngay tại lúc này, Lôi Hữu Vi lại đột nhiên đứng lên nói, chờ một chút. Thẩm Dũng vội vàng dừng lại mồi lửa, cung kính hỏi, Lôi gia chủ, còn có gì phân phó sao? Lôi Hữu Vi mặt hiện vẻ châm chọc nhìn Lâm Nhã Cầm nói, cứ như vậy để cho nàng chết. Không được. Nếu nàng là nhi tử ta coi trọng cô gái, dĩ nhiên, là muốn cùng nhi tử ta thành hôn sau này, chết lại. Vừa nói, hắn mặt hiện một chút cân nhắc nói, nghe nói, nàng còn vô cùng lạnh như băng, cho tới bây giờ không chạm qua người đàn ông, băng thanh ngọc khiết. Ừ, rất tốt, vừa vặn ngày hôm nay đang lúc mọi người trước mặt, và nhi tử ta động phòng đi, để cho mọi người xem, tiện nhân kia rốt cuộc có nhiều băng thanh ngọc khiết. Lời vừa nói ra. Liên liên Thẩm Dũng, đều là sắc mặt biến đổi. Cái này, có chút quá phận chứ. Để cho người chết, hay là dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, miễn cưỡng hành hạ chết, cũng được đi. Còn muốn cho một người cô gái, trước khi chết, bị như vậy nhục lớn. Tàn nhẫn.
Cái này Lôi Hữu Vi, thực sự quá độc. Liên Liên một mực thần sắc lạnh như băng Lâm Nhã Cầm, vậy vô cùng tinh xảo mặt đẹp, vậy trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nàng không sợ chết, nhưng là, nàng sợ như vậy tôn nghiêm mất hết chết. Nàng trong xương, là một vô cùng kiêu ngạo cô gái. Bất luận trước hồn liệt diễm đáng sợ dường nào, sẽ mang đến như thế nào thống khổ, nàng, cũng có thể chịu đựng. Nhưng như vậy làm nhục nàng, mới là đối với nàng chân chính hành hạ à. So dùng trước hồn liệt diễm đốt chết nàng, còn muốn tàn nhẫn, còn muốn không cách nào tiếp nhận gấp 10.000 lần hành hạ à. Người đâu, Lôi Hữu Vi nhìn Lâm Nhã Cầm thần sắc cười. Hắn gần đây, rất sở trường phát hiện một người nhược điểm. Hai người mặc quần áo xám thái hư cảnh võ giả đi tới trước. Lôi Hữu Vi nhàn nhạt nói, hiện tại, có thể, mời, chúng ta Lâm Tiểu Thư, cùng con ta kết là liền cành liền. Lâm Tiểu Thư, tựa hồ có chút mắc cỡ, nếu như nàng không muốn, đánh liền đoạn tứ chi, dạy một chút nàng cái gì là lập gia đình lễ nghi, quy củ đi. Vậy hai người thái hư cảnh võ giả từng bước một đi lên đài cao. Tay lộn một cái, trong tay nhiều hơn một chuôi búa sắt. Bây giờ Lâm Nhã Cầm, linh lực bị cấm, há là cái này hai người thái hư võ giả đối thủ. Thậm chí, liền chút nào năng lực phản kháng, cũng không có. Hai người mặt hiện cười gằn, tay cầm búa sắt, cho dù đối mặt là một cô gái, một người linh lực bị giam cầm cô gái, vậy không có chút nào nương tay ý kiến. Bọn họ cầm trong tay búa sắt, giơ lên thật cao. Cả thân bắp thịt, cũng cầu kết, cổ động, có thể tưởng tượng, cái này hai chuôi búa sắt nện xuống sau đó, sẽ ủng có đáng sợ dường nào lực tàn phá. Một khắc sau, búa sắt bên trên, mang theo một hồi tiếng xé gió. Hung hãn hướng Lâm Nhã Cầm hai chân đầu gối đập tới. Nếu muốn thành thân, khẳng định, là trước phải bái đường. Làm sao bái đường? Dĩ nhiên, là muốn quỳ xuống. Lâm Nhã Cầm không chịu quỳ, làm thế nào? Như vậy, liền đem nàng hai chân cắt đứt, để cho nàng quỳ. Búa sắt trùng trùng rơi vào Lâm Nhã Cầm đối với nhỏ hết sức nhu nhuận đầu gối bên trên. Máu tươi, ngay tức thì thấm ướt Lâm Nhã Cầm màu trắng quần lụa mỏng. Lâm Nhã Cầm thân hình run lên, mặt hiện vô cùng là vẻ thống khổ, có thể nàng nhưng chặt chẽ cắn răng, không phát một chút thanh âm. Nàng cơ hồ, liền phải quỳ xuống, đã rất khó chống đỡ nàng thân thể. Nhưng, nàng nhưng dựa vào ngoan cường ý chí, chặt chẽ khống chế hai chân bắp thịt, miễn cưỡng duy trì lối đứng. Ha ha, hai người võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, cười nhạt. Chống đỡ? Ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Bất quá, là trắng nhận không đắng thôi. Nhưng, nói chuyện cũng tốt. Trong ngày thường, bọn họ cũng không có cơ hội, hành hạ xem Lâm Nhã Cầm như vậy giống như tiên nữ hạ phàm lớn như vậy mỹ nhân. Hai người, thật cao nâng lên tay, cả thân bắp thịt, lần nữa tùng động lực, thậm chí mơ hồ cảm thấy, bọn họ linh lực trong cơ thể, ở lăn lộn. Lần này, hiển nhiên bọn họ hơn nữa dùng sức. Nếu như đổi một người thân thể tố chất hơi yếu một chút thái hư tồn tại, không cách nào vận dụng linh lực dưới tình huống, sợ rằng sẽ xảy ra sinh bị đập thành thịt nát chứ. Nhìn vậy hai chuôi linh lực lượn quanh búa sắt. Cho dù là trong quảng trường, những cái kia một mực mặt không thần sắc thần huyền tông đệ tử bên trong, cũng có rất nhiều người mặt lộ không đành lòng vẻ, lặng lẽ đừng mở ánh mắt. Quá tàn nhẫn, quá không có nhân tính. Phu Thiếu Du, cũng cùng rất nhiều người như nhau. Mặt hiện không đành lòng vẻ, cúi đầu, thật giống như gặp không được đồng môn bị thống khổ như vậy vậy. Có thể ở hắn trong lòng, nhưng là vui mừng, thỏa mãn đến không cách nào hình dung. Hắn chỉ hy vọng, Lâm Nhã Cầm có thể như vậy tiếp tục ngạo, tiếp tục cùng Lôi ra đối nghịch. Trước khi chết, nàng bị càng nhiều hành hạ, hắn càng mở tim. Hô hô, hai chuôi búa sắt, mang nhanh gió, phá không nện xuống, lực lượng mạnh. Làm người ta kinh hãi. Bành, bành. Liền đúng tòa đài cao, cũng hung hãn lay động một cái. Lâm Nhã Cầm thân thể lớn run, tuyệt đẹp trên dung nhan thoáng qua làm người ta đau lòng thêm mỹ vẻ. Nhưng, Lâm Nhã Cầm, vẫn còn là đứng. Cơ hồ không cách nào tưởng tượng, nàng là như thế nào làm được. Nhưng mà, nàng chính là như thế đứng, mặc dù, nhìn như, vô cùng là miễn cưỡng, nhưng... Lâm Nhã Cầm, nhưng còn không có ngã xuống.
vô số thần huyền tông đệ tử, trong mắt cũng lóe lên kính nể ánh sáng. Bất luận bọn họ trước, là định thế nào Lâm Nhã Cầm. Lúc này Lâm Nhã Cầm, để cho bọn họ sinh lòng kính ý. Làm một tên võ giả, phát ra từ nội tâm tôn kính. Ngạo, cái chữ này, nhắc tới đơn giản. Có thể ngạo, cũng không phải là một lời không hợp, liền giết người cả nhà. Chân chính ngạo, lại có mấy người, có thể làm được. Lâm Nhã Cầm ngạo, lại để cho thần huyền tông các đệ tử, công nhận. Nhưng mà, lại ngạo, lại bất khuất, thì phải làm thế nào đây? Cái thế giới này, rất nhiều chuyện, không phải có thể dựa vào ý chí đi khắc phục. Người cuối cùng là người, dẫu sao có cực hạn. Lâm Nhã Cầm đã ngạo đến trình độ cao nhất, có thể, nàng còn có thể chống đỡ bao lâu. Hai người người làm trên mặt tàn nhẫn, giữ tợn nụ cười, bộc phát đậm đà. Lâm Nhã Cầm càng chết chống đỡ, như vậy, kết quả lại càng thảm. Cùng nàng chân chính không gánh nổi một khắc kia, có thể thì không phải là bị thương, đơn giản như vậy. Phỏng đoán, hai cái chân cũng sẽ hoàn toàn nổ tung chứ. Trong mắt của bọn họ, lóe lên một chút thị huyết ánh sáng, lần nữa dùng sức giơ lên trong tay dính đầy cái này cô gái xinh đẹp máu tươi búa sắt, khẽ quát một tiếng, bắp thịt điên cuồng rung động, linh lực dâng trào. Một chùy này, bọn họ đã vượt qua cực hạn, 200% xuất lực. Coi như là không có bị giam cầm linh lực thái hư cảnh võ giả, đối mặt bọn họ một chùy này, cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm chứ. Hô hô! Song chùy run lên, giống như vẫn thạch rơi xuống đất. Mang gió lớn cùng hủy diệt, đánh úp về phía liền Lâm Nhã Cầm. Gió cực mạnh bên trong, Lâm Nhã Cầm một đầu tóc dài đen, theo gió mà múa, càng hiện ra một loại lạnh lẽo tuyệt mỹ cảm. Đột nhiên bây giờ, kiếm quang chớp mắt. Sát ý bùng nổ, linh lực kinh khủng, phóng lên cao, kiếm ý lẫm liệt, bao phủ khắp nơi. Vậy hai người thái hư cảnh võ giả, bị cái này vô cùng mãnh liệt, tàn bạo kiếm khí một kích, tâm đảm tất cả hàn, ý thức lỡ tay, linh lực xốc xếch. Bọn họ kinh hô một tiếng, vội vàng thu tay lại, như tiếp tục đem song chùy nện xuống, sợ rằng không cách nào hoàn toàn đem cầm ở lực lượng trong tay, có thể, sẽ để cho bọn họ mình bị thương. Mà lúc này, trên quảng trường, một đạo thân ảnh, lại là cầm kiếm hướng trận trung thần huyền tông đệ tử lướt đi. Một đám đệ tử, nhìn đạo thân ảnh kia, rối rít mặt hiện vẻ kinh sợ, người này lại là Hứa Mộng Thu. Lúc này, nàng cặp mắt bên trong, tuột xuống hai đạo máu nước mắt. Nước mắt, đã chảy khô, chỉ còn lại máu. Thẩm Dũng hét lớn một tiếng nói, Hứa trưởng lão, ngươi làm gì? Dứt lời, thân hình chớp mắt, liền chắn Hứa Mộng Thu trước người. Hắn là chém ách cường giả, thái hư đỉnh cấp Hứa Mộng Thu, tự nhiên không phải hắn đối thủ. Lúc này, kiếm quang liền bị mất đi. Hứa Mộng Thu một đôi chảy máu nước mắt ánh mắt, nhưng là chặt chẽ nhìn chằm chằm Vu Thiếu Du, lạnh lùng nói, là hắn. Chính là hắn hại Cầm Nhi. Hết thảy các thứ này đều là hắn thiết kế. Từ Lâm Nhã Cầm trọng thương Lôi Vân Bằng sau đó, Hứa Mộng Thu liền cảm giác được sự việc có chút kỳ hoặc, âm thầm điều tra, rốt cuộc để cho nàng phát hiện một chút đầu mối. Hết thảy các thứ này, đều đang là Vu Thiếu Du an bài. Nàng mặc dù, không cách nào dung chuyển lôi ra, nhưng, ít nhất cũng phải đem Vu Thiếu Du chém chết, là Lâm Nhã Cầm báo thù. Vu Thiếu Du nghe vậy, hơi biến sắc mặt, bất quá, hắn rất nhanh liền chấn định lại. Hắn biết, Hứa Mộng Thu không có thực tế chứng cớ, nếu không, đã sớm giao cho tông môn, để cho tông chủ xử lý mình chứ. Cần gì phải giống như bây giờ, chó điên vậy. Hắn mặt nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng nói, Hứa trưởng lão, ta biết, người đệ tử đã làm sai chuyện, người rất khó chịu, nhưng là, vì cứu người đệ tử, cũng không thể như vậy, chứa máu phun người tìm dê thế tội chứ. Người nói đều là ta thiết kế. Xin hỏi, Hứa trưởng lão, có chứng cớ sao? Đại trưởng lão Lâm Cửu cũng là bảo vệ ở chỗ Thiếu Lội trước người, lạnh lùng nói, Hứa trưởng lão, người coi như cuống cuồng, tuyệt lộ, cũng không thể, kéo ta đệ tử xuống nước chứ. Thẩm Dung ánh mắt chớp động, hắn rõ ràng Hứa Mộng Thu, biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ chỉ như vậy nhằm vào Thiếu Bơi, nhưng mà hiện tại, chân tướng còn có trọng yếu không? Bất luận là không phải Vu Thiếu Du thiết kế, hãm hại Lâm Nhã Cầm, hiện tại Lâm Nhã Cầm đã là nhất định phải chết. Mà Vu Thiếu Du đâu?
hắn không chỉ có thiên phú thật tốt, trọng yếu hơn chính là, hắn còn có một cái vô cùng yêu nghiệt ca ca. Nếu như Vu Thiếu Du chết, Tại Diễm, khẳng định sẽ thối lui ra Thần Huyền Tông, thậm chí cùng Thần Huyền Tông là địch chứ. Vì một cái chết chắc Lâm Nhã Cầm, đáng bồi thượng Tại Diễm sao? Lâm Nhã Cầm chết sau này, Thần Huyền Tông hơn nữa cần Tại Diễm liền à? Rất nhanh, Thẩm Dũng vậy chắn Vu Thiếu Du trước người. Chết, Hứa Mộng Thu quát lên một tiếng lớn, thì phải không để ý hết thảy ra tay, nàng nào có cái gì chứng cớ. Nàng chỉ là căn cứ đầu mối, suy đoán à. Duy nhất có thể là nàng làm chứng, là hiện tại đã chết ngất, nằm ở đó hoa giường trên Lôi Vân Bằng. Ngay tại Hứa Mộng Thu chuẩn bị liều chết ra tay, Thẩm Dũng và Lâm Cửu linh lực phun trào, dự định ngăn trở Hứa Mộng Thu, tất cả mọi người sự chú ý, đều tập trung ở cái này trên người mấy người ngay tức thì. Một đạo xa lạ thanh âm nam tử, ở Thần Huyền Tông trên quảng trường, vang vọng. Có phải hay không ngươi? Vu Thiếu Du trước người, lại là chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người mặc hắc bào thanh niên. Một cái thần sắc lạnh như băng, cho người khó hiểu áp lực thanh niên. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Ngươi, Vu Thiếu Du sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thần, gần đây biết ăn nói hắn, trong chốc lát lại có chút lắp bắp. Lúc này Diệp Thần, cả người tản ra cực kỳ sợ hãi hơi thở, cặp mắt giống như hai tiếng sấm vậy, đâm thẳng Vu Thiếu Du thức hải bên trong. Không khỏi để cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, cả người toát ra mồ hôi lạnh, hắn muốn giải thích rõ, nhưng phát hiện mình căn bản không mở miệng được, căn bản không có dũng khí đối với Diệp Thần nói láo. Ở Diệp Thần uy thế bên trong, Vu Thiếu Du lại là bị sợ được miễn cưỡng lui hai bước. Cả người, xu hướng tại hỗn loạn. Hắn thậm chí không phản ứng kịp, Diệp Thần chẳng qua là một người phong môn tồn tại. Mà hắn, nhưng mà thái hư trung kỳ à. Chênh lệch, không biết bao lớn. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Vu Thiếu Du, hắn mới vừa đuổi tới Thần Huyền Tông, lấy hắn bây giờ thực lực, Thần Huyền Tông mặc dù đã đối bên ngoài đóng cửa, nhưng vẫn bị hắn xông vào, bất quá hơi làm trễ nãi một lát. Hắn liền chạy tới Thần Huyền Tông quảng trường. Liền nghe được Hứa Mộng Thu và Thẩm Dũng đám người đối thoại. Chính là ở chỗ Thiếu Bơi tinh thần áp lực vô cùng khổng lồ, cơ hồ đều muốn không chịu nổi, mở miệng thừa nhận sau đó, một cái bóng đen chớp mắt, chắn Vu Thiếu Du trước người. Trong nháy mắt, Vu Thiếu Du áp lực chợt giảm. Hắn nhẹ thở một hơi, hướng trước người đạo thân ảnh kia nhìn. Hắn nguyên lấy là, người này là hắn sư phụ, hoặc là Thần Huyền Tông tông chủ. Có thể. Hắn sai rồi. Ngăn ở trước người hắn người tuổi trẻ, trên mình người mặc thêu màu vàng kiếm văn quần áo trắng, đó là Thần Huyền Tông thánh tử quần áo trang sức. Người này, bất ngờ tản ra thái hư cảnh bảy tầng thiên hơi thở. Vu Thiếu Du sững sốt một chút, một khắc sau, hắn trên gương mặt, trong phút chốc xông ra vô cùng kích động, hưng phấn, thần sắc vui sướng, mở miệng nói, ca ca. Người xuất quan, hơn nữa, thành công đột phá. Người này, chính là Thần Huyền Tông trình độ cao nhất yêu nghiệt, Vu Thiếu Du ca ca, Tại Diễm. Tại Diễm vóc người thon dài, mặt mũi anh võ, màu da hơi đen, đường ranh rõ ràng trên gương mặt, tràn đầy lạnh như băng cùng ngạo mạn, hơi có chút chiều rộng trên môi, gợi lên một chút khinh thường cười khẽ. Hắn hai tay thuộc lòng, một bộ tán loạn thiên hạ dáng vẻ, hăm hở, hơi ngấc đầu lên, trong mắt hướng xuống nhìn Diệp Thần, tựa như, không phải ở xem một người. Mà là ở xem một cái rác dưới. Ánh mắt của hắn lúc này, cùng trước kia Lôi Hữu Vi, xem Thần Huyền Tông đệ tử ánh mắt rất giống. Tại Diễm nhàn nhạt mở miệng nói, có phải hay không? Coi như là, hắn là ta Tại Diễm đệ đệ, người thì phải làm thế nào đây? Tại Diễm thanh âm tuy nhẹ, có thể, người bất kỳ, đều nghe cho ra hắn lời nói bên trong tự phụ cùng liều lĩnh. Trong chốc lát, sân đấu võ bên trong, an tĩnh. Yên lặng như tờ. Tất cả mọi người, liền liền Lôi Hữu Vi, cùng ánh mắt nhỏ tránh nhìn về phía Tại Diễm. Thần Huyền Tông mọi người, bao gồm Thẩm Dũng, đều là mặt đầy rung động nhìn về phía Tại Diễm. Tại Diễm, lại nhanh như vậy liền phá cửa ra. Hắn bế quan, mới ước chừng 3 ngày mà thôi chứ. 3 ngày, đã đột phá. Đây chính là to lớn cổ trai à. Cho dù ở võ đạo vô cùng phồn vinh thần quốc. Thái hư bảy tầng thiên vậy không dễ dàng à. Cửa ải này, không biết ngăn cản bao nhiêu người, mấy trăm tỷ trong võ giả, sợ rằng,
chỉ có một phần vạn, thậm chí còn không, không không một phần trăm người, có thể đột phá chứ. Liên Liên Thẩm Dũng, hắn tự nhận là cũng coi là thiên tư kinh diễm, nhưng ban đầu, vậy ước chừng xài 7 năm, mới đột phá cảnh giới này chênh lệch à. Có thể tại diễm đâu? 3 ngày, ước chừng 3 ngày. Môn hạm này, đối với hắn mà nói, đơn giản là không tốn sức chút nào liền vượt qua à. Giống như, đang làm gì không đáng kể chuyện nhỏ. Không cách nào tưởng tượng, tại diễm thiên phú có kinh khủng dường nào. Hắn tương lai thành tựu, sẽ có huy hoàng bực nào. Hơn nữa, mấu chốt là, tại diễm vẫn chưa tới 100 tuổi à. Lấy thần quốc võ giả thọ nguyên mà nói, coi như là vô cùng trẻ. Hắn hiện tại, chính là tăng lên thực lực thời kỳ vàng son à. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, tại diễm rất có thể sẽ điên cuồng tiến bộ. Một khắc sau, Thẩm Dũng trên khuôn mặt, liền nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên bản, ở Lâm Nhã Cầm không có xảy ra chuyện trước, ở hắn trong lòng Lâm Nhã Cầm phân lượng so tại diễm vẫn là phải nặng một chút. Dẫu sao, Lâm Nhã Cầm trẻ tuổi hơn nữa, còn có tiên thiên sát khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù Lâm Nhã Cầm không có gây họa, Thẩm Dũng cũng sẽ càng coi trọng tại diễm liền à. Chớ nói chi là, Lâm Nhã Cầm hiện tại đã là nhất định phải chết. Hắn âm thầm hạ định quyết tâm, lần này, bỏ mặc Hứa Mộng Thu như thế nào, cũng nhất định phải bảo vệ Vu Thiếu Du. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn, là tại diễm đệ đệ. Mà thần Huyền Tông, vô cùng phải cần tại diễm. Còn như Diệp Thần cái này đột nhiên nhảy ra phong môn võ giả. Thẩm Dũng trực tiếp không để mắt đến, một giây kế tiếp, nói không chừng thì sẽ chết người, để ý làm gì. Mà lúc này, khôi phục trấn định Vu Thiếu Du, vậy rốt cuộc rõ ràng cảm giác được Diệp Thần tu vi, lại chỉ là một phong môn tầng 5 thiên phế vật. Hắn mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi là người nào? Không phải chúng ta thần Huyền Tông đệ tử chứ? Một cái phong môn phế vật, tự tiện xông vào chúng ta thần Huyền Tông, đã là tội chết, còn dám chất vấn ta. Ngươi xứng sao? Hiện tại, tự đoạn tay chân, lại cho bổn công tử dập đầu nhận sai, có lẽ, ta còn có thể lưu ngươi một mạng chó. Tại diễm xuất hiện sau đó, Vu Thiếu Du tự tin, kiêu ngạo, cũng gấp trăm ngàn lần bành trướng, thậm chí, hắn cũng không việc gì che giấu, giải bày ý. Là hắn, thì thế nào? Có chứng cớ sao? Động thủ đả thương người chung quy là Lâm Nhã Cầm, coi như lôi ra cũng rất khó quái đến hắn trên đầu. Hơn nữa, rõ ràng, liền Lôi Hữu Vi cũng có chút bị tại diễm thiên phú rung động, Lôi Hữu Vi rõ ràng thương người tính cách, hắn biết, giao hảo tại diễm như vậy thiên tư kinh khủng siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt đối so với hiện tại trực tiếp tiêu diệt, muốn tới được còn có lợi. Mọi người ở đây cũng lấy là Diệp Thần sẽ lùi bước, sẽ sợ hãi, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm. Diệp Thần, nhưng vẫn sắc mặt bình thản, một đôi mắt ngưng mắt nhìn Vu Thiếu Du, ánh mắt từ đầu đến cuối không có chút nào thiên chuyển, cho dù tại diễm xuất hiện, cũng giống như vậy. Diệp Thần, thậm chí không có hơn xem tại diễm một mắt. Ở mọi người nhìn về phía Diệp Thần đồng thời, Diệp Thần mở miệng lần nữa. Không phải cầu xin tha thứ, không phải nói xin lỗi. Vẫn, là một câu kia lạnh như băng chất vấn. Có phải hay không ngươi, tính toán Lâm Nhã Cầm? Coi thường. Hoàn toàn coi thường. Thật là cầm thần Huyền Tông trình độ cao nhất yêu nghiệt, siêu cường võ giả tại diễm, làm không khí à? Tại diễm, mới vừa cảnh cáo Diệp Thần à? Có thể Diệp Thần, nhưng cầm tại diễm mà nói, làm nói dóc vậy. Không chút nào hiểu ý kiến. Mà trên đài cao Lâm Nhã Cầm, ánh mắt vậy rơi vào Diệp Thần trên mình. Mắt đẹp bên trong, mặc dù vẫn là một như thường lệ lạnh như băng, có thể mơ hồ, nhưng lóe lên một chút vẻ phức tạp. Liền chính nàng, cũng có chút không dám tin tưởng, ở nàng hai chân nguy cơ cái đó ngay tức thì, nàng nghĩ tới lại là ở trên trời dẫn dưới sườn núi, để cho nàng vô cùng căm hận, đoạt nàng trong sạch, một trong đầu nghĩ đem giết chết nam tử. Cái đó đã từng mấy lần xuất hiện ở nguyên bản cho tới bây giờ không biết làm mộng Lâm Nhã Cầm ngủ mơ bên trong nam tử. Cái đó để cho nàng nhớ tên mình nam tử. Làm Diệp Thần xuất hiện ở thần Huyền Tông một khắc kia, Lâm Nhã Cầm thậm chí lấy là, mình thấy được ảo giác. Nhưng, cũng là một khắc kia, nàng từ ra đời dậy liền đóng băng bên trong tim,
nhưng lần đầu tiên cảm nhận được một chút ấm áp. Một chút, chính nàng đều có chút không cách nào hiểu ấm áp. Nàng không biết tại sao Diệp Thần sẽ xuất hiện ở nơi này, nàng không biết tại sao Diệp Thần muốn là nàng chất vấn Vu Thiếu Du, nàng mặc dù và Diệp Thần bây giờ có đặc thù liên lạc, có thể đó bất quá là từ bất ngờ thôi. Còn như lần trước chữa trị, càng là không cách nào tránh khỏi chuyện. Mình nhưng mà luôn muốn giết chết Diệp Thần, mình và hắn hẳn là cửu nhân mới đúng chứ. Có thể hắn, tại sao phải như vậy đối với mình? Hắn không nên hy vọng mình chết sao? Lâm Nhã Cầm không hiểu, ở trên trời dẫn dưới sườn núi, Diệp Thần không có giết nàng lúc đó, nàng liền không hiểu người đàn ông này, hiện tại hơn nữa mê mang. Có thể, cái này để cho nàng mê mang, không để cho nàng hiểu nam tử, nhưng lại xác xác thật thật, để cho nàng cảm thấy vậy một chút cho tới bây giờ không có lãnh hội qua ấm áp. Sư phụ đối với nàng rất tốt, nàng đối với sư phụ có kính ý, có cảm tình, có thể, viên kia lạnh như băng tim, nhưng không có vì vậy mà hòa tan. Càng không để cho nàng dám tin tưởng phải, lúc này, thấy Diệp Thần đối với Tại Diễm, thấy cái này nàng vẫn muốn giết chết nam tử, cùng Trảm Ách Cảnh võ giả chính diện xung đột. Nàng nghĩ, lại là đi ngăn cản. Ngăn cản Diệp Thần cùng Tại Diễm mâu thuẫn. Nàng biết, Diệp Thần quả thật thiên phú rất khủng bố, nhưng, lấy nàng lúc ấy cùng Diệp Thần giao thủ tình huống tới xem, cho dù Diệp Thần đột phá phong môn cảnh, vậy xa xa không phải Tại Diễm đối thủ. Nàng không khỏi hỏi mình, đây chính là lo lắng sao? Bất luận như vậy cảm tình, là bởi vì sao tới, Lâm Nhã Cầm biết, nếu là ở nàng sát đạo bên trong có ai bóng người, thì không cách nào xóa nhòa nói. Ở nơi này thế gian, chỉ sẽ có một người. Đó chính là, nàng vào giờ phút này, đang ngưng mắt nhìn tên nam tử này tử. Mà lúc này, Tại Diễm sắc mặt, ngay tức thì âm trầm xuống. Cái này phong môn tiểu tử, lại dám coi thường mình. Hắn 3 ngày đột phá cảnh giới, chính là trí đắc ý đầy lúc đó, cho dù là mình sư phụ, Thần Huyền Tông trưởng môn Thẩm Dũng, hắn đều có chút không coi vào đâu ý kiến, có thể cái này một cái không biết nơi nào chui ra ngoài tiểu tạp chủng, lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy, rơi xuống mình mặt mũi. Hắn không chết, người đó chết. Vốn là, nếu như Diệp Thần, xem Vu Thiếu Du nói như vậy, tự đoạn tứ chi, dập đầu nói xin lỗi, hắn cũng không qua lại và loại rác dưới này động thủ. Tay dính rác dưới máu, sẽ để cho hắn cảm thấy buồn nôn, đó là đối với mình làm nhục. Ở chỗ Diễm xem ra, liền chết ở trên tay mình, vậy có thể nói là một loại vinh dự. Mà Diệp Thần, không cái này tư cách. Có thể hiện tại, cũng không giống nhau. Cái này rác dưới, không thấy mình nói, thật là giống như là vi phạm thánh chỉ vậy, phạm vào bụi cây liền cửu tộc lớn tội chết. Không tệ, Tại Diễm chính là như thế bá đạo. Ta nói một câu, người không thấy, không thèm để ý, làm bên tai điên, đó chính là tội chết. Không có chút nào dễ dàng tha thứ chỗ trống. Một con chó hoang, cản đường, hắn có thể cho nó cút cơ hội, nhưng là, nếu là để cho nó cút, nó không cút, ngược lại đối với mình kêu mà nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghiền chết. Ha ha, Tại Diễm cười lạnh một tiếng nói, tai điếc mà nói. Tốt nhất sớm một chút chữa khỏi, nếu không, ngươi liền sẽ xem ngày hôm nay như vậy, bởi vì tai điếc, đắc tội liền ngươi không nên đắc tội người, như vậy, trừ chết, không có cái kết quả thứ hai. Một khắc sau, căn bản không có cho Diệp Thần nói chuyện cơ hội, Tại Diễm trực tiếp ra tay. Cổ tay hắn lộn, một chuôi gần như trong suốt, lóe lên ánh sáng rực rỡ 7 màu, tản ra vô cùng ác liệt khí lạnh nửa bước cổ khí trường kiếm, liền rơi vào trong tay. Nháy mắt bây giờ, mưa gió biến sắc, tuyệt mệnh kiếm ý, bộc phát ra. Hô! Tại chỗ Thần Huyền Tông đệ tử, không một ngoại lệ, lại là đồng thời toát ra mồ hôi lạnh, mặt hiện vô cùng vẻ sợ hãi. Một ít tu vi yếu, thực lực kém, lại là trực tiếp sụi lơ trên đất. Trong nháy mắt, bọn họ tựa như rơi vào một cái bị kiếm nơi chúa tể thế giới, liền ngay cả hô hấp không khí, đều hóa thành vô cùng là sắc bén. Tùy thời có thể muốn bọn họ mạng kiếm khí. Cái này, chính là Thái Hư hậu kỳ thiên tài, xuất thủ uy thế sao? Thật là khủng khiếp. Thậm chí, so mới vừa hứa mộng thu một kiếm kia, còn kinh khủng hơn liền à. Tại Diễm cái này ra tay một cái, lại là 100% trình độ cao nhất bùng nổ, chút nào nương tay ý tưởng, cũng không có. Tại Diễm khóe miệng,
mang lạnh như băng nụ cười. Sư tử vồ thỏ, cần dùng toàn lực, huống chi, đây là một cái hiện ra thực lực tốt cơ hội, không phải sao? Hắn lần này thực lực bạo tăng, đang không địa phương thi triển đâu, vừa vặn, thì có một ngu xuẩn, đưa tới cửa. Thẩm Dũng cùng với Hứa Mộng Thu ra vậy hai người trưởng lão, đều là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, kích động vạn phần. Một kiếm thật là mạnh. Tại Diễm lần này bế quan, lại không chỉ là đột phá cảnh giới, liền kiếm ý, đều được thăng hoa à. Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Tư chất mạnh, đều đủ để so sánh thế lực cao cấp ở giữa đệ tử chứ. Chỉ riêng từ kiếm ý, vũ kỹ cảnh giới mà nói, Tại Diễm đã áp đảo Hứa Mộng Thu bên trên liền à. Một kiếm này, quá tươi đẹp. Liền liền Lôi Hữu Vi, cường giả loại này đều là khẽ vuốt cằm, hiển lộ ra vẻ tán thưởng. Cái này Tại Diễm, quả thật rất tốt. Lâm Nhã Cầm sắc mặt liền trắng, tim ngay tức thì chìm xuống, vậy một đôi nguyên bản tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không có một chút biến hóa, sẽ không có bất kỳ cảm tình chập chờn mắt đẹp bên trong, lại là con ngươi run rẩy, toát ra vô cùng là khẩn trương, lo lắng thần sắc. Nàng biết, Tại Diễm thi triển là bọn họ Thần Huyền Tông, phẩm cấp cao nhất một môn võ, tên là Huyền Vân Kiếm Quyết. Là một môn chân chính nghịch thiên cấp kiếm pháp, uy lực tuyệt mạnh. Mà Tại Diễm, lúc này rõ ràng là đem cái này Huyền Vân Kiếm Quyết, tu luyện đến đại thành cảnh giới, thậm chí đều phải đạt đến mức tận cùng. Hoàn toàn, đem vũ khí uy lực phát tỏa ra ngoài. Cho dù là nàng, hoàn toàn rõ ràng thả tiên thiên sát khí trạng thái, vậy căn bản không cách nào ngăn cản một kiếm này à. Chớ nói chi là chỉ là phong môn tu vi Diệp Thần. Nàng muốn động, muốn không để ý hết thảy ra tay. Nhưng mà, liền ngay cả đứng, cũng đã là cực hạn của nàng, làm sao còn có thể động. Nàng chỉ có thể trơ mắt, nhìn Huyền Vân Kiếm Quyết kiếm quang, đem Diệp Thần chìm ngập. Có thể mọi người ở đây cũng không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần sẽ bị Tại Diễm chém ra vậy đạo khủng bố kiếm mang, hoàn toàn chiếm đoạt lúc. Diệp Thần, động. Thanh Liên Diệt Thiên kiếm ra, kim quang bạo tránh. Phá thiên lực, ở trong người điên cuồng phun trào. Mà Diệp Thần thân thể, vậy theo chém ra một kiếm này, đánh tới Tại Diễm vậy mãnh liệt kiếm ý bên trong. Tại Diễm một kiếm này, có mạnh hay không? Mạnh. Liên liên Diệp Thần, vậy cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Một kiếm này, thậm chí không kém gì Linh Cửu Tiêu lấy cấm linh pháp thể ra chỉ vẫn thần kiếm mang. Phải biết, Diệp Thần mặc dù một kiếm chém chết liền Linh Cửu Tiêu, nhưng mà, hắn một kiếm kia lại không có chém chết vẫn thần kiếm mang. Tối đa, chỉ có thể coi như là lực lượng tương đương đi, cái này vẫn là mượn giúp Thanh Liên Diệt Thiên kiếm ở cự lực ra chỉ dưới, vượt qua cổ khí bền bỉ mới làm được. Cho nên, Diệp Thần một kiếm này, vậy sẽ cùng Tại Diễm, lực lượng tương đương sao? Nói như vậy, Diệp Thần, thì thật nguy hiểm. Đầu tiên, Linh Cửu Tiêu một kiếm, đã bị thương nặng Diệp Thần, cho dù đã Diệp Thần khủng bố thể chất, đến hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên, hắn mặc dù hoàn toàn luyện hóa cực sát chi khí, có thể hắn bây giờ trạng thái thân thể, ở sinh mệnh lực phương diện, vẫn còn so ngày đó đối mặt Linh Cửu Tiêu lúc đó, kém một phần. Hơn nữa, hắn bây giờ, nhưng mà không có Tinh Lam Khải à. Chớ xem thường một kiện nửa bước cổ khí phòng vệ, Diệp Thần tay không dưới, cũng là khá là khó khăn, mới đánh nát Ngô Dĩ Sơn nửa bước cổ khí chiến phục. Thậm chí, vì kích phá nửa bước cổ khí, đối mặt Ngô Dĩ Sơn công kích, hắn cũng không có sử dụng sương mù hóa thần thông, mà là lấy tổn thương đổi bị thương. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể một kiếm chém chết Linh Cửu Tiêu, còn có một cái nguyên nhân rất lớn phải, cấm linh pháp thể tuy mạnh, nhưng ở sinh mệnh lực phương diện, có thể còn không bằng mình. Rốt cuộc, Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, cùng Tại Diễm chém ra Huyền Vân kiếm mang, tiếp xúc. Nháy mắt tức thì, Tại Diễm vậy nguyên bản vô cùng vững chắc, uy áp vô hạn kiếm ý thế giới bên trong, đột nhiên, hiện lên một cổ mang nhàn nhạt thần uy, phảng phất có khai thiên tích địa khả năng khủng bố kiếm ý. Một đạo chói mắt cực kỳ đao mang, ở trong mắt mọi người thoáng hiện. Rắc rắc sát 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 sát. Từng đạo đen nhánh kẽ hở, hiện lên ở trong hư không, kẽ hở bên trong, gió lớn xông ra, băng tuyết gào thét, lửa cháy mạnh đằng đằng. Khí tức hủy diệt tràn ra, mặt đất rên rỉ. Thần Huyền Tông bên trong, nhất phái ngày tận thế cảnh tượng. Tựa như, một kiếm này,
thật có thể hủy diệt một cái thế giới vậy. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, tại diễm vậy làm vô số người run rẩy kiếm ý thế giới, hỏng mất. Một kiếm một ngày tận thế. Tại diễm vậy ép tới gần cực hạn huyền vân kiếm quang, mất đi. Bị Diệp Thần, một kiếm chém chết. Tại diễm gương mặt bên trên, nguyên bản còn tràn đầy khinh miệt, cười nhạt, ngạo mạn vân. Vân thần sắc, kèm theo kiếm kia quang, cùng nhau hóa thành hư không. Hiện tại, hắn trong mắt chỉ còn lại có kinh hoàng đến trình độ cao nhất. Lật đật bên trong, hắn chỉ kịp miễn cưỡng sử dụng đeo trên cổ vậy cái nửa bước cổ khí phẩm giai cấp ngọc bội, cũng không cùng ngọc bội tản ra ánh sáng trắng, vậy hàm chứa làm thần ma cũng làm run rẩy cự lực ánh đao, liền hoàn toàn đem tại diễm chiếm đoạt. Thẩm Dũng các người, con người có giúp một cái. Diệp Thần một kiếm này, quá nhanh. Hơn nữa, ở Diệp Thần ra tay trước, bọn họ liền đề phòng cũng không có à. Bây giờ muốn cứu người, căn bản là không kịp à. Ầm một tiếng vang thật lớn. Tại diễm thân thể, liền hóa thành xương máu tiêu tán, từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Liền thần hồn vậy cùng nhau mất đi. Diệp Thần kiếm, và tại diễm kiếm, lực lượng tương đương. Ha ha! Diệp Thần kiếm, quả thật, và linh cửu tiêu kiếm, lực lượng tương đương. Nhưng, đừng quên, lúc đó Diệp Thần, thân ở có thanh linh bảo châu ra chỉ cấm linh pháp vực bên trong. Không cách nào thi triển phong thanh dương kiếm ý. Đây mới là cấm linh pháp vực chân chính chỗ kinh khủng. Nếu không phải như vậy, đối mặt linh cửu tiêu, Diệp Thần căn bản không sẽ bị thương. Tại diễm, quả thật ưu tú, có thể hắn có thể so với chí tôn thần thể người có sao. Đặc biệt là, bây giờ Diệp Thần luyện hóa cực sát chi khí sau này, thực lực lại là tăng trưởng không thiếu, hắn và mới vừa mới tiến cấp tại diễm bây giờ, chênh lệch tự nhiên lớn hơn. Bây giờ Diệp Thần, lấy phá thiên lực, ở vô tận sức nặng thanh liên diệt thiên kiếm ra chỉ dưới, thi triển phong thanh dương kiếm thứ 5, hắn khủng bố, không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần một kiếm này, rung động thần huyền tông tất cả mọi người. Liền liền Lâm Nhã Cầm, mắt đẹp bên trong, cũng nổi lên không tưởng tượng nổi vẻ. Thậm chí, còn mang một chút mừng rỡ. Nàng lại, là Diệp Thần giết trong nháy mắt tại diễm, phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng. Mơ hồ, còn có một chút, kiêu ngạo. Trong nháy mắt, Lâm Nhã Cầm vậy bởi vì bị thương mà vô cùng tái nhợt mặt đẹp, có chút đỏ. Nàng là lạnh, là không có trải qua tình yêu, nhưng, không đại biểu nàng là hoàn toàn không biết. Một cô gái, lúc nào, mới sẽ bởi vì một người nam tử cho thấy mình ưu tú, mình xuất chúng lúc đó, cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ có, người đàn bà này, đối với tên kia nam tử có cảm tình đặc biệt thời điểm chứ. Mà lúc này Vu Thiếu Du, quả thật hoàn toàn ngu, nán lại, hắn không dám tin tưởng nhìn tại diễm rơi dưới đất trường kiếm cùng với túi đựng đồ, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Niềm kiêu ngạo của hắn từ nhỏ đến lớn ước mơ, ở trước mặt hắn, chết. Lại chết như vậy. Tại sao, Vu Thiếu Du cả người run rẩy, hướng về phía Diệp Thần hỏi, tại sao? Ngươi rốt cuộc tại sao? Muốn giết ca ca ta? Tại sao? Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt lấy đi tại diễm trường kiếm cùng túi đựng đồ, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, nào có như vậy nhiều tại sao? Dứt lời, hắn cả người uy thế lại lần nữa bùng nổ, bao phủ Vu Thiếu Du, giống như thẩm phán phàm nhân cao nhất thiên thần vậy, hướng về phía Vu Thiếu Du lạnh lùng hỏi, ta hỏi lại ngươi, một lần cuối cùng, ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta, có phải hay không ngươi hãm hại Lâm Nhã Cầm? Đối mặt Diệp Thần ánh mắt, cái này đem trong lòng mình thần chém giết ma quỷ đưa mắt nhìn, Vu Thiếu Du, đơn giản là sợ hãi, không dám đối mặt với đến điên cuồng bước, chỉ cần có thể thoát đi Diệp Thần, hắn, làm gì đều nguyện ý. Trong chốc lát, Vu Thiếu Du điên cuồng kêu khóc, cả người, hù được trên đất sắt xúc thành một đoàn, không ngừng run rẩy thét to, là ta, van cầu ngươi, thả qua ta đi, không muốn lại nhìn ta, van cầu ngươi, không muốn lại nhìn ta. Đạo tim tan vỡ. Diệp Thần, lại chỉ bằng uy áp, ánh mắt, liền đè được thái hư tầng năm thiên Vu Thiếu Du, đạo tim tan vỡ. Đây là biết bao khủng bố. Giống như ma thần vậy à. Thẳng đến lúc này, Thẩm Dũng các người, mới từ khiếp sợ bên trong, khôi phục như cũ. À à à à à.
Thẩm Dũng mặt đầy đau buồn vẻ điên cuồng hét lên, vô liêm sỉ. Giết đồ nhi ta, ngươi, để mạng lại thường. Làm sao không đau buồn? Thần Huyền Tông tương lai, mất đi liền à. Quật khởi hy vọng, mất đi liền à. Đây quả thực, so trực tiếp giết Thẩm Dũng, còn thống khổ à. Thẩm Dũng chém ách hơi thở, hoàn toàn bộc phát ra, linh lực cuồng trào, ở trong hư không, huyễn hóa ra một đạo đánh trưởng, lôi cuốn vô biên trưởng lực, tựa như núi to ái mộ vậy, thì phải hướng về phía Diệp Thần, chấn áp xuống. Diệp Thần hướng Thẩm Dũng nhìn, cũng là ánh mắt đông lại một cái, lấy hắn bây giờ thực lực, còn không là đối thủ của đối phương. Nhưng mà, hắn gương mặt bên trên, nhưng là đột nhiên lộ ra một đạo kinh ngạc và vẻ mừng rỡ. Bởi vì ngay vừa mới rồi Thẩm Dũng thời điểm xuất thủ, luân hồi mộ địa một khối mộ bia chấn động. Một cổ tuyệt mạnh hơi thở phun trào ra. Cái này, đại biểu, một vị mới đại năng có thể dẫn động. Không chỉ như vậy, luân hồi mộ địa lại là truyền tới một chút thanh âm đạm mạc. À, bổn tôn vừa ra tới bên ngoài liền náo nhiệt như vậy. Chém ách xiết phong môn. Có chút ý tứ. Bất quá, bổn tôn ghét nhất chính là cái này loại bao trùm hết thảy nghiền ép. Vừa vặn, bổn tôn muốn xem lưu lại nơi này đạo thần niệm lực lượng như thế nào. Đột nhiên bây giờ, nguyên bổn muốn xuất thủ Thẩm Dũng, sắc mặt cứng đờ. Thậm chí, mơ hồ, đều có chút trắng bệch. Vậy trong hư không, hiện lên bàn tay lớn, cũng ở đây khoảnh khắc bây giờ tiêu tán. Mọi người thấy Thẩm Dũng, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Liền liền Lôi Hữu Vi, đều là không hiểu nhìn Thẩm Dũng. Người trẻ tuổi này, quả thật nghịch thiên, so tại diễm hơn nữ ưu tú, nhưng, không thể nào là chạm ách cảnh Thẩm Dũng đối thủ. Thẩm Dũng tiêu diệt đối phương, cũng chỉ một chiêu chuyện chứ. Tại sao, Thẩm Dũng không nhúc nhích, tại sao Thẩm Dũng gương mặt bên trên, còn toát ra sợ hãi thần sắc. Luôn không khả năng, thằng nhóc này có cái gì có thể uy hiếp được Thẩm Dũng hậu thủ chứ. Chỉ có Thẩm Dũng, mình mới biết. Mới vừa rồi, hắn chuẩn bị đối với Diệp Thần xuất thủ ở một chớp mắt kia, cảm ứng được cái gì. Cùng lúc đó, Thần Quốc Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung trên đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Trước đây không lâu, Hiên Viên Mặc Tà phái ra Thiên Đạo Cung trưởng lão không một người còn sống. Những trưởng lão này mặc dù thực lực không tính là quá cao, nhưng đối phó Linh Võ Đại Lục sự việc dư sức có thừa. Nhưng mà thất bại. Không chỉ thất bại, liền lúc ấy Hiên Viên Mặc Tà nhận ra được không đúng rơi xuống thiên phạt, cũng không có dùng. Trọng yếu hơn chính là, Ma Đế rất có thể sống lại. Hiên Viên Mặc Tà làm sao có thể không tức giận giận. Ma Đế ở trên cao cổ chính là uy hiếp, lần này nếu như sống lại, đó chính là trước mắt nhất sự việc nhức đầu à. Mấy ngày nay, Hiên Viên Mặc Tà một mực chờ một người. Đó chính là duy nhất sống sót Thiên Cơ Đạo Nhân. Chỉ có cùng Thiên Cơ Đạo Nhân trở lại thần quốc, mới có thể biết vậy thiên phát sinh hết thảy sự việc. Giờ phút này, một cái Thiên Đạo Cung người làm thận trọng đi lên, hai tay giơ một phần ngọc giản. Cung chủ đại nhân, gần đây nghe có cái phong môn cường giả ở thần quốc quật khởi, lại đang tuyển chọn thi đấu chém giết một cái thái hư thần thể người có trưởng lão đề nghị đem người này nhét vào Thiên Đạo Cung. Vậy người làm lời còn chưa nói hết, giận dữ danh giới Hiên Viên Mặc Tà hơi thở chấn động một cái. Ngọc giản kia ngay tức thì hóa là bột. Liền người làm cũng là hoàn toàn biến mất ở thế giới bên trên. Mà hóa là bột ngọc giản bên trên ghi chép chính là Diệp Thần và Linh Cửu Tiêu Kinh Thiên đánh một trận. Ta hôm nay tin tức gì cũng không muốn xem, ta chỉ cần cùng Thiên Cơ Đạo Nhân. Ước chừng 10 phút sau đó, một cái ông già đạo bào mới lững thững tới chậm. Chính là hôm đó ở ma tộc Thiên Cơ Đạo Nhân. Hiên Viên Mặc Tà hốc mắt kích động, vội vàng đứng lên, mở miệng nói, Thiên Lão, ngày đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi để cho bọn ta thật là khổ à, mau sớm nói đến. Thiên Cơ Đạo Nhân trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, giả dạng làm phiền muộn hình dáng. Ước chừng mấy giây, đột nhiên, hắn nặng nề quạt mình một bạt tai. Ai, cung chủ, vì tìm tiểu sư thúc, trận chiến ấy, ta tới trễ. Ta đáng chết à, một màn kia, ta thật lâu không cách nào quên trong lòng, Thiên Đạo Cung tất cả trưởng lão vì chu diệt Ma Đế, toàn bộ tự bảo. Dù là ta ngăn trở, bọn họ vậy thái độ kiên quyết, đem ta đẩy ra,
cung chủ nhất định phải cực kỳ đối đãi hậu nhân của bọn họ à. Còn như kết quả, mà đế người bị thương nặng, thân phận thật sự ngưng tụ một bước cuối cùng vẫn bị thất bại. Bất quá hắn còn sống, lấy tàn hồn hình thức còn sống, nhưng là dưới mắt không đủ gây sợ hãi. Hiên Viên Mặc Tà hơi vui mừng, những trưởng lão kia sống chết không trọng yếu, mà đế thất bại liền là chuyện tốt. Bất quá tàn hồn hắn vậy phải nghĩ biện pháp lau đi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, ngày đó, ta mơ hồ cảm giác được thần bí phong môn thanh niên tồn tại, hắn như thế nào? Thiên Cơ đạo nhân cau mày, giả dạng làm nghi ngờ hình dáng, à. Cái gì thanh niên, ngày đó ta chưa từng thấy cái gì thanh niên, có phải hay không là vừa vặn đi ngang qua? Huống chi loại cấp bậc này chiến đấu, phong môn làm sao có thể tham dự, vừa tiến vào chỉ sợ cũng thành cho. Hiên Viên Mặc Tà ngưng mắt nhìn Thiên Cơ đạo nhân. Cảm giác có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được, hắn vẫn là nói Thiên Cơ đạo nhân lời này xác định. Không tính sai. Lần này, Thiên Cơ đạo nhân có chút không vui, ống tay áo vung lên, giơ cao tay phải lên, lão phu đối với tổ sư ra dạy thề, nếu như nói láo, đạo tim. Lời còn chưa nói hết, Hiên Viên Mặc Tà liền cắt đứt, Thiên lão, không cần như vậy, ta tin tưởng Thiên lão. Thiên Cơ đạo nhân gật đầu một cái, chắp tay rời đi. Lão phu liền không quấy rầy cung chủ, đạo quan đến bây giờ còn không đi xem qua. Xoay người trong nháy mắt, Thiên Cơ đạo nhân chán phân bố mồ hôi hột, lại là thầm nghĩ, khá tốt, không bị phát hiện, vì tiểu sư thúc, thiếu chút nữa bồi thường mạng già, sợ rằng tiểu sư thúc đã ở thần quốc liền đi. Ta đường đường Thiên Cơ đạo nhân, hôm nay nhưng là được cái này loại ăn trộm gà trộm chó chuyện, còn vì diễn xuất hơn quạt một bạt tai, ai? Làm bậy à? Trở về sao sao đạo phù tha tội đi, tiếp tục như vậy không phải kế hoạch lâu dài, phải mau sớm tìm được tiểu sư thúc à. Một tòa sừng sững thần quốc trên đỉnh núi. Đỉnh núi chung quanh mây mù lượn quanh, sông thẳng tới chân trời. Nếu như cẩn thận xem, tất nhiên sẽ phát hiện chỗ tòa này đỉnh núi chung quanh lại là một đạo cực mạnh bát quái trận pháp sắp hàng. Nơi này, chính là Thiên Cơ đạo quan. Thiên Cơ đạo quan chỗ sâu một tòa cung điện. Không có một vật, duy chỉ có một cái ăn mặc đạo bào ông già. Ông già ngồi xếp bằng, trước người bầy mờ u rùa, trận bàn, bát quái đá. Rất hiển nhiên, Thiên Cơ đạo nhân muốn đẩy diễn người khác tung tích. Đột nhiên, Thiên Cơ đạo nhân tròng mắt mở ra, vẻ hàn quang thoáng qua. Hắn vậy gầy đét ngón tay nhanh chóng động, ba giọt máu tươi trôi lơ lửng. Cuối cùng lại tự đi tản ra. Mờ u rùa, trận bàn. Bát quái đá đồng loạt trôi lơ lửng. Quỷ dị chập chờn đường vân dạo dực chạy đi. Một bức họa mặt dược nhiên ra. Chính là thần huyền tông phát sinh một màn. Khi thấy hình ảnh Diệp thần đối mặt mạnh như vậy địch, Thiên Cơ đạo nhân lửa giận trong lòng cháy. Cái gì rác dưới tông môn, dám động lão phu sư thúc. Ở Thiên Cơ đạo nhân trong mắt, Diệp thần chính là hắn sư thúc. Nếu không cũng sẽ không ở Hiên Viên Mặc Tà trước mặt kéo láo. Hiện tại sư thúc gặp nạn, hắn làm sao có thể ngồi chờ chết. Thiên Cơ đạo nhân vừa định biến dạng hư không, nhưng là đột nhiên phát giác cái gì. Đạo quan bên ngoài lại có thần quốc thiên đạo cung cường giả hạ xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, đóng cửa hư không, xem ra vậy Hiên Viên Mặc Tà vậy không tốt như vậy lừa gạt, còn phái người dám thì ta. Hắn suy tính luôn mãi, vẫn là ngồi xếp bằng hồi vị trí cũ, quan sát hình ảnh. Không tới một khắc cuối cùng, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Sư thúc, xem ngươi. Hình ảnh quay về, thần huyền tông. Thần huyền tông trưởng môn Thẩm Dũng nhìn trước mặt Diệp thần, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bởi vì Diệp thần trên mình thả ra hơi thở. Vậy, đó là chí cường giả bản nguyên khí tức à? Mấu chốt còn mẹ hắn không chỉ một đạo à? Đây là hai vị chí cường tồn tại. Một vị trong đó hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng. Cái này loại bản nguyên khí tức, nhưng mà chí ít chỉ có Trảm Ách cảnh võ giả, mới có thể ngưng luyện ra à. Mà Diệp thần trên mình thả ra hơi thở, có thể không đơn thuần Trảm Ách cảnh đơn giản như vậy. Lôi Vân Bằng mặc dù có thể ở Lâm Nhã Cầm trong tay bảo được tánh mạng, chủ yếu nhất nguyên nhân, chính là ở trong cơ thể hắn ủng có một đạo lôi hữu vi trồng căn nguyên chi khí. Cũng chính là Lôi Vân Bằng gặp là có tiên thiên sát khí Lâm Nhã Cầm, bởi vì tiên thiên sát khí đối với tất cả loại hơi thở uy áp khắc chế,
nàng bị căn nguyên khí ảnh hưởng, sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu không, vậy thái hư cảnh võ giả, có thể cũng không gây thương tổn được Lôi Vân Bằng. Hơn nữa, Thẩm Dũng dám khẳng định cái này hai vị cường giả thực lực, vẫn còn ở Lôi Hữu Vi bên trên. Bởi vì, Lôi Hữu Vi cũng không có cảm nhận được vậy đạo hơi thở, chỉ có đối với Diệp Thần xuất thủ mình, cảm ứng được. Lúc này, Thẩm Dũng thu hơi thở, không nói một lời cúi đầu, lại nữa đi xem Diệp Thần một mắt. Diệp Thần bối cảnh, không phải hắn có thể chọc nổi. Hắn không phải là không thể tiếp tục ra tay, nhưng, hắn không dám. Ở hắn suy đoán bên trong, có thể được cái này loại trí cường giả trồng căn nguyên chi khí, Diệp Thần chí ít cũng là ba nhóm thế lực đệ tử nòng cốt chứ. Nếu để cho Diệp Thần biết Thẩm Dũng đang suy nghĩ gì mà nói, nhất định sẽ cười nhạo hắn ngu xuẩn. Còn có thể tiếp tục ra tay. Mới vừa rồi vậy hai đạo bản nguyên khí tức, bởi vì Thẩm Dũng thu tay lại hơi sớm, không có hoàn toàn bùng nổ thôi, cũng chỉ có trong 1%, 0,1% hơi thở. Liền đem Thẩm Dũng chấn nhiếp được không dám tiếp tục ra tay. Còn như cái này hai đạo hơi thở tới từ nơi nào? Một đạo chính là luân hồi mộ địa mới tỉnh lại đại năng. Còn như một món khác, thì là tới từ Đồ Lan Tâm. Tạm không nói luân hồi mộ địa đại năng, nếu như Đồ Lan Tâm ở trên người hắn lưu lại cái này bản nguyên khí tức hoàn toàn bùng nổ nói, đừng nói là ra tay. Liền chảm ách cảnh trung kỳ võ giả đều không phải là Thẩm Dũng. Rất có thể cũng sẽ bị vậy đạo hơi thở, trực tiếp chấn động giết. Ngắn ngủi thất thần, Diệp Thần đi tới trong luân hồi mộ địa. Hiện tại trong luân hồi mộ địa, đã có 4 vị đại năng. Vị thứ nhất chính là Phong Thanh Dương, chỉ bất quá bây giờ Phong Thanh Dương rất yếu ớt. Tận lực nói ít, hắn muốn ngưng tụ cuối cùng một đạo lực lượng, dạy Diệp Thần trung cực kiếm pháp. 6 kiếm hợp nhất, vị trí thứ hai chính là Thương Cổ Y Thần. Vị trí thứ ba chính là ban đầu ở Côn Lôn Hư trước thời hạn xuất hiện, cho Tiểu Hoàng máu tươi và lực lượng đại năng. Còn như vị thứ tư, liền là mới vừa thức tỉnh vị kia đại năng. Giờ phút này vị đại năng đã xuất hiện ở mộ bia bầu trời. Vị này đại năng nhìn như 45 tuổi dáng vẻ, hai tay chắp sau lưng, mực xử trí ở kim bào bên trên. Quanh thân lưu chuyển cường đại chiến ý. Toàn thân tản ra theo kiếm hắn như nhau lạnh như băng khí chất. Như lợi đao điêu khắc thành lập thể ngũ quan tản ra khí tức lạnh như băng, thâm thúy được nhìn không thấy đáy ánh mắt thì đang bắn lưỡi đao. Vị này đại năng thật đơn giản một đứng, liền để cho Diệp Thần trên mình lưu chuyển cực mạnh chiến ý. Thậm chí áp đảo sinh tử tồn tại. Diệp Thần vội vàng chắp tay nói, Diệp Thần gặp qua tiền bối. Cảm ơn tiền bối xuất thủ tương trợ. Vị này đại năng không giống với Thương Cổ Y Thần, ngược lại là chưa từng có nhiều ngoan cố. Sang sảng cười mấy tiếng. Bổn tôn là cuồng vũ bá chủ, đời người gặp không quen vênh váo hung hăng người. Huống chi, mới vừa rồi bổn tôn cũng không có qua ra tay nhiều. Thằng nhóc, bên trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo cường giả hơi thở này đủ để đẩy lui bậy bên ngoài người. Chuyện này, bổn tôn liền không nhúng tay nữa. Nơi này là luân hồi mộ địa, ngược lại thật là thế gian kỳ vật. Đột nhiên, cuồng vũ bá chủ ánh mắt rơi vào Thương Cổ Y Thần trên mình. Nháy mắt tức thì hai tròng mắt đổi là tức giận. Mà Thương Cổ Y Thần ho nhẹ một tiếng, trực tiếp về đến mộ bia bên trong. Hiển nhiên ở ẩn núp cuồng vũ bá chủ. Cuồng vũ bá chủ cả người chiến ý phun trào, ý định giết người phóng thích. Thương Cổ Y Thần, người lại có thể cũng ở nơi đây. Vừa vặn, hôm nay chúng ta liền tính một lần nợ cũ. Nháy mắt tức thì luân hồi mộ địa tung lên một hồi gió lớn. Diệp Thần không biết làm sao, trực tiếp về đến thực tế bên trong. Xem ra Thương Cổ Y Thần và cuồng vũ bá chủ còn có chút câu chuyện chưa dứt. Thần Huyền Tông. Diệp Thần không để ý tới sẽ Thẩm Dũng, mọi người ở đây nhìn soi mói, tiện tay một quyền đem đạo tâm hỏng mất phu thiếu du tiêu diệt. Lại giết một cái. Cứ như vậy lại giết một cái. Coi trời bằng vung à. Một cái không biết nơi nào đi ra ngoài phong môn tồn tại, lại đang đường đường trong Thần Huyền Tông, tiếp giết liền người. Thật là giống như là vô căn cứ phủ xuống sát thần vậy, không thể tưởng tượng nổi. Thiếu bơi. Vu Thiếu Du sư phụ Lâm Cửu, lúc đầu xem đến Diệp Thần đối với Vu Thiếu Du ra tay liền muốn ngăn cản, nhưng lại bị Thẩm Dũng cản lại. Bọn họ đã chọc một cái lôi ra,
không thể kêu thêm chọc một cái cùng Lôi gia cùng các loại, thậm chí, vẫn còn ở Lôi gia trên thế lực à. Lâm Cửu trơ mắt nhìn, mình yêu thương đệ tử bị Diệp Thần tiêu diệt, trên mặt cũng không khỏi hiện lên đau buồn vẻ. Mà Thẩm Dũng, nhưng là ánh mắt chớp động dưới, ghé vào Lâm Cửu bên tai thấp giọng nói, lão Lâm, đừng có gấp, trước xem nói sau, giải quyết thằng nhóc này, nói không chừng không cần chúng ta động thủ. Hắn xem ghi bàn thắng Minh, Diệp Thần là ở Hứa Mộng Hoa giận tập kích Vu Thiếu Du sau đó, chất vấn Vu Thiếu Du. Như vậy rất có thể, Diệp Thần là vì Lâm Nhã Cầm tới. Ha ha, vì Lâm Nhã Cầm, vậy Diệp Thần ắt phải liền sẽ đối với lên Lôi gia. Vậy, coi như có trò hay để nhìn. Hắn sợ hãi Diệp Thần, có thể cao hơn một cấp Lôi gia, biết sao. Mà lúc này Diệp Thần, lại là trực tiếp ở dưới con mắt mọi người, hướng vậy tòa đài cao đi tới. Đứng lại, Lôi Hữu Vi khẽ quát một tiếng, thần sắc âm trầm nhìn về phía Diệp Thần, hơi thở mơ hồ phát ra nói, thằng nhóc, ngươi làm gì? Diệp Thần mặt không thay đổi cùng mắt, đối với Lôi Hữu Vi hơi thở, không có sợ hãi chút nào, nhàn nhạt nói, cứu người. Chơi hơi thở. Ha ha. Hắn thân trong lòng đồ lan tâm căn nguyên chi khí, coi như chém ách võ giả, đối với hắn phóng thích hơi thở, vậy căn bản là không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Mà Thẩm Dũng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, quả nhiên Diệp Thần là vì cứu người tới. Cứu người. Lôi Hữu Vi khinh thường cười một tiếng, Diệp Thần thiên phú quả thật làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng lại sợ hãi, cũng bất quá là một người phong môn tồn tại thôi, lấy là mình giết một cái thái hư tại diễm, tất cả mọi người đến lượt cho hắn nhường đường. Mặc dù Thẩm Dũng đột nhiên thu tay lại có chút quỷ dị, nhưng, Thẩm Dũng như vậy thế lực rác dưới tông chủ rút lui, thì thế nào? Hắn Lôi Hữu Vi, căn bản và Thẩm Dũng không phải một tầng thứ nhân vật. Mà trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lại muốn từ Lôi ra trên tay cứu người. Đầu óc nước vào chứ. Lôi Hữu Vi khinh miệt liếc Diệp Thần nói, thằng nhóc, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ngươi là có mấy phần thiên phú, bất quá, ngươi sẽ không lấy là mình giết một cái nho nhỏ thái hư tồn tại, liền sẽ để cho ta Lôi ra nhượng bộ chứ. Rốt nát có lúc thật có thể cho người mang đến dũng khí, ngươi căn bản không biết. Ta Lôi ra có kinh khủng dường nào chứ? Lôi ra, nhưng mà áp đảo thần huyền tông tồn tại, hiểu chưa? Ta nếu như muốn, có thể trong phút chốc, mất đi hàng ngàn hàng vạn phong môn tồn tại. Mặc dù, người chứng minh Lâm Nhã Cầm là bị người thiết kế, nhưng ngươi sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng, ta Lôi ra cũng sẽ không vì vậy mà truy cứu chứ. Tiện nhân kia, tổn thương con trai ta, nàng thì nhất định phải chết. Ngày hôm nay ta Lôi ra, muốn nàng chết. Liền không người nào có thể cứu được nàng. Ngươi là thứ gì, cũng xứng từ ta Lôi ra trong tay cứu người. Nếu không phải xem ở ngươi còn có chút thiên phú lên, hiện tại ngươi đã là một người chết, biết không? Lôi Hữu Vi không có trực tiếp ra tay, bất quá là bởi vì, xem Diệp Thần như vậy người tuổi trẻ xuất sắc sau lưng, thường thường cũng sẽ đứng một ít thế lực, hắn không muốn đắc tội những thế lực này thôi. Có thể, đó là ở Diệp Thần biết giàu gì. Sẽ không rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt dưới tình huống, nếu như Diệp Thần nhất định phải cứu Lâm Nhã Cầm. Vậy thì cùng Lâm Nhã Cầm cùng chết đi. Quả thật, kết giao thiên tài, so trực tiếp giết thiên tài, còn có lợi, nhưng, đó là tại chưa có xung đột lợi ích dưới tình huống. Dưới mắt, Diệp Thần phải cứu Lâm Nhã Cầm, như vậy thì là muốn cùng Lôi ra nổi lên va chạm. Hắn Lôi Hữu Vi, còn biết sợ liền một cái nho nhỏ phong môn tồn tại. Cười nhạo. Trên quảng trường mọi người, cũng hướng Diệp Thần nhìn, không biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Mà lúc này Diệp Thần, nghe xong Lôi Hữu Vi một phen, lại là cười. Khinh miệt, giễu cợt, khinh thường cười. Tất cả mọi người là sững sốt một chút, Diệp Thần cười cái gì? Lôi Hữu Vi nói chẳng lẽ không đúng sao? Có gì buồn cười? Lôi Hữu Vi sắc mặt có chút khó khăn xem, âm trầm. Diệp Thần cười. Rất nhức mắt. Mình một phen dạy bảo sau đó, Diệp Thần không chỉ không có cúi đầu, nhận sai, lại lộ ra nụ cười như thế. Nhiều ít năm, cũng không người nào dám ở trước mặt hắn như vậy cười. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chậm rãi lên tiếng. Hắn nhìn Lôi Hữu Vi ánh mắt, tổng cộng chỉ nói 6 chữ. Nhưng cái này 6 chữ, nhưng ở Thần Huyền Tông trên quảng trường,
nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Diệp thần, nói cái gì? Hắn trên mặt, mang nhàn nhạt mỉm cười, nói, ngươi ở gắn cái gì chứ? Lâm Nhã Cầm có hay không bị hãm hại, đối với Diệp thần mà nói có trọng yếu không? Hắn sở dĩ tra hỏi Vu Thiếu Du, chỉ là không muốn để cho tiểu nhân tiêu xa thôi, còn như lôi ra. Diệp thần, từ đầu chí cuối cũng chưa có coi ra gì. Lâm Nhã Cầm coi như không phải là bị tính toán, coi như không phải trọng thương, mà là hoàn toàn giết Lôi Vân Bằng, vậy thì như thế nào? Bất quá là Lôi Vân Bằng, tự tìm chết thôi. Hắn vẫn phải cứu Lâm Nhã Cầm. Thần Huyền Tông các đệ tử, cũng triệt để sợ hãi, rung động, không tưởng tượng nổi à. Chỉ là suy nghĩ một chút, đối với một cái như này thế lực gia chủ, nói ra cái này 6 chữ, sẽ tạo thành hậu quả gì, bọn họ mồ hôi lạnh đều xuống à. Có thể Diệp thần, cứ như vậy ngay trước Lôi Hữu Vi mặt, nói ra cái này 6 chữ. Bọn họ đầu, đều phải nổ. Tên này chém giết tại Diễm Thiên Tài võ giả, thật sự là quá ngông cuồng. Cuồng đến bầu trời cuối à. Liên liên Thẩm Dũng, đều là khó có thể tin nhìn Diệp thần. Hắn có nghĩ tới Diệp thần có thể sẽ cùng Lôi Hữu Vi nổi lên va chạm, nhưng là, chưa từng nghĩ là như vậy nổi lên va chạm à. Diệp thần cuồng, xa xa vượt quá hắn dự liệu à. Bất quá, đối với Diệp thần như vậy hành vi, hắn nhưng là âm thầm lắc đầu. Diệp thần ở hắn xem ra có chút ngu xuẩn. Ở hắn suy đoán, Diệp thần nếu như dọn ra thế lực sau lưng hắn, đối với Lôi Hữu Vi lấy lễ đối đãi, lại cho Lôi Hữu Vi chút mặt mũi. Cho một dưới bậc thang mà nói, là có thể để cho Lôi ra nhượng bộ thả Lâm Nhã Cầm. Nếu như Diệp thần có chút đầu óc, giỏi về Chu Toàn nói, chuyện này rõ ràng có thể cùng Bình giải quyết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mặt nhiều người như vậy giễu cợt Lôi Hữu Vi, vẫn là trực tiếp như vậy không nể mặt giễu cợt. Vậy, chính là muốn không chết không thôi à? Xem Lôi Hữu Vi như vậy ở lâu lên trước tồn tại, nơi nào chịu được như vậy giễu cợt? Xem Diệp thần loại người này, tu võ thiên phú mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Thiên tài đi nữa, vậy không cứu được hắn cuồng ngông à. Loại người này, căn bản không có một chút nào lớn lên cơ hội. Tu võ người, tuy nói là võ đạo vi tôn, thực lực trên hết, nhưng tu võ người cũng là người à, cũng cần cùng người sống chung à. Đối đãi người xử sự năng lực, có lúc, thật sự là có thể quyết định mạng của mỗi người vận à. Người có thể không cần rất mạnh năng lực giao tế, nhưng cơ bản nhất tiến thối, cũng phải hiểu không? Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Diệp thần, cái này đều không phải là Mộc Tú Vu Lâm liền à. Đây quả thực là mẹ hắn, muốn vừa được bầu trời. Có thể không gãy sao? Bất quá, một màn này, vậy vừa vặn chính là Thẩm Dũng vui vẻ nhìn thấy. Diệp thần, hủy diệt Thần Huyền Tông hy vọng, giết hắn coi trọng nhất đệ tử. Hắn dĩ nhiên hy vọng Diệp thần chết, chết được càng thảm càng tốt. Nếu không, hắn như thế nào có thể đủ hả giận? Tốt hơn phải, để cho Diệp thần thế lực sau lưng, đối với Lôi gia, giết một người chết ta sống. Mặc dù, lần này Thần Huyền Tông đã chuẩn bị xử tử Lâm Nhã Cầm, đối với Lôi gia bồi tội, có thể nói cho cùng, vẫn là đắc tội Lôi gia à. Lôi gia bất diệt, hắn bất an trong lòng. Nếu như Diệp thần thế lực sau lưng, diệt Lôi ra, tương đương với binh không máu nhận, liền trừ đi một cái Thần Huyền Tông đại họa tâm phúc. Hắn biết, mình không dám đối với Diệp thần ra tay, nhưng Lôi Hữu Vi và hắn có thể không giống nhau. Đừng xem đều là chém ách, thực lực lên nhưng mà khác nhau trời vực. Diệp thần trên mình vậy đạo căn nguyên chi khí, có thể trấn nhiếp hắn, có thể tuyệt đối trấn nhiếp không được Lôi Hữu Vi. Mà lúc này, Lôi Hữu Vi đã thuộc về giận đùng đùng trạng thái. Tuyệt sẽ không có bất kỳ nương tay có thể. Diệp thần, hẳn phải chết. Quả nhiên, Lôi Hữu Vi một đôi mắt tam giác, con người đều phải trừng ra hốc mắt, đỏ tươi tia máu, ngay tức thì hiện đầy con người, tức giận đến cơ hồ phải đem mình thần hồn đốt. Khí được gầy đét thân thể, đều bắt đầu run rẩy trước người tờ kia, dùng trong Thần Huyền Tông tông nhất cao đẳng cực phẩm vật liệu gỗ làm thành bàn, ở hắn hơi thở bùng nổ dưới, ngay tức thì, biến thành phấn vụn. Nguyên bản đối với Diệp thần sau lưng thế lực cái gì cố kỵ, lo lắng, toàn bộ đều bị Lôi Hữu Vi quên mất. Vào giờ phút này, đầu óc hắn một phiến chỗ trống, giạt rào chỉ có một ý tưởng. Vậy, chính là chu diệt Diệp thần.
lập tức, đem cái này can đảm dám đối với mình bất kính tiểu tử, mất đi thành cặn bã. Một khắc sau, Lôi Hữu Vi ra tay. Chém ách võ giả kinh khủng kia hơi thở, ngay tức thì xông lên cửu tiêu, mưa gió biến sắc, lách cách ở đó giống như thần ma vậy hơi thở dưới sự xung kích, thần huyền tông một đám đệ tử lại là không một ngoại lệ, rối rít hộc máu, ngã xuống đất, ngất đi. Càng mấu chốt chính là những thứ này hơi thở căn bản cũng không phải là hướng về phía bọn họ đi, bọn họ chẳng qua là bị liên lụy thôi. Lôi Hữu Vi hơi thở tỏa định mục tiêu là Diệp Thần. Thật là không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần hiện tại tiếp nhận áp lực có cường đại dường nào. Duy nhất còn đứng thần huyền tông đệ tử, chỉ có trên đài cao Lâm Nhã Cầm. Bất quá, nàng mặt đẹp bên trên, vậy nổi lên vô cùng là miễn cưỡng thần sắc. Tiên thiên sát khí, vốn là đối với tất cả loại hơi thở uy áp, có vô cùng cường đại khắc chế tác dụng. Có thể, lại khắc chế, cũng có cực hạn. Chém ách võ giả hơi thở, cho dù là tiên thiên sát khí, cũng không cách nào hoàn toàn khắc chế. Huống chi, hiện tại Lâm Nhã Cầm linh lực, còn bị cầm giữ. Lâm Nhã Cầm còn có thể đứng, đã là một kỳ tích. Bất quá, dù vậy, Lâm Nhã Cầm cả thân xương cốt, nhưng cũng đều ở đây ken két vang rồi. Có thể, lúc này Lâm Nhã Cầm, nhưng đối với thân thể mình tình trạng, không có chút nào quan tâm, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Đối mặt tại Diễm, Diệp Thần có thể chiến thắng, mặc dù gần như kỳ tích, nhưng còn để cho người có hiểu không gian. Mà đối mặt Lôi Hữu Vi đâu? Thì không có bất kỳ khả năng nào à? Chẳng lẽ, Diệp Thần phải chết thật sao? Nhưng mà, lúc này Diệp Thần, lại vẫn có thể đứng. Hơn nữa, gương mặt bên trên, còn duy trì rửng rưng vẻ. Lôi Hữu Vi để cho người vô cùng sợ hãi hơi thở, đối với Diệp Thần mà nói, giống như gió nhỏ quất vào mặt vậy. Tiểu bối, ngươi dám làm nhục ta, ngày hôm nay, ta thì phải để cho ngươi biết chém ách cường giả khủng bố. Lôi Hữu Vi quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh ra. Vạn ma quyền, một đấm xuất ra, vạn ma sinh. Toàn bộ trong thần huyền tông, khắp nơi vang lên quỷ khóc ma tiếng khóc. Mây đen cuồn cuộn. Âm phong từng cơn, ma sát cuồn cuộn. Vô số quỷ ảnh, ma ảnh, điên cuồng chớp động. Giống như nhân gian luyện ngục. Thẩm Dũng các người cả người run rẩy, mặt đầy đều là kinh hoàng cực kỳ thần sắc. Bọn họ còn chưa có chết, có thể, nhưng tựa như mình đã rơi vào u minh bên trong, sức sống hết sức tuyệt vậy. Trong mắt bọn họ, tựa như đều thấy được mình thể xác nổ tung chết thảm, thần hồn rơi vào vô tận hành hạ bên trong tương lai vậy. Vạn ma quyền, là chân chánh thượng cổ võ. Xuất từ Lôi Hữu Vi tên võ giả này tay, tăng thêm uy thế. Trong hư không giấu quyền chưa rơi xuống, trong thần huyền tông, liền có vô số kiến trúc sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Diệp Thần con người có giúp lại, một quyền này nhưng là mạnh đến trình độ cao nhất, cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn, thì triển xương mù hóa thần thông, cũng sẽ bị Lôi Hữu Vi một quyền mất đi chứ. Lôi Hữu Vi năm nay đã vạn tuế. Mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng hắn ở thần quốc cũng có thể coi như là một người cường giả. Diệp Thần thực lực tiến bộ, mặc dù nhanh đến nghịch thiên trình độ, có thể và thần quốc cái này loại uy tín lâu năm cường giả giữa chênh lệch, giống như Thiên Uyên. Bất quá, Diệp Thần, cần muốn xuất thủ không? Hắn khóe miệng, nổi lên một chút cười nhạt. Quả thật, hắn không thích hỉ thế hiếp người, thích dựa vào chính mình thực lực, giải quyết vấn đề. Nhưng đối mặt Lôi Hữu Vi loại hóa sắc này, có lúc, mượn thế, vậy thật thú vị, không phải sao? Suy nghĩ một chút, Lôi Hữu Vi không có nghịch thiên thực lực, cũng không dám đối với Diệp Thần xuất thủ hình dáng. Diệp Thần, cũng muốn cười. Hắn chỉ thích xem người khác khó chịu, lại đánh không chết hắn dáng vẻ. Liền ở trên trời kinh khủng kia giấu quyền, sắp nện ở Diệp Thần trên mình lúc đó, đột nhiên, một cổ tuyệt cường khí tức, chợt từ Diệp Thần trên mình. Bộc phát ra. Mơ hồ bên trong, Diệp Thần sau lưng, lại là nổi lên một cái cao lớn quần đen cô gái hư ảnh, lạnh như băng ánh mắt, nhàn nhạt quét vậy đạo vô đếm ma ảnh, quỷ ảnh lượn quanh giấu quyền một mắt. Trong phút chốc, thiên địa trong sạch, ánh mặt trời rực rỡ, tất cả mây đen, âm phong, ma sát, cũng tiêu tán không còn một mống, liền một chút nào, cũng không có để lại.
tựa như mới vừa rồi hết thảy, cũng là ảo giác vậy. Trong hư không vậy đạo dấu quyền, lại là ở phụ nữ kia hư ảnh một mắt dưới, liền hoàn toàn mất đi. Thẩm Dũng các người, đều là trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc không thôi nhìn Diệp Thần. Nhất là Thẩm Dũng. Cái này mẹ hắn, nơi nào là cái gì mấy nhóm thế lực đệ tử nòng cốt có thể có bản nguyên khí tức à? Dạng gì cường giả, chỉ dựa vào hơi thở, là có thể đem chém ách võ giả nhất kích, tiêu trừ vô hình. Quá khủng bố. Quá biến thái à. Cái này Diệp Thần, kết quả là lai lịch gì? Không sẽ là cái gì đến từ thần đô siêu cấp đại tộc công tử chứ? Thẩm Dũng, thậm chí đều bắt đầu run rẩy, hắn. Hắn mới vừa rồi, thật giống như đối với Diệp Thần không tiếc lời, thậm chí, còn có đối với Diệp Thần ý xuất thủ à. Mặc dù, là bởi vì là Diệp Thần giết đệ tử của hắn. Nhưng, cái này, đối với một người siêu cấp đại tộc con em mà nói, có thể là tội chết à. Là đem toàn bộ tông môn diệt môn tội chết à. Hắn làm sao có thể không run rẩy? Thật là, đều muốn trực tiếp quỳ xuống nói xin lỗi. Mà nguyên bản còn giận dữ, không để ý hết thảy Lôi Hữu Vi, lúc này, nhưng giống như là bị nước lạnh thêm thức ăn vậy, ngay tức thì bình tĩnh lại. Hắn không dám tin tưởng trợn mắt nhìn Diệp Thần, rốt cuộc rõ ràng liền tại sao mới vừa rồi Thẩm Dũng, lại đột nhiên thu tay lại. Lấy Lôi Hữu Vi kiến thức xem ra, mới vừa rồi vậy đạo bản nguyên khí tức, rất có thể là tới từ cực mạnh thế lực bên trong cường giả à. Nếu không, cùng nhóm thế lực bên trong chém ách cường giả, cho dù thực lực cao hơn hắn, cũng là không thể nào khủng bố đến chỉ bằng căn nguyên chi khí biến thành hư ảnh nhìn lướt qua, liền đem quyền của hắn ấn mất đi à. Thế lớp 10 phẩm cao hơn thiên. Nếu như Diệp Thần, thật cùng cái này nhóm thế lực cường giả có dây dưa dễ má, vậy thì căn bản không phải hắn lôi ra chọc nổi à. Nếu như, đã sớm biết Diệp Thần rất có thể đến từ như vậy thế lực nói, đừng nói là thả Lâm Nhã Cầm, chính là để cho lôi ra hướng Lâm Nhã Cầm nói xin lỗi, nhận lỗi, hắn đều nguyện ý à. Nhưng mà hiện tại, tình huống lại không giống nhau. Tại sao? Hắn và Thẩm Dũng không cùng, là thiết thiết thật thật địa đối Diệp Thần ra tay à. Mặc dù không có tạo thành Diệp Thần bị thương, nhưng, cũng đủ để cho lôi ra diệt môn, tối thiểu. Cũng phải cần để cho hắn chết thảm tới thường lại à. Lôi Hữu Vi ánh mắt điên cuồng chớp động, hắn sợ, lạnh cả người mồ hôi, cũng nhô ra. Dần dần, ánh mắt vậy thâm độc, tàn bạo, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ đang do dự cái gì. Tại sao? Nếu dù sao đều là chết, như vậy không bằng một không làm. Hai không nghỉ. Nếu, đã cùng Diệp Thần kết làm lương tử, cũng chỉ có thể hoàn toàn xé rách mặt. Dĩ nhiên, muốn giết Diệp Thần, sợ rằng, hắn là không có năng lực làm được. Bất quá, hắn Lôi Hữu Vi, có thể đi tới ngày hôm nay, há có thể bất kỳ hậu thủ nào cũng không có. Chỉ bất quá làm như vậy, sẽ dùng hết hắn một lá bài tẩy. Một lá bài tẩy vô cùng là chân quý. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn, không muốn làm như vậy. Cho nên, Lôi Hữu Vi đang xuất thủ trước, quyết định trước dò xét một phen. Nếu là có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên, tốt nhất. Còn như mặt mũi. Ha ha, hắn Lôi Hữu Vi cùng nhau đi tới, không biết chịu đựng quá nhiều thiếu khuất nhục, mới có thể sống đến ngày hôm nay, mới có thể trưởng thành là chảm ách cảnh cường giả. Mặt mũi, ở lợi ích trước mặt, chính là một giấm. Hắn ánh mắt chớp động nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, vị này. Công tử, Lôi Mỗ dám hỏi một câu, ngươi nhưng mà xuất thân từ ba nhóm thế lực. Có thể hay không cho biết Lôi Mỗ, nhà ngươi trưởng bối, là nhà nào cường giả? Mới vừa rồi vậy đạo căn nguyên chi khí, Lôi Mỗ tựa hồ khá là quen thuộc, có lẽ, nhà ngươi trưởng bối cùng Lôi Mỗ là quen biết cũ. Mới vừa ra tay, có nhiều đắc tội, sợ là lớn nước trôi Long Vương miếu, người mình tổn thương hỏa khí. Thẩm Dũng các người con ngươi có giúp một cái. Cái này Diệp Thần thân phận, quả nhiên không đơn giản. Lôi Hữu Vi cái này rõ ràng nhượng bộ. Diệp Thần nghe vậy, cơ hồ đều muốn cười ra tiếng. Ha ha, khá là quen thuộc. Cùng Lôi Mỗ là quen biết cũ. Lớn nước trôi Long Vương miếu. Cái này Lôi Hữu Vi, ra mặt vậy thật là dày đến bầu trời. Cái này, nhưng mà đồ lan tâm hơi thở à. Đừng nói là quen biết, Diệp Thần tin tưởng chỉ cần Lôi Hữu Vi biết đồ lan tâm tướng mạo,
cũng tuyệt không dám nói ra như vậy một phen tới. Tùy ý cùng một nhóm thế lực chí cường giả kết giao tình. 1000 cái lôi ra, cũng không cho diệt. Bất quá, hắn biết Lôi Hữu Vi như thế nói, hẳn là lầm lấy là, đồ lan tâm căn nguyên chi khí, đến từ 3 nhóm thế lực một cái cường giả. Muốn đến nơi này, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, đồ lan tâm lưu lại cái này căn nguyên chi khí, còn thật biết điều. Đối mặt không cùng thực lực đối thủ, lại sẽ thả ra không cùng cường độ hơi thở. Nếu như hoàn toàn phóng thích, mới vừa rồi mất đi, thì không phải là Lôi Hữu Vi giấu quyền. Liền Lôi Hữu Vi đây, đều sẽ chết được không thể chết lại. Bất quá, nói như vậy, đối với căn nguyên khí tiêu hao, càng lớn hơn. Dẫu sao, căn nguyên chi khí, nói cho cùng thuộc về ngoại lực, là đồ lan tâm rót vào Diệp Thần trong cơ thể, không thể nào vô cùng vô tận. Diệp Thần nhìn về phía Lôi Hữu Vi, mặt lộ khinh thường nụ cười nói, gắn, tiếp theo gắn. Chút nào mặt mũi cũng không cho. Diệp Thần, có cần gì phải cho Lôi Hữu Vi mặt mũi? Nói thật, từ thân phận đi lên nói, hắn muốn đạp diệt Lôi gia cũng là chuyện dễ dàng, một nhóm thế lực đệ tử, há có thể tùy ý chịu nhục. Bất quá, đó không phải là Diệp Thần tính cách. Mượn thế lấn áp Lôi Hữu Vi, có thể, nhưng là... Dựa vào tông môn thế lực, diệt người toàn tộc. Không cần thiết. Lôi Hữu Vi sắc mặt hung hăng biến đổi, mình đều đã nhượng bộ, nói xin lỗi, thằng nhóc này vẫn còn là đánh như vậy mặt hắn. Thẩm Dũng các người cũng không nhìn được nuốt nước miếng một cái, lần nữa bị Diệp Thần cuồng, hù dọa. Người bất kỳ cũng có thể nghe được, Lôi Hữu Vi ý tứ trong lời nói, lúc này, Diệp Thần chỉ cần theo Lôi Hữu Vi lời nói, tầng bốc, liền có thể hóa giải hết thảy à? Có thể, Diệp Thần đâu? Đừng nói là không cho nấc thang, đều là trực tiếp cầm nấc thang đá tồi tệ à? Bất quá, lúc này, Lôi Hữu Vi ánh mắt bên trong ngưng trọng, nhưng yếu bớt một phần. Tại sao? Bởi vì, theo hắn kinh nghiệm, cao môn đại phái con em, đối với mình thế lực phẩm cấp, đều là xem được rất nặng, mình mới vừa rồi hỏi hắn, có phải hay không 3 nhóm thế lực, chính là vì dò xét. Mà Diệp Thần đâu, mặc dù không chút lưu tình giễu cợt, có thể, cũng không có phản bác. Nếu như càng thế lực cường đại con em, há sẽ không phản bác. Mới vừa rồi, Diệp Thần nếu là phản bác, báo ra mình thế lực sau lưng, Lôi Hữu Vi có thể thì thật nhận sợ, lại cũng không dám có phản kháng gì tâm tư. Có thể Diệp Thần, không có. Như vậy, hắn đoán rất có thể liền không sai. Diệp Thần rất có thể, chính là 3 nhóm thế lực con em. Lôi Hữu Vi ánh mắt lóe lên, hắn lôi ra quả thật không cách nào tương đương loại thế lực này, nhưng, chấn áp một cái đệ tử, cần và cái này nhóm thế lực, hoàn toàn đúng lên sao? Hắn lôi ra, có thể cất ở đây sao lâu, vậy không hoàn toàn dựa vào là lôi ra bản thân à? Lúc này Diệp Thần, đang hướng trên đài cao đi tới, hắn hiện tại chỉ muốn cứu người, còn như lôi ra tổn thương người, sổ nợ này ngày sau, hắn tử sẽ đích thân tìm Lôi Hữu Vi coi là. Nhưng đột nhiên bây giờ, Diệp Thần trước người, bóng người chớp mắt. Lôi Hữu Vi mặt đầy cười lạnh chặn lại Diệp Thần đường đi. Diệp Thần trong con ngươi, sắc bén chớp mắt, lạnh lùng nói, tự tìm cái chết. Đồ lan tâm ở lại trong cơ thể hắn căn nguyên chi khí, bình thường mà nói, Diệp Thần thì không cách nào chủ động điều động, có thể, Diệp Thần là có thể dùng bình thường mà nói sao. Trong cơ thể hắn, có luân hồi mộ địa tồn tại. Chỉ phải tạm thời mượn dùng một vị trong đó đại năng lực lượng, liền có thể chủ động điều động đồ lan tâm căn nguyên chi khí, mặc dù làm như vậy, rất có thể sẽ đem căn nguyên chi bớt giận dây dưa hầu như không còn, nhưng hắn có nắm chắc có thể tiêu diệt cái này Lôi Hữu Vi. Nhưng, hắn bây giờ thực lực tiêu diệt Lôi Hữu Vi, mặc dù, hắn có thể lấy thần cực tông đệ tử thân phận chấn nhiếp Lôi ra người, có thể, ai dám cam đoan, Lôi Hữu Vi sau khi chết, Lôi ra sẽ không có cái nào người điên. Không để ý hết thảy muốn đẩy hắn vào chỗ chết đâu. Hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ, một người chém ách võ giả, cũng có thể uy hiếp được hắn sinh mạng. Cho nên, hắn tạm thời không có sử dụng căn nguyên chi khí, tiêu diệt Lôi Hữu Vi dự định. Dĩ nhiên, đây là Lôi Hữu Vi, không chủ động tìm chết dưới tình huống. Tự tìm cái chết. Lôi Hữu Vi nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, đây chính là hạng 3 tông môn đệ tử phong độ. Quả nhiên, rất cuồng à, cuồng đến vô biên vô tận à.
lại hướng về phía một người chém ách cường giả, nói tự tìm cái chết. Người có phải hay không lấy là, bản thân có thế lực sau lưng chỗ dựa, liền vô địch. Lấy là ta lôi ra, không chọc nổi ngươi. Sau lưng người tông môn, quả thật mạnh mẽ, nhưng, ta và ngươi nói qua, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ngươi, còn nhớ không? Thằng nhóc, ngươi quá xem nhẹ ta Lôi Hữu Vi, ngươi biết không? Ngày hôm nay, ta không chỉ có muốn giết tiện nhân kia, ngươi còn phải, ở ta trước mặt quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi tin không tin? Vừa nói, Lôi Hữu Vi trong tay ánh sáng chớp mắt, lại là nắm một quả đưa tin ngọc phù. Lôi Hữu Vi tay cầm ngọc phù, hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi biết ta kích hoạt quả ngọc phù này sau đó, liên lạc đến sẽ là ai sao? Nhìn Diệp Thần yên lặng không nói dáng vẻ, Lôi Hữu Vi trên mặt vẻ trào phúng, càng đậm, khinh thường nói, ba nhóm thế lực. Ha ha, thần quốc rất lớn, ba nhóm thế lực, vẫn không thể ở thần quốc hoành hành vô kỵ, nếu không, rất dễ dàng đụng vào ở trên thiết bản, biết không? Ta quả ngọc phù này, có thể liên lạc đến người, là người không cách nào tưởng tượng được mạnh mẽ, sau lưng thế lực, là người không cách nào tưởng tượng được khủng bố. Người này, chính là Long Nguyên Tông thiếu tông chủ Long Thần. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi, Long Thần ở nơi này thành phố hoa bên trong. Ngươi, sợ sao? Diệp Thần nghe vậy, hơi sững sờ, tiếp theo, hắn nhìn về phía Lôi Hữu Vi ánh mắt, cũng trở nên có chút cổ quái, khóe miệng không khỏi dương lên một chút nụ cười quỷ dị. Hắn ngược lại có chút tò mò Long Thần thấy hắn sẽ là cái gì nét mặt. Bởi vì Long Thần chính là tuyển chọn trong cuộc so tài đối với hắn quỳ xuống một vị trong đó ba nhóm thế lực cường giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.